Chương 1351 anh ta phải rời khỏi đảo Phú Quốc. Hạng Thành cười điên cuồng. Ngày hôm sau, trên núi thị vải hào quang chiếu rọi, tiếng luận đạo liên tiếp vang lên. Trên đường núi có rất nhiều võ đạo tông sư đang tỉ thí với nhau, nhưng chỉ đến một mức độ nhất định rồi thôi. Thỉnh thoảng có người tu vi cao thâm lên tiếng nhắc nhở. Dường như giới võ đạo và giới thuật pháp tỏa ra một luồng sinh khí trước nay chưa từng có. Vì sự kiện quan trọng này, lã kiến trung đặc biệt bố trí một quảng trường tạm thời ở bên sườn núi thị vải đủ để chứa toàn bộ cao thủ đến từ khắp mọi nơi. Khoảng 10 giờ sáng, quảng trường đầy người, không phải tất cả đều là người tu luyện, cũng có số ít người bình thường, phần lớn đều là các cậu ấm cô chiêu con nhà giàu có. Bọn họ đến đây với mục đích rất đơn giản, muốn xem đường Tuấn, người đã đánh bại lã kiến trung trông như thế nào, thuận tiện bắt nối quan hệ. Đương nhiên, cũng có một số người không ưa đường Tuấn audio điện tử võ tấn bền. Mã Nhược Long và Tư Mã Ngọc Dương đã phạm sai lầm gì? Dựa vào đâu mà anh ta có thể ra tay tàn nhẫn như thế? Tư Mã Ngọc Dương còn có thể nói là nhớ tay ngộ sát trong lúc thi đấu, còn Mã Nhược Long thì sao, anh ấy chỉ là một người bình thường không tu thuật pháp. Chỉ vì tranh cãi bằng miệng mà đã bị anh ta đánh cho trọng thương, đến bây giờ vẫn còn nằm trên giường. Người như vậy cũng dám tự nhận mấy chữ đại sư thuật pháp hay sao? tôi thấy đó chính là loại người hung ác tàn bạo thì có. Chúng ta tuyệt đối không cho phép anh ta giảng pháp trên núi thị vải, làm ô uế thánh điện này. Chúng ta chỉ thừa nhận lã đại sư, anh ta là cái thá gì? Anh ta phải rời khỏi đảo Phú Quốc. Mấy kẻ này len lỏi giữa đám người không ngừng nói những lời kích động quần chúng, trên quảng trường dần dần xuất hiện tình trạng hỗn loạn. Việc đường Tuấn lên làm chủ núi thị vải và nhà họ tàu quật khởi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người những người này ngại thân phận cho nên không tiện ra mặt, nhưng trên thế giới này cũng không thiếu người cam lòng làm công cụ bị kẻ khác sai khiến. Mấy vị đại sư thuật pháp cùng với tử vũ đứng ở một góc trên quảng trường, có thể nhìn rõ mồn một tình huống hiện tại. Làm sao bây giờ, có người hỏi. Gì mà làm sao, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, là bản thân tên họ đường đó ra tay quá tàn nhẫn, để lại nhược điểm cho người ta thôi. Hừ, những tên ngu xuẩn vô tri này. Năm đó Lã Kiến Trung vì đoạt được danh tiếng đại sư thuật pháp số 1 của Đảo Phú Quốc mà không biết đã giết bao nhiêu người trong âm thầm. Chẳng qua mấy năm nay Lã Kiến Trung tu thân dưỡng tính khiến cho bọn họ quên mất mà thôi. Lần tranh đấu này chỉ có một mình Tư Mã Ngọc Dương chết là coi như nhẹ. Còn Mã Nhược Long, ha ha, dám khiêu khích một vị đại chân nhân, cho dù bị đánh chết cũng là do anh ta đáng chết. Năm đó, số cậu ấm đã bị Lã Kiến Trung đánh chết cũng không phải là ít, vậy mà đâu có ai dám nhắc lại chuyện cũ quên đi, dù sao anh đường kia cũng không có mối quan hệ sâu sắc với chúng ta, chúng ta cũng không cần phải ra tay. Sau khi bài giảng này kết thúc, chúng ta khuyên anh ta rời khỏi đảo Phú Quốc là được rồi. Ông Trịnh đâu, sao ông ta vẫn chưa đến, chương 1352 khí thức của kẻ đó thật mạnh mẽ. Đừng nói nữa, anh đường đang đến kia. Đường Tuấn đi lên đài cao phía trước quảng trường, Tào Thanh Vân đi theo phía sau anh giống như một cô hầu nhỏ vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai người, trong ánh mắt có sự kính sợ cũng có vẻ châm biếm. Dù Tào Thanh Vân đã quen với những trường hợp đông người như vậy nhưng lúc này đáy lòng cũng có chút trột giả. Cô ta lặng lẽ nhìn Đường Tuấn, Đường Tuấn vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh. Nếu ngay cả dũng khí đứng bên cạnh anh ấy cũng không có, vậy còn nói gì đến tương lai? Có vẻ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Đường Tuấn, tâm trạng của Tào Thanh Vân cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Đường Tuấn đứng trên đài cao, ánh mắt anh từ trên cao nhìn lướt qua tất cả mọi người ở phía dưới. Dường như ánh mắt đó mang theo một ma lực thần kỳ, quét đến nơi nào thì nơi đó lập tức yên tĩnh. Ngay cả những người trước đó không ngừng kêu gào cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đây chính là uy nghiêm của một đại chân nhân trong giới thuật pháp. Sau khi Đường Tuấn đánh bại Lã Kiến Trung, giới thuật pháp ở đảo Phú Quốc đã không còn ai là đối thủ của Đường Tuấn nữa. Người này đã tạo ra được uy nghiêm của bản thân rồi. Đám người từ vũ thầm nghĩ trong lòng, đầu cũng hơi cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào đường Tuấn. Anh Đường, hôm nay giảng pháp luận đạo, chỉ có một mình anh thì làm sao được. Đúng lúc này, một giọng nói từ dưới chân núi thị vải vang lên. Âm ầm một chuỗi dài những tiếng sấm vang lên liên tục, mọi người chỉ kịp nhìn thấy ảo ảnh chật lóe sau đó trên đài cao của quảng trường đột nhiên xuất hiện thêm hai người. Là Trịnh Khương, người phía sau ông ta là ai, khí tức của kẻ đó thật mạnh mẽ đám người từ vũ nhìn thấy có người tới thì hét lên thất thanh. Người đi cùng trịnh khương tất nhiên là hạng thành, trong mắt đám người từ vũ, khí thức của hạng thành giống như một vầng mặt trời sáng chói huyết khí nam cương khổng lồ gần như muốn thiêu đốt ánh mắt của bọn họ. Đây là dấu hiệu võ đạo đã luyện đến cực hạn. Ồ, ông muốn luận đạo với tôi à? Đường Tuấn nhìn Trịnh Khương nhưng tầm mắt lại dừng trên người kẻ cao lớn đứng phía sau ông ta. Anh cảm giác được một cỗ khí thức quen thuộc từ trên người đối phương, cảm giác ấy như thể huyết mạch tương liên. Thân thể Trịnh Khương run lên, vội vàng lui ra sau một bước, không người nói, là anh hạng đây muốn luận đạo giảng pháp với cậu. Tao là hạng thành, đến từ núi Chứa Chan, hôm nay tới đây để đánh bại mày. Hạng thành bước lên trước một bước, giọng nói vang rền như thể có hơn 10 chiếc máy ủi đang đồng thời làm việc. Trịnh Khương tiếp lời, cậu đường là hậu thiên đạo thể, anh hạng cũng là hậu thiên đạo thể. Giảng pháp luận đạo, làm sao có thể thiếu anh ta được. Cái gì? Anh ta đến từ núi chứa chan, còn là Hậu Thiên Đạo thể. Chẳng phải núi chứa chan là bí cảnh tiên sơn trong truyền thuyết sao? Khó trách khí huyết của người này mạnh mẽ như vậy, lần này hai người va chạm chắc chắn sẽ rất thú vị. Đám người từ Vũ Thất Thanh. Ha ha ha, cuối cùng thì tên họ Đường đó cũng đã gặp báo ứng, núi chứa chan cũng có người muốn diệt trừ anh ta. Lần này xem anh ta định làm như thế nào, tốt nhất là phế anh ta luôn đi để cho anh ta cũng nằm yên trên giường giống mã nhược long, nếm thử cảm giác sống không bằng chết. chương 1353, anh ấy không đủ sức để đánh lại sao? Mấy kẻ lẫn trong đám người bị ánh mắt vừa rồi của đường Tuấn dọa sợ đều lên tiếng. Trên đỉnh núi Thị Vải, Lã Kiến Trung được cô con gái Lã Thanh Diều đến xem xét tình huống trên quảng trường. Cha, núi chứa chan thật sự tồn tại sao? Lã Thanh hỏi. Lã Kiến Trung gật đầu nói có, thậm chí còn rất mạnh cha đã từng nghe sư phụ nói qua, rất có thể núi chứa chan là bí cảnh tiên sơn hoàn chỉnh cuối cùng. Võ đạo và thuật pháp ở trên núi chứa chan đã truyền thừa qua mấy ngàn năm, nghe nói một phần mười đạo thuật của thiên hạ đều xuất phát từ nơi đó. Lã thanh sợ hãi hít sâu một hơi, một phần mười đạo thuật trên thế gian đều xuất phát từ núi chứa chan, chuyện này thật sự quá khủng bố. Ngàn năm trôi qua, giới võ đạo của Việt Nam đã trải qua mấy lần dung chuyển, võ học cùng pháp thuật cũng đã mất đi một bộ phận rất lớn nhưng chứa chan chưa bao giờ trải qua những dung chuyển này vẫn còn võ học và pháp thuật hoàn chỉnh được truyền thừa từ nhiều đời lã kiến trung nói tiếp vậy anh ta có thể thắng trận này không đôi mắt lã thanh chấp chấp rất khó lã kiến trung cũng không lạc quan mười chiêu trên quảng trường bỗng nhiên hạng thành nói tao có thể đánh bại mày chỉ trong mười chiêu anh ta hít một hơi thật sâu trên quảng trường nhắc lên một trận cuồng phong hậu thiên đạo thể của tao đã đạt đến đại thành thần thông tự sinh theo tao thấy hậu thiên đạo thể của mày lại mỏng tựa như tờ giấy, không có bất kỳ bí mật nào, đâm nhẹ một cái là rách. Sứt lời, hạng thành tung nắm đấm đầu tiên. Âm ầm không khí bị đẩy ra ngoài, cú đấm này trực tiếp phá tan âm trướng. Đường Tuấn giơ tay lên đỡ lấy đòn đánh, anh lùi lại phía sau một bước. Chỉ mới đòn đầu tiên mà đường Tuấn đã rơi xuống thế yếu. Quả nhiên, người của núi chứa chan đều là vô địch. Con người của Trịnh Khương co rụt lại, ông ta tóm lấy tào thanh vân đi xuống khỏi sàn đấu tào thanh vân lần này nhà họ tào của cô sợ là phải gặp nạn rồi trịnh khương nhắc nhở tào thanh vân làm như không nghe thấy chỉ nhìn về phía đường tuấn trên đài cao và siết chặt nắm đấm anh ấy thật sự sẽ thua sao ở trong mắt tao võ học của mày đạo thể của mày không là cái thá gì cả hạng thành cười to anh ta nhảy lên cánh tay phải bổ xuống thật mạnh không khí giống như nước biển bị bổ đôi phát ra âm thanh sắc nhọn, u u. Âm, um, đường Tuấn giơ hai tay lên đón lấy cú bổ của hạng thành. Mặt sàn dưới chân anh vỡ vụn, khói bụi bay tứ tán. chương 1354 hạng thành đâu? Mày quá yếu. Trong lúc nói chuyện, hạng thành giẫm xuống một cái. Không khí bị giẫm vỡ lập tức xuất hiện một chút tia lửa. Điều này là do tốc độ quá nhanh khiến không khí bị ma sát dữ dội cho nên mới sinh ra đòn dẫm này như thể thiên thần vận dụng lực lượng cường đại kinh khủng để chấn áp tà ma làm người ta sinh ra một loại cảm giác vô địch anh ta dẫm chân vào trong khói bụi nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào như đá chìm xuống biển nhưng ngay sau đó giọng nói chứa đầy sự tức giận của hạng thành vang lên thằng khốn vừa rồi là do mày giả bộ vụt có một bóng người bay vụt ra từ trong đống khói bụi nhưng không ngờ kẻ đó lại là hạng thành sắc mặt của anh ta sầm lại chân khẽ rung động trên mặt lộ ra nét đau đớn, hiển nhiên vừa rồi anh ta đã chịu thiệt. Đường Tuấn bước từng bước ra khỏi đám khói bụi, trên quần áo của anh không dính một hạt bụi nào, cũng không có gì khác thường. Giỏi, mày giỏi lắm, đây là lần đầu tiên Hạng Thành có vẻ tức giận như vậy, ban đầu tao chỉ định phế mày thôi, hiện tại thì tao không thể không giết mày được. Thân là Hậu Thiên Đạo thể đã đạt đến đại thành, đệ tử thân truyền của trưởng giáo núi chứa chan mà nay anh ta lại bị một hậu thiên đạo thể vớ vẩn tính kế, thậm chí thiếu chút nữa còn bị thương. Điều này làm cho anh ta không thể chịu được. Cho mày biết thế nào là lực lượng chân chính của đạo thể đại thành Hạng thành niên cuồng gào lên một tiếng, quần áo trên người anh ta bị căng ra vỡ vụn, lộ ra cơ bắp giống như những ngọn núi nhỏ. Huyệt khiếu nào đó trên thân thể anh ta mở ra, một đạo khí tức cường đại phảng phất đến từ thời xa xưa chậm rãi bộc phát dùng thân làm vũ khí, khai sinh trời đất. Ý chí chiến đấu của hạng thành sôi trào, khí tức phóng lên cao, trên quảng trường nổi lên một trận cuồng phong, đất cát bay khắp nơi. Dường như lúc này hạng thành đã trở thành một vị thần xa xưa có thể sinh ra vũ trụ, cắt ngang tăm tối, xây dựng thế giới. Đây là chiêu mạnh nhất của hạng thành. Hậu thiên đạo thể đại thành, tự sinh thần thông. Đây chính là chiêu thức tuyệt sát của hạng thành sau khi anh ta diễn hóa thần thông. Hạng Thành dùng thân mình làm lưỡi dìu, bổ xuống một nhát thật mạnh. Đường Tuấn chỉ tay, ngón tay anh như định hải thần châm. Khí tức chiến ý khổng lồ của Hạng Thành bao trùm nhưng không cách nào tới gần Đường Tuấn dù chỉ một chút. Phân âm dương. Một luồng ánh sáng chói lòa từ đầu ngón tay của Đường Tuấn bắn ra tựa như tia sáng đầu tiên của trời đất đang lan tỏa hào quang. Bụp. Một tiếng động nhỏ vang lên. Sau đó, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chính giữa đài cao trống rỗng trên quảng trường là một bóng người sừng sững. Đường Tuấn, bóng người đó là Đường Tuấn. Hạng Thành đâu? Mọi người nghĩ thầm trong lòng. Bọn họ nhanh chóng tìm được Hạng Thành. Thân thể khổng lồ của Hạng Thành nằm ngang ở trước người Đường Tuấn cách đó 3 mét. Đôi mắt anh ta trợn to, trong con người vẫn giữ nguyên sự không cam lòng và sợ hãi. Điều kỳ lạ là trên người anh ta không có bất kỳ một vết thương nào, tuy nhiên sức sống đã hoàn toàn lụi tắt. Chương 1355, xin cảm ơn cậu đường. Không ngờ cậu ta lại thắng, đám người Trịnh Khương từ vũ sững sờ như vừa gặp ma quỷ. Hạng Thành là hậu thiên đạo thể còn là đệ tử của trưởng giáo núi Chứa Chan, giờ đây lại chết dễ dàng như vậy. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Đường Tuấn chỉ mới dùng một chiêu. Nghĩ đến 10 chiêu của Hạng Thành trước đó, mọi người chỉ cảm thấy vừa nực cười vừa đáng buồn. Ánh mắt Đường Tuấn quét ngang khắp hiện trường, anh gật đầu với Tào Thanh Vân sau đó mang theo thi thể của hạng thành bay lên, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Còn chuyện những người khác chỉ trích anh, anh không có ý định giải thích. Dòng phượng cứ gì lại tranh chấp với hạng sâu kiến ngu ngốc. Về phần những kẻ trước đó còn ồn ào thì lúc này cũng đồng loạt câm miệng lại, có người lén lút rời khỏi hiện trường, chỉ ước có thể mọc thêm hai cái chân. Sau khi chứng kiến thực lực của Đường Tuấn, còn ai dám nói thêm một câu nào? Đám người từ vũ cũng rất yên lặng, có vài người cũng lâm vào trầm tư. Vẫn là tôi xem thường cậu ta, lã kiến trung thở dài. Cha, cha đi luôn ạ, à. không phải còn chưa bắt đầu giảng pháp luận đạo sao. Lã thanh tuy rằng khiếp sợ nhưng không hề quên chuyện quan trọng. Lã kiến trung nhớ lại đòn đánh vừa rồi của đường Tuấn, nhẹ giọng nói một câu cậu ta đã nói xong rồi. Pháp phó kết hợp, thì ra cha vẫn đi sai đường. Hai ngày sau, nhà họ tàu. Đường Tuấn ngồi trong sân uống trà, Tào Vinh ngồi đối diện anh, sắc mặt hơi mất tự nhiên. Người đàn ông đã nắm quyền nhà họ Tào suốt mấy chục năm thế nhưng bây giờ lại cảm thấy lo lắng bất an. "Cậu Đường, hai ngày nay không thấy bóng dáng cậu, có không ít người tìm tới nhà họ Tào muốn gặp cậu một lần. Trong đó không chỉ có đám người Trịnh Khương và Từ Vũ, mà ngay cả Mã Vạn San cũng tự mình tới cửa muốn xin lỗi cậu." Đường Tuấn khoát tay, "Đều là chuyện nhỏ, hai người tự quyết định là được rồi." Tào Vinh khen ngợi, tôi biết cậu đường có thuật pháp như thần, không phải kẻ tầm thường, đương nhiên cậu sẽ không để ý những chuyện vặt vãnh này. Tôi đã dặn Thanh Vân xử lý, con bé xử lý không tệ. Hiện tại Thanh Vân đã là chủ sự của nhà họ Tào. Được quen biết cậu đường là vận may lớn nhất đời nó. Thanh Vân, còn không cảm tạ cậu đường đi. Xin cảm ơn cậu đường. Tào Thanh Vân ở một bên rót trà cho hai người nghe vậy bèn khom người hành lễ với đường Tuấn. Đường Tuấn biết tính toán của hai người bọn họ, Tào Thanh Vân cũng coi như đã trở thành người phát ngôn của anh, địa vị của nhà họ Tào cũng nhờ vậy mà tăng cao. Qua vài năm nữa, nhà họ Tào đuổi kịp nhà họ Mã cũng là chuyện có khả năng. Đối với những chuyện này, Đường Tuấn cũng không có nhiều tính toán. Nói cách khác, cho dù không có nhà họ Tào thì cũng sẽ xuất hiện một nhà họ Hoa, nhà họ Lý khác. Đường Tuấn càng muốn tập trung vào việc tu luyện của mình hơn. Trong hai ngày mất tích, anh nghiên cứu thân thể của Hạng Thành, Hạng Thành là Hậu Thiên Đạo thể đại thành, lực lượng thân thể vô cùng đáng sợ. Nếu không, anh ta đâu thể chỉ dựa vào lực lượng thân thể mà khiến Đường Tuấn lui bước. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1356, lại là chứa chan. Hai ngày nghiên cứu giúp Đường Tuấn thu hoạch rất nhiều, bên trong, máu của anh ta lưu động như thủy ngân, mang đến cho toàn thân lực lượng mạnh mẽ. Xương cốt tản mát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. nhạt. Một cỗ khí tức uy nghiêm ẩn chứa ở bên trong. Loại khí tức này Đường Tuấn cũng không xa lạ, anh từng nhìn thấy ở trên người của tiên nhân Sơ Bi ở dưới lòng đất của trụ sở Nghịch Luân, là thứ khí tức thuộc về xương cốt của bậc tiên nhân. Nói cách khác, hiện tại cường độ thân thể của Đường Tuấn đã gần với thân thể của tiên. Nếu lại đối đầu với hạng thành một lần nữa, Đường Tuấn hoàn toàn không cần vận dụng tuyệt chiêu phân âm dương này, chỉ cần dồn hết toàn lực tung ra một cú đấm là có thể đánh bay anh ta. Lực lượng thân thể của anh hiện giờ mạnh gần gấp đôi so với đạo thể Đại Thành. Cho dù là cường giả thuộc cảnh giới nguyên đan, Đường Tuấn cũng có tự tin có thể đánh một trận. Cậu Đường, lã đại sư đã rời khỏi đảo Phú Quốc từ hôm qua. Ông ấy nhờ tôi nói cho cậu biết, giới thuật pháp đảo Phú Quốc cũng là một phần tử của Việt Nam, dặn cậu không được tùy ý giết chóc. Tào Vinh nói, ừm, um, lã kiến trung đi đâu rồi? Đường Tuấn hỏi. Tào Vinh nói theo như lời của người nhà họ mã hình như lã đại sư đã đi đến một nơi gọi là Hàn Cung. Hàn Cung có đệ tử muốn lập gia đình mời ông ấy đến tham dự. Hàn Cung, Đường Tuấn khẽ giật mình, em gái của anh và Thẩm Ngọc Nhu vẫn còn ở Hàn Cung. Ngày đó ở trên biển, Thẩm Minh Hoa dẫn theo cô em gái đường lệ của anh trở lại Hàn Cung. Lúc ấy Đường Tuấn vẫn nghĩ phải mau chóng đi đón hai người trở về, không ngờ lại kéo dài đến tận bây giờ. Có điều đệ tử Hàn Cung vẫn luôn thủ thân như Ngọc, không ngờ lần này lại chịu lập gia đình, quả thực đã làm cho Đường Tuấn phải giật mình. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Tào Vinh lại khiến Đường Tuấn không nén nổi cơn tức. Nghe nói đệ tử muốn lập gia đình của Hàn cung lần này tên là Thẩm Ngọc Nhu, trời sinh có thể chất huyền hàn. Cái gì? Bọn họ muốn để Ngọc Nhu kết hôn, ai cho bọn họ cái gan ấy? Trong mắt Đường Tuấn tràn ngập lửa giận, giọng nói cũng lộ ra hàn ý lạnh lẽo, sát khí vô hình bắt đầu tuôn ra. Choang. Tào Vinh và Tào Thanh Vân chỉ là người bình thường làm sao có thể thừa nhận loại sát khí này, ấm trà vãn thanh trong tay Tào Thanh Vân trực tiếp rơi xuống mặt đất. Bấy giờ đường Tuấn mới phục hồi tinh thần, anh thu bớt sát khí và khí thế nói, ông hãy nói kỹ càng mọi chuyện cho tôi nghe, chuyện này rốt cuộc là sao? Tào Vinh nói, tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói thông gia của Hàn Cung lần này chính là một đệ tử kiệt xuất trên núi Chứa Chan. Lại là Chứa Chan. Đường Tuấn nhìn về phía tây, lửa giận trong mắt phảng phất như cách trăm sông nghìn núi cũng có thể đốt trụi cái gọi là núi tiên kia thành đất nung. Ngay hôm đó, Đường Tuấn rời khỏi đảo Phú Quốc, còn số tiền tài và quà tặng do mấy dòng tộc lớn và các đại sư thuật pháp hiếu kính thì anh giao tất cả cho Tào Thanh Vân quản lý. Trở lại Hà Nội, đầu tiên Đường Tuấn đến nhà Hoàng Phủ. Anh ở đảo Phú Quốc cũng được một thời gian, không biết Hoàng Phủ Ngọc thế nào rồi. Đi vào phòng khách của nhà Hoàng Phủ, Đường Tuấn lập tức nhìn thấy Hoàng Phủ Ngọc đứng sừng sững ở trước cửa sổ sát đất. Cô ấy mặc quần áo ở nhà và đi chân trần. Hoàng Phủ Ngọc thoạt nhìn có chút gầy yếu, lại càng tăng thêm vài phần gợi cảm và quyến rũ, phát họa ra một góc nghiêng hoàn mỹ, làm cho người ta vừa thấy liền có xúc động muốn ôm cô vào lòng. chương 1357, cậu chính là Đường Tuấn. Người nào dám xông vào nhà Hoàng Phủ, một tiếng quát lớn đột ngột vang lên. Tiếp theo, quang ảnh chợt lẽ, một ông lão xuất hiện trong phòng khách, vẻ mặt cảnh giác nhìn Đường Tuấn. Trong mắt Đường Tuấn xẹt qua nét kinh ngạc, không ngờ ông lão trước mắt lại là một cường giả võ đạo, tu vi đạt tới cực cảnh. Vừa rồi tâm trạng của anh có chút hoảng hốt nên mới không phát hiện vị cao thủ này. "A, à, anh đã trở về." "Ông Hoa, đừng ra tay, anh ấy là bạn của tôi." Đúng lúc này, Hoàng Phủ Ngọc xoay người lại thì nhìn thấy Đường Tuấn. Sau khoảnh khắc giật mình, cô ấy nhanh chóng nói với ông lão: chỉ là khi nói đến mấy chữ cuối cùng rõ ràng nét mặt cô đã ảm đạm đi nhiều à ông cụ hoa nhìn đường tuấn một cái rồi nói tu vi thâm hậu đấy cậu nhóc bình bịch bình bịch một loạt tiếng bước chân đi xuống lầu vang lên ông cụ hoàng phủ và vệ sĩ đi theo hoàng phủ ngọc là phi nguyệt đi xuống đường tuấn cậu về rồi à ông cụ hoàng phủ vẫn còn cường tráng giọng nói cũng rất vang dội ông cất tiếng cậu chính là đường tuấn Đôi mắt của ông Hoa sáng lên. Lúc nói chuyện, thân thể ông ấy khẽ nhúc nhích rồi xông về phía trước, sau đó ấn một bàn tay hướng về phía lồng ngực của Đường Tuấn. Ấm, um, Đường Tuấn mặc kệ ông ấy ấn trưởng này lên ngực mình, thân thể anh run lên, lập tức phá tan sức lực ẩn chứa trong đòn đánh vừa rồi. Ông Hoa lại lung lay, lui về phía sau một bước. Lực lượng rất mạnh, nét mặt của ông Hoa rất bình tĩnh, cũng không cảm thấy mất mặt, thậm chí còn có vẻ bội phục nhìn Đường Tuấn lúc trước ở nước ngoài đã nghe người ta nói đến cậu, lần này trở về lại nghe cô nhóc phi nguyệt này díu dít về cậu. Tôi còn cho rằng mọi người đang phóng đại, không ngờ là cậu lại có bản lĩnh thật sự. Khó trách ngay cả lão già Long Vương kia cũng không làm gì được cậu. Ông đây là... Đường Tuấn cũng biết ông lão trước mắt không có ý xấu, nếu không thì đòn phản kích vừa rồi của anh đã có thể đập vỡ cánh tay của ông ấy. Ông ấy là Hoa Khải Đức, sư phụ của Phi Nguyệt, cũng là thần hộ mệnh của nhà Hoàng Phủ, vừa mới trở về từ nước ngoài gần đây thôi hoàng phủ ngọc nhanh chóng lên tiếng ông cụ hoa đường tuấn nghe vậy thì lập tức chào hỏi ông cụ hoa xem như không đánh không quen biết đường tuấn không bất ngờ với việc nhà hoàng phủ có nhân vật số một như vậy từ thân thủ của phi nguyệt đường tuấn có thể đoán được cô có một sư phụ không tồi hơn nữa nhà họ hoàng phủ còn là dòng tộc lớn xếp hàng đầu việt nam nếu không có vũ lực vững chắc để bảo vệ thì chỉ sợ đã không thể sống sót đến tận bây giờ Gần đây giới võ đạo Việt Nam cùng giới thuật Pháp đã xảy ra một số chuyện, ông Hoa mới đặc biệt quay về tỏa trấn ở nhà Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Ngọc giải thích đơn giản, sau đó hỏi, đúng rồi. Không phải anh đến đảo Phú Quốc sao? Sao lại đột nhiên trở về? Đường Tuấn cất giọng lạnh lùng nói, Ngọc Nhu xảy ra chuyện, tôi muốn đi Hàn Cung một chuyến. chương 1358, cùng sáng lập nghịch luân. Ông ấy thở dài nói, nhưng cậu tìm nhầm người rồi muốn hỏi tin tức của Hàn Cung thì cậu phải đi tìm Nghịch Luân. Có thể nói bọn họ là nơi thu thập tin tức của các giáo phái và gia tộc khắp Việt Nam đầy đủ nhất. Vâng, tôi sẽ lập tức đi Nghịch Luân. Giọng điệu đường Tuấn có vẻ khá sốt ruột. Anh từng đồng ý với Thẩm Dũng rằng sẽ bảo vệ Thẩm Ngọc Nhu cả đời bình an. Nếu Thẩm Ngọc Nhu xảy ra chuyện gì, anh sẽ ái náy suốt đời. Tôi đi cùng anh, bỗng nhiên Hoàng Phủ Ngọc cất lời, giọng nói kiên định. Có tôi đi cùng, ít nhiều gì nghịch luân cũng phải nể mặt nhà hoàng phủ vài phần hả đường tuấn có chút do dự đây là lần đầu tiên anh đi nghịch luân sau chuyến đi con tum long vương lại biết phục ma ngọc trụ ở trên người anh nhớ ông ấy làm ra chuyện gì nhằm vào anh anh sợ hoàng phủ ngọc sẽ bị liên lụy ôi đã như vậy thì tôi đi cùng hai người vậy nhắc tới thì cũng đã lâu tôi không gặp mấy lão già kia rồi cũng không biết họ đã chết chưa ông cụ hoa lên tiếng vâng có ông Hoa đi cùng bọn chúng thì tôi cũng yên tâm. Hình như gần đây nghịch luân đã xảy ra một số chuyện nên khá loạn, không an toàn lắm. Ông cụ nhà Hoàng Phủ cũng nói. Vậy được rồi, Đường Tuấn cũng không tiện từ chối. Cuối cùng ngay cả Phi Nguyệt cũng đi theo, nói là đi theo sư phụ Hoa Khải Đức để học hỏi kiến thức nhưng cô lại trông chừng Hoàng Phủ Ngọc với vẻ mặt vô cùng cảnh giác, chỉ sợ cô ấy sẽ bị Đường Tuấn bắt cóc. Chuyến đi hai người biến thành bốn người. Trên đường đi, Đường Tuấn nhớ tới lời vừa rồi của ông cụ nhà Hoàng Phủ. Nghịch Luân là cơ quan mà Việt Nam thành lập với mục đích giám sát và chấn chỉnh giới võ đạo và giới thuật pháp, lại có cường giả cực cảnh là Long Vương đứng đầu vậy mà vẫn xảy ra chuyện. Điều này làm cho Đường Tuấn cảm thấy rất khó hiểu. Hình như là bởi vì mấy người cùng sáng lập Nghịch Luân với Long Vương trước kia. Cậu Long chết ở đất Con Tum, những người này lập tức đứng ngồi không yên. Hoàng Phủ Ngọc quản lý nhà họ Hoàng Phủ nên cũng biết một vài chuyện bí mật cô ấy nhìn thoáng qua đường tuấn rồi nói trước đây thái độ của long vương đối với anh khá là mềm mỏng nhưng hình như bởi vì chuyện này mà có chút thay đổi cùng sáng lập nghịch luân đường tuấn khẽ nhíu mày từ trước tới nay anh luôn cho rằng nghịch luân là do một mình long vương sáng lập hơn nữa cậu long bị long vương giết chết chứ đâu có liên quan gì đến anh vẻ mặt hoa khải đức thay đổi ông ấy thở dài nói không thể tưởng tượng ngay cả hai người kia cũng có hành động sư phụ hai người kia là ai ạ à? Phi Nguyệt không nhịn được mở miệng hỏi. Nghịch Luân là một trong những cơ quan thần bí nhất ở Việt Nam, lúc trước một mình cậu ấm họ Long có thể khiến giới võ đạo hoảng sợ, có thể thấy được năng lượng của cơ quan này lớn đến bao nhiêu. Hoa Khải Đức nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, hai người này chính là Độc Cô Phong Đăng và Tống Thiên Lăng. Bọn họ và Long Vương cùng sáng lập Nghịch Luân, nhưng vì có ý kiến bất đồng với Long Vương cho nên mới lui ra phía sau, đương nhiên các cậu sẽ không biết. Chương 1359, tôi đồng ý với ông Tống. Phi Nguyệt nói, đương nhiên lợi hại, 40 năm trước, Thương Vương Độc Cô Phong đang sử dụng tuyệt kỹ 88614 Độc Cô Thương Pháp tung hoành Việt Nam, ngay cả cao thủ ngoại quốc cũng đều bị ông ta khiêu chiến đánh bại. Trận chiến làm cho ông ta nổi danh Việt Nam chính là trận ở nước ngoài hơn 30 năm trước, nghe nói lúc đó ông ta chỉ một người một thương nghênh chiến với hơn 10 cao thủ ở nước ngoài cuối cùng ngay cả bảy vị võ giả thần cảnh cùng với hai vị đại sư thuật pháp đều bị ông ta hạ gục. Từ đó về sau cao thủ thần cảnh ở ngoại quốc nghe thấy tên ông ta thì đều khiếp sợ. Còn có Tống Thiên Lăng, người này thực lực cường đại lại cực kỳ hiếu chiến, xuất đạo gần 40 năm, nghe nói chỉ thua duy nhất một lần. Người đánh bại ông ta chính là Long Vương. Chỉ là hai người này đã mai danh ẩn tích nhiều năm, làm sao lại xuất hiện ở nghịch luân được. Phi Nguyệt Quả là một cuốn bách khoa toàn thư nhỏ, Cô kể về chiến tích của cả hai người là Độc Cô Phong đăng và Tống Thiên Lăng. Một đôi mắt tỏ ánh lên hào quang, giống như sùng bái thần tượng vậy. Hoa Khải Đức giải thích, bọn họ vốn chính là người của Nghịch Luân. Hai người bọn họ ở trong tối, Long Vương ở ngoài sáng. Bằng không chỉ bằng một mình Long Vương thì Nghịch Luân làm sao có thể trấn áp được nhiều cao thủ trong và ngoài nước như vậy. Xem ra hai người này không chịu được cô đơn cho nên lại rời núi. Đối với hai người này Đường Tuấn cũng không biết gì cả. Với lại thời gian tu luyện của anh rất ngắn, đối với một số bí mật của võ đạo và ma giới anh cũng không rõ ràng. Sư phụ, nếu thật sự là hai người bọn họ, vậy chúng ta phải làm sao? Phi Nguyệt có chút lo lắng. Hoa Khải Đức nhìn thoáng qua đường Tuấn, nhẹ giọng nói, hy vọng là nhiều năm như vậy, tính tình của bọn họ sẽ tốt hơn một chút. Tại căn cứ bí mật của Nghịch Luân, ba người ngồi trong một căn phòng thật lớn, mỗi người chiếm một vị trí một trong số đó là Long Vương. Còn hai người còn lại, một người mặc áo dài màu xám cho, trên tay cầm một thanh trường thương màu trắng bạc, dáng người thon dài, khí thế ẩn mà không lộ nhưng lại làm cho người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Còn một người khác thì có dáng người không cao, mặt hơi béo, đang lau một cây đao. Vừa rồi có thông tin nói rằng Đường Tuấn đã trở lại. Phong Đăng, Thiên Lăng, các ông nghĩ thế nào? Long Vương như thể đã quen với hành động của bọn họ, thản nhiên nói hai người này hóa ra là là thương vương độc cô Phong Đăng và bá đao Tống Thiên Lăng. Trở về vừa đúng lúc, Tống Thiên Lăng đang lau đao ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia dữ tợt, nói, giết nó tế đao. Độc cô Phong Đăng gật đầu, tôi đồng ý với ông Tống. Long Vương khẽ nhíu mày nói, nhưng mà thực lực của cậu ta cũng không thua bất kỳ người nào trong chúng ta, thậm chí còn mạnh hơn. Tôi sợ rằng sẽ phản tác dụng, tốt nhất vẫn nên áp dụng kế sách dụ dỗ, Kế sách rụ rỗ, ông Long, ông vẫn ngây thơ như vậy. Năm đó chúng ta thành lập Nghịch Luân nổi danh trong ngoài nước, dựa vào dụ dỗ lôi kéo sao? Không phải, dựa vào vào sức mạnh vô song, thương của tôi, đau của ông Tống, còn có nắm đấm của ông. Thực lực của cậu ta dù mạnh đến đâu cũng có thể đạt được nguyên đan sao? Độc Cô Phong đang cười lạnh một tiếng. Không sai, chỉ cần cậu ta chưa có nguyên đan thì chúng ta sẽ không sợ. Năm đó ba người chúng ta liên thủ ngay cả cường giả bán nguyên đan đều đã bị giết chết. Cho dù giống như lời ông nói, thực lực của cậu ta có thể đánh bại lạc thịnh. Nhưng ba người chúng ta liên thủ đấu với những kẻ dưới cảnh giới nguyên đan là bất khả chiến bại. Tống Thiên Lăng nói, lộ ra một cảm giác độc đoán. chương 1360, người không phạm tôi, tôi không phạm người. Còn có Phục Ma Ngọc Trụ, trong mắt độc cô Phong đang bắn ra một tia tham lam, thần khí như vậy mà ông lại để nó lưu lạc ở bên ngoài lúc đó ông nên giao nó cho nghịch luân tên kia chính là một kẻ gây chuyện nghịch luân thay cậu ta xử lý hậu quả như vậy cậu ta lại không biết mang ơn thật đúng là không có mắt ha ha mấy năm nay chúng ta làm nhiều chuyện như vậy lấy một khối phục ma ngọc trụ của cậu ta thì tính cái gì cậu ta không ngoan ngoãn đưa lên cũng đã là một lỗi lầm lớn thần khí như vậy sao cậu ta lại có thể có được vẻ mặt tống thiên lang âm trầm nếu chúng ta có thể lĩnh hội võ học và thuật pháp trong phục ma ngọc trụ chắc chắn võ đạo sẽ có thể tiến thêm một bước thậm chí bán nguyên đan trong truyền thuyết cũng có thể trong lòng long vương cười khổ nhưng lại không thể làm gì tính tình của độc cô phong đăng và tống thiên lăng thế nào ông là người rõ ràng nhất hiện tại ông chỉ hy vọng lỡ như gặp mặt mấy người này đường tuấn có thể hạ thấp tư thái của cậu ta một chút đúng lúc này long vương nhướng mày khóe miệng hiện lên một nụ cười tà mị thật sự là nhắc tào tháo thì tào tháo đến bốn người là đường tuấn hoa khải đức Hoàng Phù Ngọc và Phi Nguyệt bước vào dưới sự dẫn dắt của Thanh Liên tiến tới cửa phòng khách. Thanh Liên cố ý lên tiếng nhắc nhở Đường Tuấn: Nghịch Luân của ngày hôm nay không còn là Nghịch Luân của ngày xưa, tốt hơn là anh nên thể hiện sự tôn trọng. Người không phạm tôi, tôi không phạm người. Lưu lại một câu. Đường Tuấn bước vào phòng khách. Cậu chính là Đường Tuấn. Đường Tuấn vừa tiến vào, Độc Cô Phong Đăng đã lập tức xòe lòng bàn tay, giao phục ma ngọc trụ ra đây cho Nghịch Luân. Tôi có thể ghi nhớ công lao của cậu. Loại thần khí này cậu không thể bảo vệ được, chỉ có nghịch luân chúng tôi mới có thể bảo vệ. Tống Thiên Lăng dùng một tay vuốt ve thanh đao, trong giọng nói mang theo một tiêu uy hiếp, cậu gây chuyện, tôi và độc cô không ở đây, vậy mà cậu lại dám gây rối võ lâm. Nếu tôi biết sớm một chút thì nhất định đã phế cậu. Có điều hiện tại cậu tu luyện thành công, phúc khí trên trời rơi xuống, tôi sẽ không so đo với cậu. Tuy nhiên Phục Ma Ngọc Trụ phải giao cho nghịch luân, đó là bồi thường cho nghịch luân trong lúc bọn họ nói luyên tuyên định cướp lấy phục ma ngọc trụ lại nói anh gây rối trốn võ đạo chỉ mấy câu đã xóa sổ công lao đường tuấn ngăn cản mấy đại thế gia và vu môn ở bắc giang không còn một mảnh phi nguyệt có chút khó chịu sao các người có thể nói như vậy nếu không có đường tuấn giới võ đạo đã sớm chăm họ lầm than uổng cho các người là bậc tiền bối võ đạo mà lại ăn nói hàm hồ tuy rằng cô không thích đường tuấn nhưng trái phải vẫn nên rõ ràng hư cô biết cái gì nếu không phải tên nhóc này gây rối, làm sao những tên cặn bã, đám gia tộc quý tộc kia có thể gây chiến? Tống Thiên Lăng phất tay áo một cái, khuôn mặt mập mạp tươi cười trào phúng, nơi này không có chỗ cho các người, cút đi. ầm, uhm, lực đánh thật lớn hướng về phía Phi Nguyệt, cô chỉ có tu vi tông sư, tuy rằng một trường này chỉ do Tống Thiên Lăng tùy ý đánh ra, không đến một phần người khí lực, nhưng đó vẫn không phải là thứ mà Phi Nguyệt có thể ngăn cản, một trường cũng đủ để đánh chết cô. Tống Thiên Lăng vốn là kẻ không hề ra tay lưu tình. Tống Thiên Lăng, ông cho là tôi không tồn tại sao? Hoa Khải Đức thủ thế, dùng một chiêu triệt tiêu trưởng vừa rồi. Ông ấy căm tức nhìn Tống Thiên Lăng trầm giọng nói, nhiều tuổi như vậy nhưng tính tình vẫn cáu kỉnh vô lý. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1361, đao chiến thiên hạ. Tống Thiên Lăng, Hoa Khải Đức nghiến răng nghiến lợi nói: Tống Thiên Lăng nhìn sang Hoa Khải Đức và Phi Nguyệt, sự khinh thường hiện rõ trong ánh mắt, phế vật chính là phế vật, dạy dỗ đổ đệ cũng chỉ là phế vật mà thôi. Được, Tống Thiên Lăng, vậy thì để ta đến lãnh giáo bá đao của ngươi một chút xem sao. Hoa Khải Đức ngạo nghễ nói. Ha ha, Tống Thiên Lăng nở nụ cười giữ tận nói, hừ, vậy thì để ta làm thịt ngươi trước đã rồi phế đi tên tiểu súc sinh này. Để các ngươi biết nghịch luân của ta không phải là thế lực mà các ngươi có thể khiêu khích. Wing. ngay sau đó hai thân ảnh lóe lên liên tục pha chạm với nhau hai người đều là cường giả cực cảnh cũng không sử dụng binh khí hai tay hoa khải đức đánh ra huyễn ảnh trùng trùng mỗi một huyễn ảnh đều vô cùng chân thực mang lại cho người ta cảm giác áp bách cực kỳ nặng nề giống như sóng to gió lớn một tầng rồi lại một tầng khiến cho người khác hít thở không thông mà tống thiên lăng lại lấy ngón tay nhập lại làm đao đao khí cắt chém không gian thành vô số mảnh các tia sáng liên tục lóe lên ở khắp mọi nơi. Ngũ nhạc trường pháp của sư phụ càng ngày càng lợi hại, Tống Thiên Lăng cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Đôi mắt đẹp của Phi Nguyệt lấp lóe, nói không chừng hôm nay sư phụ có thể đánh bại Tống Thiên Lăng, rửa sạch nhục nhã trước đây. Đường Tuấn âm thầm lắc đầu, cũng không xem trọng ông cụ hoa. Tình huống trước mắt nhìn như là hoa khải đức áp đảo Tống Thiên Lăng, trường pháp của hoa khải đức nhìn như đại khí hào hùng nhưng chân khí lại rời rạc rõ ràng cũng không hề hoàn mỹ chút nào. Mà ngón tay Tống Thiên Lăng nhập lại làm đao, đao khí ngang dọc hoành hoành khắp nơi, mỗi một chiêu của Hoa Khải Đức đều bị tiêu trừ không còn chút nào. Hơn nữa, Tống Thiên Lăng vẫn chưa thật sự xuất đao. Hoa Khải Đức, người quả nhiên là phế vật, đã nhiều năm như vậy, một chút tiến bộ cũng không có. Tống Thiên Lăng cười lạnh một tiếng, đao chiến thiên hạ. Hai ngón tay của Tống Thiên Lăng hợp lại bổ xuống, một thanh chân khí tạo thành cự đao xuất hiện, tựa như có thể bổ ra một đao làm chấn động cả thiên địa. Không hay rồi, Tống Thiên lang người thế mà lại có thể lĩnh ngộ ra thiên đao chân ý. Sắc mặt Hoa Khải Đức chợt biến. Hai tay ông ấy vung lên, trường ảnh tựa như sơn nhạc hùng hồn trầm trọng, lại bị Tống Thiên Lăng tiện tay bổ ra một đao. Oanh oanh. Đao khí nổ tung trên thân Hoa Khải Đức, đao khí bén nhọn trực tiếp cắt vỡ y phục cùng làn da của ông ấy, máu tươi chảy xuôi, nhìn ông ấy lúc này vô cùng chật vật. Sư phụ Phi Nguyệt đỡ lấy Hoa Khải Đức. Hoa Khải Đức lau đi máu tươi trên khóe miệng rồi nói, Tống Thiên Lăng, không nghĩ tới ngươi lại lĩnh ngộ được thiên đao chân ý. Ta thua rồi. Tống Thiên Lăng gác tay mà đứng, khinh thường nhìn về phía Hoa Khải Đức nói, đúng thế, bây giờ ngươi đã biết mình nực cười như thế nào rồi chứ. Lúc này độc cô Phong Đăng cũng nói, Hoa Khải Đức, ta biết ân hoán giữa ngươi và Lão Tống. Chỉ tiếc là bây giờ Lão Tống đã lĩnh ngộ ra thiên đao chân ý, Trừ khi tu vi của ngươi là bán bộ nguyên đan trở lên, bằng không ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn." Ông ta khoát tay áo, "Ta đã biết chuyện ngươi là người bảo vệ của hoàng phủ gia, lập tức mang theo hai tiểu tử này đi ra ngoài đi, ở đây không còn việc của ngươi nữa." "Còn chưa cút?" Tống Thiên lăng quát lên. "Chương 1362, ta nói ngươi lĩnh ngộ thiên đao chân ý chó má gì chứ?" Sắc mặt của Hoa Khải Đức vô cùng khó coi, hôm nay xem như mặt mũi đã hoàn toàn mất hết ông ấy thực sự không nghĩ tới tống thiên lăng thế mà lại lĩnh ngộ được thiên đao chân ý thiên đao chân ý cái chó má gì chẳng qua cũng chỉ mới bước vào cánh cửa của đao đạo mà thôi đúng lúc này một luồng thanh âm nhàn nhạt vang lên đường tuấn hoa khải đức thất thanh kêu lên ngươi nói cái gì tống thiên lăng cả giận nói đường tuấn không nên nói lung tung ngươi biết cái gì gọi là thiên đao chân ý không chỉ cần lĩnh ngộ mộ một tia thiên đao chân ý tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội lấy đao nhập đạo, thành tựu bán bộ nguyên đan hay cảnh giới nguyên đan cũng có thể. Hoa Khải Đức vội vàng nói. Ánh mắt Tống Thiên lăng loé lên lửa giận bừng bừng, ông ta nhìn chằm chằm vào đường Tuấn, người có gan thì lặp lại lời vừa rồi một lần nữa xem. Ta nói người lĩnh mộ thiên đao chân ý chó má gì chứ? Đường Tuấn lạnh lùng nói, giống như không nghe được sự cảnh cáo trong lời nói của Hoa Khải Đức. Ở trong bí cảnh bồng lai, hắn từng quan sát được rất nhiều kinh nghiệm tu luyện của các tiền bối, mỗi người bọn họ ít nhất cũng có tu vi nguyên đan cảnh. Trong đó không thiếu người tu luyện đao pháp, bất kỳ đao pháp nào cũng mạnh hơn Tống Thiên Lăng không biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn có mấy người tu luyện ra đao đạo mang theo một tia khí tức hủy diệt, cái gọi là thiên đao chân ý của Tống Thiên Lãng khi đứng trước những đao đạo kia chẳng khác nào là tiểu hài tử đùa giỡn trước mặt người lớn. Đừng nói đến hắn còn có loại thần khí như phục ma ngọc trụ, bên trong bao hàm công pháp tu luyện hoàn chỉnh của mấy trăm vị tiên nhân. Bất cứ công pháp nào cũng có thể thành đạo. Cho nên cái gọi là thiên đao chân ý của Tống Thiên Lăng, cái gọi là lấy đao nhập đạo đó không đáng một xu ở trong mắt của Đường Tuấn. Nói thô lỗ hơn một chút, đó chính là rác rưởi không hơn không kém, hết lần này tới lần khác còn lấy thứ này ra để khoe khoang, thực sự khiến cho người ta phải bật cười. Được, Lão Phu tu luyện hơn nửa đời người, chưa từng thấy qua người trẻ tuổi nào cuồng vọng như ngươi vốn là chỉ định phế bỏ ngươi chiếm lấy phục ma ngọc trụ không nghĩ tới ngươi còn dám vỗ nhục võ đạo của ta bây giờ ta không chỉ muốn phế ngươi nữa mà ta còn muốn giải vào ngươi khiến ngươi sống không bằng chết tống thiên lãng nở nụ cười vô cùng dữ tợn độc cô phong đang lắc đầu nói với long vương lão long đây chính là người mà ngươi xem trọng sao quá cuồng vọng rồi loại người này giữ lại cũng là tai họa sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy đến toàn bộ giới võ đạo Tống Thiên Lăng cười lạnh nói, nếu như ngươi đã nói thiên đao chân ý chỉ là đồ chó má rác rưởi, vậy ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút. Đao chiến thiên hạ. Hắn thi triển đao chiến thiên hạ một lần nữa, vừa rồi Hoa Khải Đức bị chính chiêu này đánh bại. Đối mặt với một đao này, Đường Tuấn không hề làm ra bất kỳ phản ứng nào, tùy ý để cho đao khí cuồng mãnh bổ lên trên người hắn. Muốn dùng nhục thân tiếp một đao của ta, trừ phi ngươi có tu vi thiên đạo thể đại thành, Bây giờ thì chết đi cho ta, Phục Ma Ngọc Trụ là của ta. Làm sao có thể? Tống Thiên Lăng Tham Lam nở nụ cười, chợt ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh tột độ không dám tin vào mắt mình. Đao khí của Tống Thiên Lăng lập tức cắt đứt quần áo của Đường Tuấn nhưng chỉ có thể lưu lại trên người Đường Tuấn những đạo bạch ngấn nhỏ. Chương 1363, Đường Tuấn dừng tay, có chuyện gì từ từ nói. Một đao nơi tay, khí thế của Tống Thiên Lăng càng thêm hung ác lúc này Tống Thiên Lăng mới thật sự ra tay, một đao trước đó chỉ là làm nóng người mà thôi. Sắc mặt hoa khải đức kịch biến, nếu vừa rồi Tống Thiên Lăng ra đao này ngay từ đầu, có lẽ đến cả một chiêu ông ấy cũng không tiếp nổi. Đao thập nhị, ánh mắt Tống Thiên Lăng lóe lên những tia sáng sắc bén, cả người trở nên vô cùng cao lớn mạnh mẽ. Đế kinh thiên trung hữu vân, đại đạo thanh lâu thập nhị trọng. Chiêu thức đao thập nhị này của Tống Thiên Lăng chính là lấy tự ý cảnh này. Đại đạo 12, cao xa vô tận. Chỉ thấy đao thế trùng trùng điệp điệp, tựa như trường giang đại hà, hoành quán thiên vũ. Mặc dù còn ở trong phòng nhưng mọi người lại như nhìn thấy một thế giới do đao khí tạo thành. Ôi, không nghĩ tới Tống lão đệ đã đạt đến loại cảnh giới này, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn." Độc Cô Phong đang thở dài nói, cả người Long Vương run lên, vốn dĩ trước đây trong ba người thì tu vi của ông là cao nhất, Độc Cô Phong đang yếu hơn một chút mà Tống Thiên Lăng lại đứng hạng chót. Cũng chính vì như thế cho nên ông mới có thể chấp trưởng nghịch luân. Tuy nhiên bây giờ Tống Thiên Lăng lại biểu hiện ra thực lực hoàn toàn vượt xa bản thân, điều này làm cho ông ta không thể không cân nhắc đến bố cục tương lai của nghịch luân. Nếu như Tống Thiên Lăng chấp trưởng nghịch luân, với tính cách của ông ta, chỉ sợ đó cũng không phải là phúc của nghịch luân. Một trường. Đường Tuấn chỉ đánh ra một trường. Nếu như nói đao thập nhị của Tống Thiên Lăng là một mảnh thiên thanh, vậy thì một trường này của đường tuấn chính là bàn tay của tiên nhân đẻ áp thiên thanh. Oanh! Đao trong tay tống thiên lăng bị vỡ nát thành từng khúc. Cây đao này là dùng thép rèn luyện qua muôn ngàn thử thách mà thành, làm bạn với tống thiên lăng đã mấy chục năm nay, đến cả võ giả cảnh giới thần hải cũng không thể nào làm tổn thương được nó, vậy mà lúc này đến cả một trường của đường tuấn cũng không chịu nổi. Không hay rồi! Giật mình định thần lại, Long Vương và Độc Cô Phong đang liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời ra tay bọn họ đã nhìn ra, bởi vì đau bị vỡ nát mà Tống Thiên Lăng đã lâm vào tình trạng thất thần, nếu như tiếp tục đánh tiếp, chắc chắn ông ta sẽ chết. Đường Tuấn dừng tay, có chuyện gì từ từ nói. Long Vương và Độc Cô Phong đang đồng thời quát lên. Bây giờ muốn từ từ nói chuyện thì cũng đã muộn. Sau đó, Đường Tuấn lại đánh ra một trường, thậm chí còn cường đại hơn so một trường vừa rồi. Vì sao thân thể của hắn lại có sức mạnh cường đại như vậy được chứ? Long Vương và Độc Cô Phong đang tự mình đối mặt với Đường Tuấn, lúc này mới biết được vừa rồi Tống Thiên Lăng đã phải chịu áp lực lớn bao nhiêu. Giờ khắc này, dường như Đường Tuấn đã hóa thân trở thành tiên ma, sức mạnh vô cùng vô tận. Mặc dù ba người Long Vương, Độc Cô Phong Đăng và Tống Thiên Lăng đang đứng cùng một chỗ chống lại Đường Tuấn nhưng lại không có chút cảm giác an toàn nào. Giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh trong gió bão khủng khiếp, không có một chỗ nào để nương tựa. Ba bóng người đồng thời bắn ngược trở ra, chật vật lùi về phía sau. Sắc mặt Long Vương, Tống Thiên Lăng và Độc Cô Phong Đăng vô cùng khó coi, ba người liên thủ mới đỡ nổi một trường của Đường Tuấn. Làm sao ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy? Long Vương không dám tin nói, lúc này sức mạnh của Đường Tuấn đã vượt qua bất kỳ người nào trong số bọn họ. Trường 1364, Đường Tuấn, ngươi đừng làm quá. Tốt, Đường Tuấn người quả nhiên là người thông minh. Tống Thiên Lăng nở nụ cười châm chọc, tay hắn duỗi ra chụp lấy phục ma ngọc trụ. Đúng lúc này, bỗng nhiên đường Tuấn khẽ động, thân hình hắn lóe lên, tốc độ cực nhanh, một cái tắt quất thẳng lên mặt Tống Thiên Lăng, Tống Thiên Lăng, người nghĩ ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Uổng công người còn được gọi là bá đao, thế mà lại ngu xuẩn như vậy. Cả người Tống Thiên Lăng bị tát bay ra ngoài, một bên mặt sưng vù lên, mất sạch thể diện. Hôm nay có thể nói Tống Thiên Lăng đã mất hết mặt mũi không chỉ không lừa được đường tuấn mà ngược lại còn bị đường tuấn tính kế một phen a à, ta muốn giết ngươi long vương độc cô phong đăng còn chưa động thủ xông lên giết hắn tống thiên lăng cuồng bạo hét lớn long vương và độc cô phong đăng đồng thời ra tay bọn họ không thể trơ mắt nhìn tống thiên lăng bị giết chết đặc biệt là bây giờ tống thiên lăng còn có xu thế trở thành người đứng đầu của nghịch luân tam tài hợp kích trận pháp tống thiên lăng Độc Cô Phong đang cùng với Long Vương riêng chiếm giữ ba vị trí thiên địa nhân. Trong tay Tống Thiên Lăng nắm lấy đao gãy, Độc Cô Phong đang nắm lấy cán ngân thương, Long Vương tay không tất sắt nhưng khí thế không hề kém chút nào so với hai người kia. Tiểu quỷ, đây là người tự tìm chết, không thể trách chúng ta. 30 năm trước, chúng ta dựa vào hợp kích chi trận này giết chết một vị võ giả bán bộ nguyên đan. Bây giờ tu vi của chúng ta đã tinh tiến gấp 10 lần, dưới sự liên thủ của ba chúng ta, cho dù là nguyên đan chân chính chúng ta cũng dám chiến một trận. Độc cô Phong đang nói. Một cái trận pháp không trọn vẹn cũng không cảm thấy ngại mà lấy ra bêu xấu mặt mũi. Đường Tuấn liếc mắt nhìn hợp kích trận pháp của ba người bọn họ, lập tức nhìn ra đó là trận pháp không trọn vẹn. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút, trận pháp chân chính là như thế nào? Ý niệm khẽ động, một cái ngũ hành lao ngục trống rỗng xuất hiện, bao phủ toàn bộ ba người ở bên trong. Đây là phiên bản ngũ hành luyện ngục của Lữ Hiển Phong mà hắn mới vừa cải tiến, so với cái Lữ Hiển Phong thi triển còn cường đại hơn gấp 10 lần. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một tòa ngục giam ngũ sắc đẻ ép xuống, dường như không gian không thể nào chịu nổi loại lực lượng này. Nhất niệm thành trận, Hoa Khải Đức thấy thế thì thất thanh nói, đại sư thuật Pháp có tinh thần thuần dương mới có thể nhất niệm thành trận, chẳng lẽ tinh thần hắn đã thuần dương? Vậy không phải nói hắn sắp thành tiên rồi sao? Hoàng Phủ Ngọc cùng Phi Nguyệt há miệng thật lớn, gần như là không dám tin tưởng khi nghe được những lời này. Âm ầm, lực lượng kinh khủng đè ép xuống, tam tài hợp kích trận pháp của Long Vương, Tống Thiên Lăng và Độc Cô Phong Đăng chỉ giữ vững được không tới thời gian một cái hô hấp là đã hỏng mất. Ba người Long Vương bị ép tới mức nằm dạp trên mặt đất, không thể nào dẫy dụa nổi. Sang giác, trước tiên đường Tuấn thu phục ma ngọc trụ, tiếp đó hắn đi qua dùng một cước dẫm nát tứ chi của Tống Thiên Lăng từng cái một, xúc sinh tống thiên lăng đau đến mức giống lên thảm thiết hả đường tuấn lại dẫm một cước lên má bên kia của tống thiên lăng mưu cái gì của người ta đều biết rõ ràng hết đường tuấn người đừng làm quá độc cô phong đăng cắn răng nói làm quá đường tuấn liếc nhìn về phía độc cô phong đăng rồi nói giao tất cả tài liệu của hàn cung cho ta bằng không ta sẽ lập tức giết chết tống thiên lăng những tài liệu này là nghịch luân ta thiên tân vạn khổ mới có được dùng tính mạng của rất nhiều người để đổi lấy. Một câu nói của ngươi liền muốn lấy đi, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Độc cô Phong đang nằm dạp trên mặt đất giống như một con rùa đen, vẫn còn vô cùng cứng đầu. Được, vậy trước hết ta giết chết Tống Thiên Lăng, sau đó lại giết ngươi. Đầu ngón tay của đường Tuấn có một tia chân khí quấn quanh, ngữ khí xâm nghiêm, tràn đầy sát cơ. chương 1365, Chứa Chan, Tôn Như Ngọc. Sớm nói như vậy không phải tốt rồi sao, Đường Tuấn liếc mắt nhìn Tống Thiên Đăng đang nằm dưới chân, thị phi bất phân cũng xứng gọi là bá đao. Hôm nay ta đánh gãy tứ chi của ngươi, ngươi tốt nhất nên tự cảnh tỉnh lại mình đi. Tống Thiên Đăng nghiến răng ken két, cũng không dám nói nhiều thêm câu nào. Lúc này tính mạng của hắn hoàn toàn đang nằm trong tay đường Tuấn, đường Tuấn hơi dùng sức, vị bá đao tung hoành mấy chục năm nay như hắn cũng phải chết mà thôi. Lưu được núi xanh, sợ gì không có củi đốt, ta đã lĩnh ngộ thiên đao chân ý, đợi một thời gian liền có thể tấn thăng nửa bước nguyên đan chi cảnh. Đến lúc đó xỉ nhục hôm nay ta muốn đường tuấn ngươi phải hoàn lại gấp 10 gấp trăm lần, không chỉ có ngươi phải chết, đến cả bằng hữu người thân của ngươi cũng phải chết. Hoàng Phủ Ngọc không phải nữ nhân của ngươi sao, đến lúc đó ta liền trà đạp nàng ngay trước mặt ngươi. Từng cố hận ý gian ác đến cùng cực bốc lên trong lòng tống thiên đăng, làm cho hắn có loại khoái cảm được trả thù. Cái này, thân thể hai người hoa khải đức, phi nguyệt run lẩy bẩy, vẫn có chút không dám tin tưởng đây chính là nghịch luân đấy thống trị võ đạo giới cùng thuật pháp giới việt nam mấy chục năm hôm nay ba người sáng lập liên thủ lại còn bị đường tuấn đánh bại e rằng chỉ có nửa bước nguyên đan mới là đối thủ của hắn thôi hoa khải đức trong lòng không khỏi nghĩ đến long vương lên tiếng rất nhanh liền có người đem tất cả tài liệu về hàn cung đưa lên chờ đường tuấn cầm những tài liệu này mang theo hoa khải đức mấy người khỏi ba người long vương Tống Thiên Đăng cùng Độc Cô Phong Đăng lại ngồi xuống. Tống Thiên Đăng mặc dù tứ chi bị đánh nát, nhưng võ đạo còn đó, lại có chân tàng bảo dược của nghịch luân chữa thương phụ trợ, mấy phút sau lại có thể hành động tự nhiên, chỉ là trong thời gian ngắn không có cách nào xuất thủ lần nữa. Oanh, Độc Cô Phong Đăng vỗ lên bàn một cái, sàn nhà đều bị đánh rách tả tơi, khốn kiếp. Nghịch luân chúng ta lúc nào nhận phải loại vũ nhục này chứ, đáng chết. Long Vương, ngươi làm sao lại để cho hắn lớn lên? Đường Tuấn loại này nhân tâm vô cùng cuồng ngạo, trong mắt không có gia pháp hay luật pháp nào. Chuyện ngày hôm nay truyền đi, nghịch luân chẳng phải sẽ trở thành trò cười của giới võ đạo hay sao? Long vương mí mắt run lên, trong lòng cũng có chút hối hận. Nguyên bản hắn còn muốn lợi dụng đường Tuấn, không nghĩ tới cuối cùng lại nuôi hổ gây họa. Hơn nữa còn là một đầu mãnh hổ tùy thời có thể tiêu diệt nghịch luân. Thiên lang ngươi không sao chứ? Long vương liếc mắt nhìn tống thiên đăng một mực trầm mặc ngồi tại đó, có chút bận tâm hỏi thăm. Tống Thiên Đăng âm u lạnh lẽo nở nụ cười nói, ta không sao. Long Vương khẽ nhíu mày, dáng vẻ như vậy của Tống Thiên Đăng mới là đáng sợ nhất. Độc Cô Phong đang nhìn về phía Tống Thiên Đăng, đột nhiên hỏi, "Lão Tống, thiên đao chân ý của ngươi là làm sao luyện thành?" Long Vương nghe vậy cũng có chút hiếu kỳ, thiên phú của Tống Thiên Đăng trong ba người là hạng chót, thế mà lĩnh ngộ đạo chân ý trước bọn họ một bước. Tống Thiên Đăng cười ha ha nói, nguyên bản ta lần này cũng là muốn nói cho các người biết chuyện này, bây giờ để các người biết cũng không sao. Ta đi một chuyến chứa chan, quen biết đương đại đệ tử kiệt xuất nhất của chứa chan là Tôn Như Ngọc. Hắn chỉ điểm ta, ta mới có thể lĩnh ngộ ra thiên đao chân ý. Chứa chan, Tôn Như Ngọc, Long Vương cùng độc cô Phong Đăng đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Thiên Đăng, Thiên Lãng, người quên dự tính ban đầu khi chúng ta sáng tạo nghịch lân sao. Trước đây ba người chúng ta sáng tạo nghịch luân là vì duy trì võ đạo giới cùng thuật pháp giới cân bằng, để những thế lực ẩn cư thế ra cùng môn phái không có cách nào làm loạn. Người bây giờ thế mà cùng chứa chan có lui tới, là có ý gì? Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1366, giết mấy người không tính là gì? Tống Thiên đang khoát tay áo, các ngươi cũng không cần khẩn trương. Ta và Tôn Như Ngọc chỉ là thuần ví đàm luận võ công đạo thuật không có nói gì đến phương diện khác cả. Tôn như ngọc người này đối với quyền thế không có ý nghĩ gì cả, cùng các đệ tử chứa chan rất khác biệt. Kỳ thực đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng phải biết biến báo một chút. Cùng một vài thế gia phúc địa tạo mối quan hệ, đối với tương lai nghịch luân phát triển cũng có chỗ tốt. Các ngươi hẳn là cũng tin tưởng, tương lai chỉ dựa vào nghịch luân là không trấn áp được võ đạo giới. Bây giờ có một tên đường tuấn, tương lai chắc chắn sẽ có người thứ hai người thứ ba chứa chan tiên sơn được xưng tụng là một phần 10 đạo pháp khởi nguyên chi địa của thế gian. Trong đó cất giữ rất nhiều, tùy tiện cho ra một chút cũng có thể làm cho chúng ta hưởng thụ không hết. Nói không chừng tương lai chúng ta cũng có cơ hội thành tiên đâu. Thực lực bản thân mới thứ phải coi trọng nhất, nếu như lần này hai người các ngươi cũng lĩnh ngộ đạo chân ý, chúng ta liên thủ chưa chắc sẽ thua. Nói như vậy, thiên lãng người lần này trở về là thay chứa chan làm thuyết khách. Sắc mặt Long Vương có chút không dễ nhìn những năm này hắn chấp trường nghịch luân, biết rất rõ những thế lực ẩn cư thế ra cùng cái gọi là tiên cảnh phúc địa căn bản không hề coi trọng những người trong thế gian, mà xem như là những loài run dế có thể tùy ý giết chóc. Nếu không phải trận chiến tại Bắc Giang Đường Tuấn làm cho các đại thế gia tổn thất nặng nề, lúc này e rằng đã là một cục diện hoàn toàn khác. Độc Cô Phong đang lại trầm mặc, tựa hồ có chút động tâm. Hôm nay trận chiến này thực sự quá oan uổng, làm cho hắn thực sự khát vọng sức mạnh thuyết khách, Tống Thiên Đăng khoát tay áo, xem như thế đi, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì, kỳ thực chứa chan đối với chúng ta cũng không có ác ý, giết mấy người bình thường thì tính là gì chứ. Trước kia trên tay chúng ta không phải cũng dính máu của rất nhiều người mới thành lập nên nghịch luân hay sao? Giết mấy người bình thường không tu thuật pháp, cũng coi như là một loại trấn nhiếp mà thôi. Tương lai chúng ta nếu thành tựu tiên nhân, thọ nguyên 500 năm, ai còn sẽ nhớ kỹ những sự tình này? xiết mấy người không tính là gì một đoàn lửa giận thiêu đốt hừng lực trong mắt long vương vu môn đệ tử vì tu luyện vu thuật động cái đã tàn sát một thôn xóm mấy cha tính mệnh ngã xuống giống như ngả dạ cái này cũng chưa tính là gì phải không theo ngươi nói như vậy ý nghĩa tồn tại của nghịch luân ở đâu chứ chính là làm chó cho các thế gia này hay sao tống thiên đăng cười lạnh một tiếng hy sinh lúc nào cũng khó tránh khỏi lại nói những người kia và ngươi lại không có quan hệ gì đáng giá ngươi liều sống liều chết như thế sao? Tốt, kỳ thực lão Tống nói cũng có đạo lý. Lão Long, người quá bảo thủ mục nát. Độc cô Phong đang lúc này nói, cuộc đời luôn thay đổi, chúng ta cũng phải học được biến báo. Tốt, vẫn là lời này của độc cô ngươi nghe được. Tất nhiên lão Long nghe không vào, ta cũng lười nói nữa. Vừa vặn qua mấy ngày là ngày tôn như ngọc cùng đệ tử kia của Hàn Cung kết hôn, hai chúng ta đi chúc mừng một chút, thuận tiện tìm hắn nghiên cứu thảo luận một chút võ công đạo thuật nói không chừng ngươi cũng có thể tiến thêm một bước. phó công đạo pháp tạo nghệ của tôn như ngọc không phải chúng ta có thể tưởng tượng, tùy tiện chỉ điểm hai câu, cũng có thể làm cho chúng ta được ích lợi không nhỏ. Tống thiên đăng khinh bỉ liếc mắt nhìn Long Vương, có loại cảm giác hận rèn sắt không thành. Ừ, tốt nhất là như thế, đến lúc đó còn phải nhờ lão Tống ngươi giúp ta dẫn tiến một chút. Độc cô Phong đang cười cười, đó là tự nhiên, tiểu hỗn đản họ đường lần này thế mà tới yêu cầu tư liệu của Hàn Cung, Xem ra cũng không có chuyện gì tốt. Ha ha, chẳng qua như vậy cũng tốt, đến lúc đó ta nói cho Tôn Như Ngọc một chút, nói không chừng có thể mượn đau giết người, làm thịt tên tiểu súc sinh kia. Tống Thiên đang cười đắc ý, tiểu súc sinh kia mặc dù lợi hại, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với Tôn Như Ngọc. Tôn Như Ngọc đến cùng là cảnh giới gì? Độc Cô Phong đang nghe thấy Tống Thiên đang nói về Tôn Như Ngọc vô cùng khoa trương, nhịn không được hỏi thân Ánh mắt Tống Thiên đang toát ra sự sùng kính nói: chương 1367 dựa vào cái gì lại là cô ta chứ? Tống Thiên Lăng cùng độc cô Phong Đăng đứng lên, lão Long, tốt nhất là ông nên suy nghĩ cho rõ ràng. Đây chính là cơ duyên thành tiên, công đạo cùng tôn nghiêm đáng là gì? Chờ hai người rời đi, Long Vương thở phì phò từng hơi, sắc mặt âm trầm bất định. Tống Thiên Lăng cùng độc cô Phong Đăng muốn đi ông ta ngăn không được, nổi giận trong bụng không biết phát tiết chỗ nào. Đường Tuấn, tên Tống Thiên Lăng cùng độc cô Phong Đăng chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Hai người bọn họ tâm tư âm trầm, sợ rằng sẽ tìm cơ hội trả thù anh. Trên đường trở về, Hoàng Phủ Ngọc lạnh nhạt nói, trong giọng nói lại lộ ra một cỗ sát cơ lạnh lùng. Từ lâu cô đã trưởng khống tập đoàn Yên Hòa cùng nhà họ Hoàng Phủ, rất biết cách nhìn người. Trong lòng Tống Thiên Lăng và độc cô Phong đang nghĩ cái gì, cô cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Ừ, tôi biết, Đường Tuấn nói, theo tôi biết Tống Thiên Lăng tư chất vô cùng kém, làm sao có thể lĩnh ngộ ra Thiên đao chân ý? Tôi thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hoa Khải Đức nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Là Chứa Chan, hắn thi triển Thiên đao chân ý bên trong mang khí thế của võ học Chứa Chan." Đường Tuấn nói, không nghĩ tới người thành lập Nghịch Luân Thế mà lại cấu kết với người của Chứa Chan. Hắn cùng đã giao thủ với hai đệ tử của Chứa Chan, đối với võ đạo Chứa Chan cũng không lạ lẫm gì. Chứa Chan Hoa Khải Đức đột nhiên biến sắc. Đường Tuấn lại không có ý định tiếp tục nói nữa. Sở dĩ anh không giết Tống Thiên Lăng cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Anh muốn nhìn một chút sau lưng Tống Thiên Lăng là ai? Đường Tuấn lật qua lật lại tư liệu liên quan tới Hàn Cung trong tay, rất nhanh đã xem xong. Thực lực Hàn Cung xác thực cường đại, chỉ là rất ít hành tẩu thế gian mà bị người xem nhẹ. Cung chủ đương nhiệm của Hàn Cung là Lâm Thi Tình, 20 năm trước cũng đã là võ giả cực cảnh sau đó bà ta vẫn luôn bế quan không hề ra tay trong số mấy vị phó cung chủ lợi hại nhất chính là em gái lâm thanh thiên của lâm thi tình người này tu vi cũng đã đạt đến cực cảnh trên tư liệu ghi chép bà ta chỉ còn cách bán bộ nguyên đan một bước trừ những thứ này ra hàn cung còn có không ít nhân vật cấp trưởng lão ít nhất cũng là tu vi cảnh giới thần hải luận vũ lực đứng đầu e rằng chỉ có vu môn mới có thể hơi thắng một bậc ngọc nhu em gái anh sẽ dẫn hai người trở về. Đường Tuấn khép tài liệu lại, ánh mắt kiên định. Hàn Cung ở vùng cực Bắc Việt Nam, ở đây quanh năm bị băng tuyết bao trùm, nhiệt độ cực thấp. Từng tòa băng tuyết kiến tạo cung điện cao vút ở giữa sơn phong, dương quang vẩy xuống, phản xạ ra tia sáng mê ly. Cung điện các nơi răng đèn kết hoa, rõ ràng có người xử lý việc vui. Hàn Cung ẩn cư mấy ngàn năm, ở phương diện tập tục còn giống với thời cổ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đám con gái kết bạn đồng hành những cô gái này đều có võ công hoặc đạo thuật trên người, từ trên cảnh giới mà nói, ít nhất cũng là cảnh giới chân khí. Trên bầu trời có khi còn có bóng người bay qua, khí thức cường đại, đó là đệ tử hoặc trưởng lão cảnh giới thần hải. Không nghĩ tới tôn sư huynh thế mà lại vừa ý thẩm Ngọc Nhu. Thực sự là ông trời bị mù mắt rồi, tôn sư huynh thiên tài đẹp trai cỡ nào, hơn nữa còn là đại đệ tử của núi chứa chan, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong hàn cung, chỉ có đại sư tỷ mới xứng với hắn. Thẩm Ngọc Nhu có tài đức gì, làm sao xứng với tôn sư huynh cơ chứ? Đúng thế, luận tu vi, tôi mạnh hơn Thẩm Ngọc Nhu, luận dung mạo, tôi cũng không kém. Dựa vào cái gì lại là cô ta chứ? Trường 1368 chẳng lẽ là thật? Trong hành lang hàn cung, một đám nữ đệ tử đang thảo luận vô cùng sôi nổi và tức giận. Rõ ràng bọn họ cũng là fan hâm mộ của vị tôn sư huynh kia. Mấy người này tu vi cũng không thấp. Một đám đần độn, Mấy người thì biết cái gì? Mấy người cho là Tôn sư huynh thật sự muốn cưới Thẩm Ngọc Nhu sao? Chẳng qua Tôn sư huynh chỉ coi trọng huyền hàn chi thể của cô ta mà thôi. Ha ha, chẳng lẽ các người chưa từng nghe qua thể chất của Tôn sư huynh sao? Hình như có nghe mấy vị sư tỷ nhắc qua, nói Tôn sư huynh là thần dương chi thể, trời sinh tinh thần thuần dương. Chẳng lẽ là thật? Đương nhiên là sự thật, thần dương chi thể của Tôn sư huynh ngàn năm khó gặp. So với đạo thể gì đó thanh loan chi thể này không biết kém hơn bao nhiêu. Nhưng mà cũng chính bởi vì thể chất của anh ấy quá cường đại, cho nên mới chậm chạp không thể bước vào nguyên đan cảnh. Nhưng nếu có huyền hàn chi thể của thẩm ngọc nhu kia trợ giúp, đến lúc đó âm dương kiêm dung, hòa hợp thành một, tôn sư huynh sẽ có thể lập tức bước vào nguyên đan. a à, không phải là thẩm ngọc nhu sẽ có được chỗ tốt cực lớn sao? Có tôn sư huynh trợ giúp, tu vi của cô ta cũng sẽ tăng cao. Đồ ngốc, nếu như tu vi của Thẩm Ngọc Nhu và Tôn Sư Huynh không sai biệt lắm, vậy dĩ nhiên là cả hai cùng có lợi. Đáng tiếc tu vi của Thẩm Ngọc Nhu quá yếu, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị Tôn Sư Huynh hút thành người khô, chết đến mức không thể chết thêm, trở thành hồng phấn khô lâu. Mà Tôn Sư Huynh lại có thể bước vào cảnh giới tiên nhân, thọ nguyên 500 năm, tiêu diêu tự tại. Thì ra là như thế, nhưng mà Thẩm Ngọc Nhu là con gái của Phó Cung Chủ, chẳng lẽ Phó Cung Chủ không biết sao? con gái thì tính là gì tôn sư huynh chắc chắn đã đưa ra lợi ích cực kỳ lớn bằng không cung chủ bọn họ làm sao có thể đáp ứng ha ha như thế này là tốt nhất vậy chúng ta vẫn còn có cơ hội coi như không thể gả cho tôn sư huynh có thể làm tình nhân của anh ấy thì cũng không tệ đến lúc đó tôn sư huynh trở thành tiên nhân chẳng phải chúng ta cũng sẽ trở thành thần tiên quyến lữ hay sao mấy người này nói chuyện không kiêng nể gì lại không có chú ý tới ở nơi xó xỉnh bên cạnh đã có người nghe hết không sót một chữ. Thì ra là như thế. Khó trách sư tôn bọn họ lại muốn giam giữ mình, may mà mình trốn thoát được. Không được, nếu như thẩm Ngọc Nhu chết thật, với tính cách của đường Tuấn sợ là sẽ phải cùng Hàn Cung không chết không thôi. Người kia thấp giọng nói. Cô ấy lặng lẽ đi đến một nơi trong Hàn Cung, tia sáng chiếu dọi ra khuôn mặt hoàn mỹ của cô ấy. Người này là thánh nữ của Hàn Cung Mộc Thanh Lam mình vốn đã đáp ứng với đường tuấn sẽ bảo vệ em gái đường lệ của anh ta không nghĩ tới anh ta lại làm ra đại sự kinh thiên động địa như thế ở bắc giang cung chủ bọn họ vì để uy hiếp đường tuấn nên đã nhốt đường lệ lại chuyện này mình đã làm sai nếu thẩm ngọc nhu cũng bị hại chết làm sao mình có thể ăn nói với đường tuấn được đây mộc thanh làm tâm thần run rẩy suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian gần đây sau khi trở về cô ta đã hết lời khuyên nhủ cao tầng của hàn cung muốn để Hàn Cung và Đường Tuấn có thể giao hảo với nhau. Không nghĩ tới ngược lại bị nhiều trưởng lão trong cung phản đối, thậm chí còn giam lỏng cô ta, cho tới hôm nay cô ta mới tìm được cơ hội chạy ra ngoài. Cô ta đi tới gần một gian phòng ốc, ngoài phòng có mấy người hầu gái cảnh giới chân khí đang canh gác. Mấy người kia tự nhiên không thể ngăn được một thanh lam, bị cô ta đánh ngất nhanh như cắt. Cô ta lách vào trong phòng, trong phòng chỉ có một cô gái đang ngồi khóc không ngừng, đó chính là Thẩm Ngọc Nhu. Cô tới đây làm gì? Thẩm Ngọc Nhu lau nước mắt, cảnh giác hỏi. Cô biết người trước mắt là thánh nữ của Hàn Cung. Đi theo tôi, nếu không cô sẽ phải chết. Mộc Thanh Lam kéo Thẩm Ngọc Nhu đi, muốn bỏ trốn. chương 1369, một thánh nữ vẫn quá ngây thơ. Không, tôi muốn chờ anh Đường. Anh Đường sẽ đến đón tôi. Thẩm Ngọc Nhu dãy ruộng. Anh Đường của cô không tới được. Mộc Thanh Lam không biết giải thích với Thẩm Ngọc Nhu như thế nào chỉ có thể nói, thực lực của Hàn cung không kém hơn Vu môn, lần này còn có Tôn Như Ngọc ở đây, anh đường của ngươi có tới đây cũng vô ích thôi. Không, tôi không tin, Thẩm Ngọc Nhu cắn răng nói. Mộc Thanh Lam thầm tức giận, đang lo lắng có nên đánh cô ta ngất xỉu hay không thì ngoài cửa truyền tới một luồng thanh âm nhàn nhạt, thánh nữ Mộc nói không sai. Sắc mặt Mộc Thanh Lam đột nhiên thay đổi, thật ra vừa rồi cô không có cảm giác có người đến gần. Chắc chắn, căn cơ tu luyện của người tới cao hơn cô rất nhiều một tiếng kéo kẹt vang lên, cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông mặt như tạc tượng, bộ dạng mười phần đẹp trai thong thả tiến đến. Miệng nở nụ cười ôn hòa yếu ớt, nhìn thấy một thanh lam, một thánh nữ, đã lâu không gặp. Tôn như ngọc, giữa hai hàm răng một thanh lam phun ra mấy chữ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Người đàn ông trước mặt chính là là Tôn Như Ngọc, đệ tử ưu tú nhất của núi Chứa Chan. Tu Vi đã sắp đạt tới mức mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Tôn Như Ngọc cười nói, tôi và Ngọc Nhu vài ngày sẽ đính hôn. Một thánh nữ không muốn chúc mừng sao. Một thanh lam cắn răng, cười lạnh nói, Tôn Như Ngọc, anh dám có ý đồ với đệ tử Hàn Cung của tôi, chẳng lẽ không sợ chết sao? Đệ tử Hàn Cung bị cấm kết giao với đàn ông bên ngoài, nếu bị phát hiện vi phạm quy định, không chỉ đệ tử Hàn Cung, mà ngay cả những người đàn ông mà họ kết giao sẽ phải bỏ mạng. Đây là một quy luật trước nay không đổi. Tôn Như Ngọc vẫn vẻ mặt ôn nhu đó, không chút thay đổi tôi được lâm cung chủ gật đầu đồng ý không có khả năng mộc thanh lam nói tôi không tin trong lòng anh nghĩ cái gì không thể giấu được sư tôn với trưởng lão tôn như ngọc trời sinh thân thể thuần dương thẩm ngọc nhu hàn thể hai người kết hợp âm dương tương hỗ nhưng tu vi thẩm ngọc nhu quá yếu chỉ rơi vào kết cục bị thôn phệ loại chuyện này ngay cả mộc thanh lam đều biết cung chủ với các trưởng lão của hàn cung làm sao có thể không biết Tôn Như Ngọc không trả lời, mà im lặng nhìn Mộc Thanh Lam. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Thanh Lam đột nhiên trở nên trắng bệch, bỗng nhiên cô chợt nghĩ đến những gì mình vừa nghe thấy, thất thanh, không thể nào. Sư phụ và những người khác không thể đồng ý, hơn nữa, Ngọc Nhu là con gái của Lâm Phó Cung chủ, làm sao cô ấy có thể đồng ý? Cô suy nghĩ thật cẩn thận những điểm mấu chốt, Tôn Như Ngọc dám làm như thế khẳng định đã chiếm được đồng tình, thậm chí được sự ủng hộ của Cung chủ Hàn cung với vài vị trưởng lão. Nhưng vì cái gì, thân là cung chủ Hàn Cung không phải nên suy nghĩ cho đệ tử sao? Tại sao lại ủng hộ âm mưu của người ngoài chống lại các môn đồ? Tôn Như Ngọc khẽ lắc đầu, nói, một thánh nữ vẫn quá ngây thơ. Trong mắt anh ta lóe ra tia sáng khiến kẻ khác tim đập nhanh. Vì để có được Thẩm Ngọc Nhu, anh ta tiêu phí không ít tiền. Đây là một cuộc giao dịch, Thẩm Ngọc Nhu chỉ đơn thuần là vật hy sinh. Hừ, tôi muốn đích thân đến hỏi sư tôn. Vẻ mặt Mộc Thanh Lam không tốt, muốn đi ra ngoài. Chương 1370, anh nói, tôi nhất định có thể giúp. Cô dùng tu vi muốn ngăn trở cái búng tay này. Đùng. Sức mạnh hai người vừa đối đầu, Mộc Thanh Lam liền lảo đảo lùi lại, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Tôn Như Ngọc, tu vi của anh? Mộc Thanh Lam không dám tin nói. Tôn Như Ngọc ngạo nghễ nói, không có gì, tôi chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào bán nguyên đan. Anh ta nhìn Thẩm Ngọc nhu Vẻ mặt dịu dàng khác thường, chỉ cần cưới Ngọc Nhu, tôi có thể bước vào bán nguyên đan, đạt được cảnh giới nguyên đan. Ai ngăn cản tôi tất sẽ chết. Được rồi, cứ ở đây mấy ngày này, chờ tôi cưới Ngọc Nhu, đạt được nguyên đan. Tương lai nói không chừng ngay cả Thánh nữ Hàn cung cũng cưới, làm thành một chuyện tốt. Tôn Như Ngọc lập tức chân áp Mộc Thanh Lam, mười phần đắc ý, ánh mắt châm chọc nhìn cô, giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất. Nếu có thể cưới cả hai đệ tử Hàn cung chuyện này truyền ra không biết bao nhiêu người phải hâm mộ đây đúng lúc này vẻ mặt tôn như ngọc có chút thay đổi nói tôi có khách không có thời gian với cô về phần đường tuấn cô nhắc tới chỉ sợ đã bị hạng sư đệ của tôi đánh chết nói xong tôn như ngọc liền rời khỏi rời đi anh ta động thủ phong ấn toàn bộ tu vi mộc thanh lam kết thúc rồi mộ thanh lam ngồi trên mặt đất vẻ mặt thất vọng giống như tương lai mịt mờ anh đường sẽ không chết anh ấy sẽ đến cứu mình thẩm ngọc nhu vô cùng kiên định nói đứa ngốc cho dù anh đường của em có năng lực thế nào tu vi tôn như ngọc đã gần đạt đến cảnh giới thần hải cao cấp mạnh hơn mấy lần so với đường tuấn mà tôi từng thấy hơn nữa anh ta còn được sư tôn ủng hộ sau lưng có hai môn phái đệ nhất là hàn cung và núi chứa chan đường tuấn đến đây không khác gì chịu chết thanh âm mộc thanh lam ảm đạm nói thẩm ngọc nhu quật cường cắn môi nói sẽ không anh ấy rất lợi hại mộc thanh lam thở dài không giải thích nhiều tôn như ngọc đi vào đại sảnh của hàn cung trong đại sảnh đã có hai người ngồi rồi anh thiên lăng anh đến cũng không nói một tiếng tôn như ngọc cười với một người trong số họ tuy rằng gọi anh nhưng không có ý tứ kính trọng ngược lại không mặn không nhạt tùy ý ngồi xuống ghế chủ vị hai người này là tống thiên lăng và độc cô phong đăng như ngọc lần này tôi có chuyện muốn nhờ vả vị này chính là bạn của tôi độc cô phong đăng tống thiên lăng cười khổ khóe mắt tôn như ngọc nhíu lại trong đáy mắt hiện lên một tia tức giận được kìm nén anh nói tôi nhất định có thể giúp tống thiên lăng và độc cô phong đăng cùng lướt nhau trên mặt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng tống thiên lăng nhanh chóng kể lại chuyện đường tuấn cũng nói rõ ý định của mình ồ cậu ta vậy mà lại không chết xem ra hạng thành đã xảy ra chuyện tuy nhiên tôi chỉ có chút tinh thần thuần dương không tính là cái gì có chút thiên phú thôi Tôn Như Ngọc bình tĩnh nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1371 Hai người kia thật sự rất ngốc. Đó là đương nhiên, Như Ngọc trời sinh tinh thần thuần dương, về điểm này, chúc thành tựu của cậu ta đối với em mà nói không tính là gì. Tống Thiên Lang tung hô hết lời. Tôn Như Ngọc cười nhạt, không bởi vì câu khen tặng trong lời nói mà vui vẻ. Nói chuyện này trước mặt anh ta xem ra là điều đương nhiên, anh ta là thân thể thần dương. Mấy ngàn năm không nhất định có thể xuất hiện một người như vậy, thiên đạo mấy trăm năm xuất hiện một người, sao có thể so sánh với anh ta?" Tôn Như Ngọc búng ngón tay nói, xem ra vị này có chút bản lĩnh. "Như vậy đi, chờ đám cưới của tôi xong xuôi sẽ đi với các vị một chuyến xử lý cậu ta. Nếu cậu ta tức thời, vậy tôi sẽ cho cậu ta làm người hầu." Xử lý Đường Tuấn, cho làm người hầu chính là một loại ban ơn. Tôn Như Ngọc nói ra những lời này vô cùng tùy ý, giống như bình thường thể hiện sự tự tin và độc đoán bất phàm của anh ta. Thân thể thần dương, mấy ngàn năm có một đã tạo ra tính cách ngông cuồng của anh ta. Hoàn toàn khác với Lã Kiến Trung, Lã Kiến Trung chỉ nghĩ đến phép thuật ở Đông Nam Á. Mà tôn như ngọc lại bao quát cả thiên hạ, cũng chính là trái đất. Có nguyên đan sẽ thành vô địch, thiên hạ mặc mình tung hoành. Chúng tôi đây đến lúc đó sẽ chúc mừng em trai như Ngọc Thu được người hầu mới. Tống Thiên Lăng nịnh nọt nói. Nói thì dễ, mấy ngày nay các người ở lại hàn cung thực lực quá yếu không nên tùy ý đi lại chờ tôi xử lý công việc xong xuôi chỉ một chút phó công cho hai người bước vào nguyên đan không dám nói nhưng bán nguyên đan vẫn có thể tôn như ngọc có chút khinh thường nói vậy cảm ơn em trai như ngọc hai người đồng thanh nói chà tương lai chờ các anh nắm trong tay nghịch luân tôi chấp trưởng núi chứa chan đến lúc đó chúng ta là đồng minh hiện tại tôi giúp anh coi như giúp chính mình tôn như ngọc khi nói chuyện có cảm giác nắm trong tay hết thảy hai người kia thật sự rất ngốc muốn mình dạy võ công quả thực không biết sống chết ha ha như thế này cũng tốt từ nay về sau mình sẽ hiểu được điểm yếu tu luyện võ công của bọn họ tương lai thờ cũng có thể tiêu diệt hai người bọn họ đến lúc đó nghịch luân và cả việt nam ở dưới chân mình tôn như ngọc thầm nghĩ trong lòng trong phòng lúc này chỉ còn lại tống thiên lăng và độc cô phong đăng ông tống tại sao ông không nói cho Tôn Như Ngọc biết chuyện phục ma ngọc trụ? Độc cô Phong đang hỏi. Tống Thiên Lăng lạnh lùng quát, ngu xuẩn, nếu nói cho cậu ta, còn có phần cho chúng ta sao? Chẳng lẽ anh không đoán được tâm tư Tôn Như Ngọc sao, cậu ta muốn khống chế nghịch luân thông qua hai người chúng ta? Đáng tiếc, tôi đã sớm nhìn thấu tâm tư của cậu ta, hiện tại phải theo cậu ta lá mặt lá trái, mượn thực lực cậu ta tăng tu vi. Hai mắt ông ta hiện lên vẻ tham lam, phục ma ngọc trụ là mục tiêu lớn nhất hai ngày nữa sẽ có bão tuyết lớn, đến lúc đó hàn khí hội tụ huyền hàn hoàn toàn bùng nổ. Tôn Như Ngọc muốn mượn trận gió tuyết này lẫn pháp trận hàn cung dung hợp huyền hàn khí, nhờ đó bước vào cảnh giới nguyên đan. Ha ha, tuy nhiên đường Tuấn lập tức sẽ đến đây. Tôi mới vừa nghe được, vị kia thể chất huyền hàn tựa hồ có quan hệ thân mật với đường Tuấn. Lấy tính cách đường Tuấn, tuyệt đối sẽ đến. Vừa vặn khiến cho hai người bọn họ hợp lại ngươi chết ta sống, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Hừ, đến lúc đó phục ma ngọc trụ là của chúng ta. Vừa vặn có thể gây khó khăn cho Đường Tuấn lẫn Hàn cung, chúng ta không cần đếm xỉa đến. Ha ha ha. Trong băng tuyết đầy trời, Đường Tuấn một mình hành tẩu, anh nhìn phía phương xa, ánh mắt như có thể xuyên qua trở ngại gió lùa tuyết bay, nhìn thấy Hàn cung hiện ra trong trận pháp cực lớn. Nếu ở trong mắt người thường, phía trước trừ bỏ gió tuyết đều trống trải không có bất cứ vật gì chương 1372, cậu cũng tới tham gia hôn lễ ở Hàn Cung sao. Trận pháp nhìn như không lớn, kỳ thật bên trong dấu cản khôn, tương tự như phương pháp cùng loại thuật Phật ra. Xây dựng thế giới nhỏ, chỉ có cảnh giới nguyên đan mới có khả năng. Có được phục ma ngọc trụ đã cho đường Tuấn hiểu rõ về cảnh giới tu luyện. Vu môn, ẩn cư thế gia, kiếm môn và những môn phái thiên cổ có thể ẩn giấu lâu như vậy chỉ sợ đều có cùng loại trận pháp bảo hộ, những môn phái thiên cổ này lẽ ra phải xuất hiện ở cảnh giới Nguyên Đan từ hàng trăm năm trước, thậm chí hàng nghìn năm mới đúng." Đường Tuấn tự nhiên nghĩ đến. Vốn dĩ anh cho rằng trận chiến ở Bắc Giang có thể đánh bại phần đông thế gia cổ phái tan vỡ, hiện giờ ngẫm lại không thể nào, anh đúng là giết chết rất nhiều cao thủ thế gia cổ phái thần cảnh, nhưng đều không phải là người mạnh nhất. Trời đất thay đổi, nền tảng của các thế gia cổ phái cũng dần dần hiện ra. Theo núi yên thế có thể nhìn ra một ít manh mối. Trương Thủ diễn một đêm đột phá cực cảnh cũng đồng nghĩa nhiều trưởng lão tăng lên tu vi, mà thế gia cổ phái lại càng cường đại hơn. Nhiều cảnh giới nguyên đan như vậy thật là thời đại tu luyện mạnh mẽ. Đường Tuấn tâm thần có chút hoảng hốt, nhiều thế gia cổ phái như vậy, mỗi gia tộc có lẽ có ít nhất hàng trăm tu sĩ ở cảnh giới nguyên đan. Đó là thời đại tranh giành thực sự của võ đạo. Tuy nhiên, trận đại biến trời đất này mới có thể lại xuất hiện cảnh tượng trăm tiên luận đạo trong lòng đường tuấn có một tia chờ mong nếu thời điểm đó đến trật tự của toàn bộ thế giới sẽ bị thay đổi tìm nén cảm xúc hủy mị trong lòng đường nghiêu chuẩn bị trực tiếp xông vào hàn cung tuy rằng làm như vậy rất nguy hiểm nhưng anh đành phải vậy đường tuấn sao lại ở đây đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng anh xôn xao ba bóng người rơi xuống trước mặt đường tuấn một trong số họ thực sự là lã kiến trung người cùng anh đấu ở phú quốc hai người kia trạc tuổi lã kiến trung khí tức trên người mạnh hơn một ít so với lã kiến trung nhưng cũng chưa đạt tới bán nguyên đan cậu cũng tới tham gia hôn lễ ở hàn cung sao lã kiến trung hỏi đường tuấn không trả lời anh không thể nói mình tới là để cướp cô dâu lã kiến trung khẽ nhíu mày truyền âm cho đường tuấn đường tuấn tôi cảm thấy cậu không nên tham gia thì tốt hơn lần này người gả cho đệ tử hàn cung là tôn như ngọc đệ tử ưu tú nhất của núi chứa trang Cậu giết Hạng Thành, tương đương với giết phụ tá đắc lực tương lai của núi chứa chan. Nếu để Tôn Như Ngọc biết, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Nơi này là Hàn cung, không phải chứa chan, Đường Tuấn đáp lại một câu. Cơ mặt Lã Kiến Trung khẽ nhúc nhích, nói chẳng lẽ cậu tính toán hợp nhất Hàn cung, tôi đã sớm nghe nói cậu với Thánh nữ Hàn cung quan hệ rất tốt, xem ra tin đồn là thật. Cậu nếu trở thành rể Hàn cung, vậy không cần sợ núi chứa chan trả thù. Đường Tuấn có chút không muốn nói gì. Lã Kiến Trung người già nhưng tâm không già, sức tưởng tượng thật phong phú. Ông lữ, vị này chính là. Lúc này, hai vị lão nhân đi cùng Lã Kiến Trung xem xét Đường Tuấn, sau đó hỏi. Lã Kiến Trung giới thiệu một phen, hóa ra hai người này đều là cao thủ Việt Kiều, trong đó một người tên là Công Thành Toại, là cao thủ võ đạo cực cảnh. Người tên Hàn Không Tử, là thuật pháp đại chân nhân. Hàn Không Tử nhìn thoáng qua Đường Tuấn, trong ánh mắt ẩn dấu tia sáng khác thường, nói cậu chính là Đường Tuấn. Nghe ông Lữ nói, cậu đã lĩnh ngộ ra bí mật thuần dương chi tâm, ngay cả ông ấy cũng không phải là đối thủ của cậu. Cậu nói cho tôi biết phương pháp luyện chế thuần dương, tôi lấy bảo vật trao đổi với cậu, như thế nào? chương 1373, không cần để ý đến anh ta. Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Phương pháp ngưng luyện hạt giống thuần dương là bí thuật ở bất cứ thế gia cổ phái nào, cho ngay cả những người thân cận nhất như cha, con, vợ cũng không dễ dàng truyền thụ." Hàn Không Tử nói vài câu đã muốn trao đổi, giọng điệu ra lệnh như vậy khiến anh có chút tức giận. Đường Tuấn ngay cả trả lời cũng lười. "Ồ, xem ra cậu có chút không tình nguyện." Hàn Không Tử gật gật đầu, ánh mắt nhìn Đường Tuấn cười như không cười, người trẻ tuổi phải quý trọng cơ hội, không phải ngưng luyện ra hạt giống thuần dương đã thiên hạ vô địch. Thân già này lấy làm lo lắng. Khi nói chuyện, ông ta mang theo ngữ khí uy hiếp. "Đi thôi." nơi này dù sao cũng là hàn cung tôi cũng phải cho lâm thi tình chút mặt mũi cậu đi theo chúng tôi đi hàn cung không phải nơi cậu có thể chạy loạn hàn không tử không hề nhìn đường tuấn dẫn đầu đi phía trước bay đi giống như muốn giam lỏng anh lã kiến trung đối diện đường tuấn cười khổ một tiếng thấp giọng nói hàn không tử là việt kiều tiếng tăm lừng lẫy giới thuật pháp làm việc tùy ý tuy nhiên ông ta nói cũng đúng ngưng luyện hạt giống thuần dương cũng không phải vô địch hơn nữa Hàn không tử rất có danh vọng, lần này tôi theo ông ta mới có thể đến Hàn Cung. Tôi đã biết, đường tuấn ánh mắt hơi hơi híp thầm nghĩ, vừa vặn tôi mượn thân phận Hàn không tử tiến vào Hàn Cung, thăm dò thực lực Hàn Cung. Một hàng bốn người rất nhanh được đệ tử Hàn Cung tiến đến nghênh đón. Là ngài Hàn, cung chủ của chúng tôi ra lệnh đứng đây chờ ngài, vài vị này là. Đệ tử Hàn Cung hỏi. Hàn không tử cười ngạo nghễ giống như được cung chủ của hàn cung đối xử như vậy là một điều đáng tự hào ông ta cười nói hai vị này là bạn tốt của tôi đứa nhỏ này coi như là đàn em của tôi tuổi nhỏ có chút tính tình hơi kiêu ngạo ngu dốt không biết trời cao đất rộng lần này cố ý dẫn cậu ta tới cọ sát khi ông ta nói những lời kiêu ngạo ngu dốt không biết trời cao đất rộng ánh mắt liếc về phía đường tuấn mang theo một tia khiêu khích ở bên trong đường tuấn coi như không nghe thấy Lúc này trận pháp Hàn Cung hơi mở ra một chỗ hổng, anh dùng tinh thần lực tìm kiếm khí thức đường lệ và đường lệ với thẩm Ngọc Nhu. Đối với người ngoài, Đường Tuấn có vẻ sợ hãi trước kiến trúc của Hàn Cung. Quả nhiên không có bao nhiêu sáng suốt, đồ đệ của Hàn Cung ngạo nghế cười nói, người như Đường Tuấn, họ nhìn thấy rất nhiều giống như người già đi dạo. Tên này không phải sợ đến choáng váng chứ, nhìn thấy bộ dáng Đường Tuấn có chút mất hồn, các nữ đệ tử của Hàn Cung không nhịn được phỉ báng nói. Trong lòng Đường Tuấn có chút khinh thường. Ngay cả Hàn Không Tử cũng lắc đầu thầm nghĩ, đúng là chưa trải việc đời, loại tính cách này lại có thể ngưng luyện hạt giống thuần dương. Ông trời thật bất công. Không cần để ý đến anh ta, Hàn Không Tử nói với các nữ đệ tử của Hàn cung. Ở một chỗ với Đường Tuấn khiến cho anh ta có chút mất mặt. Ừ, cung chủ và các phó cung chủ đều đang bế quan, hai ngày nữa mới có thể xuất quan trước đó cô ấy đã dặn dò chúng tôi sắp xếp cho anh Hàn không tử ở Quang Nguyệt Lâu. Nữ đệ tử Hàn Cung vừa dẫn đường vừa nói. Quan Nguyệt Lâu là một trong những tòa lầu tốt nhất dùng để tiếp đãi khách quý ở trong Hàn Cung chúng tôi. Anh Hàn không tử quen biết cung chủ của chúng tôi mới có được phúc lợi này, nếu không các anh chỉ có thể giống như các người khách khác ở trong các căn phòng thông thường, hai ba người ở chung với nhau. Đệ tử Hàn Cung giải thích. Trường 1374, Nhất niệm thành Pháp đem phương pháp ngưng luyện hạt giống thần dương đưa ra đây. Hàn không tử ngồi ở ghế trên ngoác ngoác đầu ngón tay nói với Đường Tuấn, hiện tại không có việc gì. Giao cho tôi phương pháp ngưng tụ hạt giống thuần dương, tôi có thể tha cho anh một mạng. Công thành Toại đứng một bên vẻ mặt hài hước nhìn Đường Tuấn, giống như chơi trò mèo vần chuột. Hai người bọn họ đã lười che giấu. Sắc mặt lã kiến trung biến đổi nhanh chóng, khẽ chạm vào Đường Tuấn nhỏ giọng nói, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu công thành toại và hàn không tử cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn về phía đường Tuấn. Đường Tuấn vẫn không nói gì, vẫn là bộ dạng bị dọa sợ đến ngu người. Tên quỷ nhỏ, tôi đang nói với anh đó. Thấy đường Tuấn không trả lời, sắc mặt hàn không tử trầm xuống. Vẫn không trả lời. Được, tên thối tha, đây là chính anh muốn chết, không trách được tôi. Hàn không tử cười ác độc nói. Suy nghĩ của anh ta vừa chuyển động, một sợi hỏa diễm trường tiên đột nhiên xuất hiện nắm trong tay anh ta. Nhất niệm thành pháp, sắc mặt lã kiến trung hơi biến đổi lầm bẩm nói. Cái gọi là nhất niệm thành pháp này chính là suy nghĩ trong đầu vừa chuyển động liền tạo thành phép thuật. Điều này chỉ có thể được thực hiện nếu tu vi thuật pháp mạnh đến một mức độ nhất định, hơn nữa tinh thần lực cũng phải đủ mạnh mới có thể làm được. Nhất niệm thành pháp lại lên cấp chính là nhất niệm thành trận, hầu như phương pháp đã thuộc về cảnh giới nguyên đan. Bang, Hàn không tử vung tay, hỏa diễm trường tiên giống như một con rắn lẻ lưỡi bắn về phía mặt của đường Tuấn. Ngọn lửa đỏ bên trong màu tím, bên trong màu tím có chút ánh kim giống như tam muội chân hỏa. Cho dù sức mạnh không bằng tam muội chân hỏa, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Trước tiên phế bỏ ngươi, sau đó sẽ từ từ tra hỏi. Tôi cũng không tin sẽ hỏi không ra phương pháp ngưng luyện hạt giống thuần dương. Trong lòng Hàn không tử đã có cách. Ừ. Ngay lúc hỏa diễm trường tiên sắp quất vào mặt đường Tuấn, lông mày anh khẽ nhớn lên, một cái tay vô thức nắm vào hỏa diễm trường tiên. Thằng nhãi này nhất định bị điên rồi, lại dám dùng tay không bắt lấy roi lửa tam sắc của tôi. Anh ta nghĩ mình là cường giả võ đạo thần hải đỉnh cao sao. Trên mặt hàn không tử hiện lên khinh bỉ. Công thành toại cũng nhướng mày. Anh ta là võ giả cực cảnh nhưng cũng không dám tay không bắt lấy roi lửa này. Oanh! tay của Đường Tuấn thoáng cái bắt được hỏa diễm trường tiên, ngọn lửa cực nóng không gì sánh được có thể nung chảy kim loại nhưng ngay cả da của Đường Tuấn cũng không làm tổn thương được. Không thể nào, Hàn Không Tử không dám tin, trong mắt anh ta, Đường Nghiêu là một tên hậu bối chưa từng trải sự đời, tốt nhất thì anh ta cũng có chút may mắn mà thôi, nhưng bây giờ lại tay không bắt được hỏa diễm trường tiên của anh ta. Tìm được rồi, lúc này, trên mặt Đường Tuấn lộ ra vui mừng, anh thu hồi lại tâm trạng Thấy trên tay mình đang cầm hỏa diễm trường tiên và vẻ mặt của đám người Hàn không tử. Chương 1375, đến bây giờ còn dám uy hiếp tôi. Trong nháy mắt, Đường Tuấn liền hiểu được, vừa rồi tinh thần anh tìm kiếm Đường Lệ và Thẩm Ngọc Nhu thì Hàn không tử lại ra tay với anh. May là thân thể anh có sức chống đỡ kinh người, nếu không một roi này đánh xuống nhất định sẽ bị thương. Buông ra, Hàn không tử quát một tiếng. Đồng thời giơ bàn tay lên tám trái banh lớn nhỏ cao độ ngưng tụ thành những quả cầu lửa vọt về hướng Đường Tuấn, giống như tám mặt trời nhỏ, nhiệt độ bên trong phòng nháy mắt tăng cao. Nếu một roi vừa rồi là muốn dạy dỗ Đường Tuấn, vậy tám quả cầu lửa này là muốn giết chết Đường Tuấn. Muốn chết? Đường Tuấn hơi tức giận, chợt thổi một hơi khí, tám quả cầu lửa vụt tắt giống như chưa từng xuất hiện. Không thể nào, Hàn không tử vô cùng hoảng sợ chợt hét lên với công thành toại, công thành toại, còn không ra tay giết chết anh ta. Lúc này trong lòng hàn không tử có chút bất an và hối hận. Công thành toại nghe vậy quát một tiếng, xông vào anh giống như xe tăng hình người. Đấm ra một quyền có loại khí thế từ trước tới nay chưa từng có. Hừ, một cực cảnh võ đạo cũng dám ra tay với tôi, ai cho anh lá gan đó. Trên mặt đường Tuấn lộ ra sát khí, nói ra một chữ phá. Tiếng gầm vô hình mở đầu sự càn quét, quyền của công thành toại ra đến một nửa, sắc mặt nhất thời trắng bệch như bị sét đánh, cả người nửa quỳ té ngã trên mặt đất bị thương không nhẹ. Với sức mạnh của phổi và khí quan của đường Tuấn lúc này, ngay cả cảnh giới thần hải cũng có thể bị thương nặng. Chứ đừng nói là lúc này đường Tuấn nén giận xuất thủ, mặc dù công thành toại là cực cảnh võ đạo nhưng dưới sự bất ngờ không kịp phòng thủ cũng cũng chịu không nổi một tiếng quát tức giận này của đường Tuấn. Công thành toại còn muốn đánh tiếp, bỗng nhiên đường Tuấn đánh một trường mạnh đè xuống, nhất thời công thành toại quỳ dạp trên mặt đất không thể nhúc nhích. Một chiêu liền đàn áp được một cao thủ cực cảnh võ đạo. Anh dám uy hiếp tôi, chán sống rồi sao? Đường Tuấn kéo một cái cả người hàn không tử không khống chế được bay về phía đường Tuấn. Bàn tay đường Tuấn cầm lấy cổ hàn không tử, từng chút từng chút nắm chặt. Hàn không tử cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó thở, giờ phút này cuối cùng cũng hối hận. Anh ta nhìn thấy ánh mắt của đường Tuấn lạnh như băng cho thấy tuyệt đối dám giết anh ta cầu xin anh đừng giết tôi tôi sai rồi hàn không tử cầu xin tha thứ đối mặt với việc giữ cái mạng nhỏ trước mắt tôn nghiêm của thuật pháp đại chân nhân đã bị anh ta vứt ra sau đầu a à, đường tuấn hơi thả lỏng bàn tay nói cho tôi một lý do không nên giết ông tôi và lâm thi tình có chút giao tình nếu tôi chết ở hàn cung cô ta điều tra tới anh cũng trốn không thoát hàn không tử có chút dự tính nói đến bây giờ còn dám uy hiếp tôi Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, muốn tôi thả anh ra cũng được. Mở rộng tinh thần không giữ lại chút nào, tôi sẽ để lại ấn ký trong ý thức của anh. Đây là tinh thần nô dịch, sống chết của tôi chẳng phải là ở trong suy nghĩ của anh, giống như người hầu của anh, đừng mơ tưởng. Hàn Không Tử từ chối. Vậy thì chết. Bàn tay Đường Tuấn lần nữa bóp chặt. Được, tôi đồng ý với anh. Khi tay Đường Tuấn lần thứ hai siết chặt, Hàn Không Tử không còn can đảm từ chối nữa chương 1376 cô nói chúng tôi muốn làm gì. Đường Tuấn lập tức nhận Hàn Không Tử và công thành toại làm đầy tớ, mới có thể yên tâm. Về phần lã kiến chung, ông ta đã sớm nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Dù là thực lực của Hàn Không Tử hay công thành toại cũng đều cường đại hơn ông ta không ít, nhưng hiện tại lại bị Đường Tuấn thu làm nhân vật đầy tớ, thậm chí còn bị hạ loại ấn ký tinh thần, sông chết không thể do mình. Điều này khác hoàn toàn so với trí tưởng tượng của ông ta mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, thực lực của cậu lại có thể tinh tiến. Khiếp sợ trong lòng lã kiến chung như lật sông đảo hải, thân thể đều run lên. Hộ pháp cho tôi, Đường Tuấn nói với công thành toại và hàn không tử. Đôi mắt của anh híp lại, thoạt nhìn có chút thâm trầm. Vừa rồi anh dùng tinh thần lực tìm kiếm tung tích của Đường Lệ và Thẩm Ngọc Nhu, nhưng chỉ phát hiện Thẩm Ngọc Nhu. Về phần Đường Lệ, tạm thời không có phát hiện, anh có thể cảm nhận được một số nơi ở Hàn Cung đều che giấu khí tức cường đại, có mấy đạo khí tức không yếu hơn anh bao nhiêu. Cho nên tạm thời đường Tuấn cũng không dám quá mức phô trương. Hàn Cung muốn dùng tiểu lệ uy hiếp tôi, chắc tiểu lệ tạm thời không có chuyện gì. Tôi đi tìm Ngọc Nhu trước, dường như cô ấy đang bị cầm tù. Hừ, thẩm minh hoa người dám làm như vậy với em gái tôi và Ngọc Nhu, thật sự nghĩ tôi hiền lành sao? Đường Tuấn đè nén lửa giận trong lòng, ý niệm tinh thần trong đầu đã muốn phát tán ra ngoài nếu không phải cố kỵ đến sự an toàn của đường lệ đường tuấn đã hiện thân động thủ có công thành toại cùng hàn không tử bảo vệ anh tạm thời không cần lo lắng an toàn của bản thân hai vị tu luyện cực cảnh ở hàn cung coi như là cường giả thẩm minh hoa và thẩm ngọc nhu ở trong phòng ai nha đây không phải là thẩm đại thánh nữ của chúng ta sao cô mà cũng có ngày như thế này sao trong phòng còn có hai đệ tử khác của hàn cung ánh mắt một người trong đó châm chọc nhìn thẩm minh hoa mang theo giọng điệu đùa cợt nói. Hai học sinh hàn cung này tư sắc không tệ, tu vi đều đạt tới cảnh giới thần hải, cả mộ thiên địa huyền quan, địa vị ở hàn cung cũng không thấp. Họa công, họa sắc các cô muốn làm gì? Thẩm minh hoa nhìn hai người, vẻ mặt hơi lạnh. Hai người này coi như là hai vị học sinh kiệt xuất của hàn cung, bình thường cũng rất cung kính với thẩm minh hoa, không nghĩ tới sau khi bị tôn như ngọc trấn áp, hai người lập tức bỏ đá xuống giếng với cô. Muốn làm gì, ha ha ha, họa sắc ngữ khí âm u nói, một ngày có cô ở Hàn Cung là là từng ấy ngày chúng tôi không chờ mình được. Cô nói chúng tôi muốn làm gì? Họa công nói, cô có cái gì mạnh hơn chúng tôi, dựa vào đâu cô là thánh nữ, mà chúng tôi thì không. Họa sắc lấy ra một thanh chủy thủ, trên thủy thủ lóe ra ánh sáng đen nhánh. Nếu tôi chém mấy nhát ở trên mặt cô, đến lúc đó không biết cô còn có thể làm thánh nữ Hàn Cung hay không? Ha ha, tôi đã bồi kịch độc lên thanh thủy thủ này, vết sẹo sẽ không tiêu tan được. Cô có biết chúng tôi đợi ngày này bao lâu rồi không? Trời thấy bọn tôi đáng thương, cô lại dám chống đối tôn sư huynh, bị anh ấy hung hăng trấn áp. Cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy một cơ hội. Họa sắc lắc lắc chủy thủ trong tay, tuy rằng cô ta có bộ dạng xinh đẹp nhưng tâm địa lại như rắn rết. Thẩm minh hoa cắn chặt răng, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Dù sao cô cũng là một thiếu nữ, hơn nữa còn rất xinh đẹp, nếu thật sự bị hủy dung, làm sao có thể chịu được. Dừng tay, Thẩm Ngọc Nhu nói bên cạnh. Chương 1377, hai tên ngu ngốc. Hừ, có đến lượt tiểu nha đầu như cô nói chuyện không? Nếu không phải Tôn sư huynh coi trọng thể chất huyền hàn của cô, cô đã sớm chết rồi. Hỏa công nâng cầm Thẩm Ngọc Nhu lên, thanh âm âm u nói, tuy nhiên người cũng không còn mấy ngày để sống. Qua hai ngày nữa, Tôn sư huynh sẽ cắn nuốt thể chất huyền hàn của cô. Đến lúc đó cô sẽ chết hoàn toàn. Ha, à, tiểu nha đầu như cô còn muốn ra mặt thay người khác, Hỏa công cô thay tôi tát cô ta mấy cái, dù sao Tôn sư huynh muốn sống là được. Hừ, cô như vậy cũng xứng gả cho Tôn sư huynh sao? Hỏa Sắc nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm ghen tuông, xem ra cô ta cũng có hảo cảm đối với Tôn Như Ngọc. Được, tôi đã có ý tưởng này từ lâu rồi, hôm nay đúng lúc thực hiện được, làm tôi đỡ phải suy nghĩ nhiều. Hỏa công gật gật đầu đồng ý. Cô ta giơ tay lên muốn tát vào khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Ngọc Nhu. Hừ, đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên trong phòng. Thanh âm này rất quỷ dị, tựa như phát ra từ trong hư không. Bàn tay hỏa công rơi xuống một nửa đột nhiên cứng đờ, mặc cho cô ta dùng sức thế nào cũng không rơi xuống tiếp được. Bá. Trong phòng có một trận gió nhẹ thổi lên, sau đó có một thân ảnh xuất hiện. Anh Đường, Đường Tuấn. Thẩm Ngọc Nhu cùng Thẩm Minh Hoa nhìn thấy người này, nhịn không được thốt lên người tới chính là đường tuấn chính xác hơn mà nói đó là tinh thần pháp tướng của anh lúc trước ba vị trưởng lão cảnh giới thần hải của chùa bái đính có thể thi triển năng lực tinh thần pháp tướng khống chế pháp trận muốn giết chết đường tuấn mà hiện tại đường tuấn lại ngưng luyện ra hạt giống thuần dương nếu nói về sức chống đỡ của tinh thần lực thì còn cường đại hơn ba vị trưởng lão của chùa bái đính mấy trăm lần ngưng tụ ra tinh thần pháp tướng có một nửa thực lực của anh dù sao anh cũng không phải chuyên tu đạo pháp. Anh chính là anh trai của nha đầu này sao, lại dám xông vào Hàn cung, quả thực là tự tìm đường chết. Họa sắc thu chủy thủ từ trên mặt thẩm minh hoa trở về, hướng đường tuấn vung vẩy một chút, khanh khách. Như vậy cũng tốt, để tôi bắt anh giao cho Tôn sư huynh, như vậy anh ấy sẽ rất cao hứng. Cô ta vung tay lên, chủy thủ trong tay bắn ra một đạo chân khí, chân khí ngưng tụ thành một con băng long. miệng con băng long mở ra, cắn về phía đường tuấn cô mà cũng dám động thủ với tôi sao, còn kém lâm thi tình nhiều lắm. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, anh chụp lấy, khống chế băng long kia trong tay, lại động một cái, băng long vỡ vụn. Có chút thực lực, nhưng quá cuồng vọng, muốn giao thủ với cung chủ chúng tôi, anh cho rằng mình là tôn sư huynh sao. Họa sắc một chiêu bị phá cũng không thèm để ý chút nào, nói với hỏa công, cùng nhau ra tay giết anh ta, chặt đứt suy nghĩ của tiểu nha đầu này. Ngoặc kép, được, hỏa công gật đầu, hai tên ngu ngốc. Chương 1378, băng tuyết quốc độ. A à hát, Đường Tuấn, anh làm rối loạn thức hải tinh thần của bọn họ. Thẩm Minh Hoa nhìn thấy một màn này, che miệng hét thất thanh. Đúng vậy, ai bảo cô ta dám động thủ với Ngọc Nhu? Đường Tuấn lạnh lùng nói. Rối loạn thức hải tinh thần, nói cách khác chính là Đường Tuấn lập tức biến hỏa công và hỏa sắc thành hai kẻ ngu ngốc không có bất kỳ tư tưởng gì, còn không bằng đứa trẻ 7 tuổi. Anh nói được làm được, thật sự biến hai người thành ngu ngốc. Đường Tuấn, anh quá lớn mật, có thể giết người không thể nhục nhã, chuyện này nếu truyền ra ngoài, Hàn cung sẽ cùng anh không chết không ngừng." Thẩm Minh Hoa nói. "Vậy thì thế nào?" Sắc mặt Đường Tuấn không tốt, nếu không phải tìm không thấy Đường Lệ, hiện tại anh đã đại náo Hàn cung rồi. "Anh Đường, Thẩm Ngọc Nhu lại không quan tâm nhiều như vậy, nhào về phía Đường Tuấn. Cô đã lâu không gặp Đường Tuấn." nỗi nhớ nhung trong lòng đã sớm phát triển biên cuồng như cỏ dại. đáng tiếc, thẩm ngọc nhu lại nhào vào khoảng không. đường tuấn lúc này là tinh thần pháp tướng, không có thực thể. anh đường, anh không phải chết rồi chứ? em nghe người ta nói, chỉ có người chết mới có hồn lìa khỏi xác. khuôn mặt xinh đẹp của thẩm ngọc nhu biến sắc, có chút sợ hãi nói. đường tuấn không khỏi im lặng sau khi đem tinh thần pháp giải thích cho thẩm ngọc nhu nghe xong đường tuấn mới ngồi xuống đối diện thẩm minh hoa trầm giọng nói em gái tôi ở đâu đường lệ đường lệ cô ấy sắc mặt thẩm minh hoa khó coi muốn nói lại thôi nói đi em gái tôi bị sao vậy trong lòng đường tuấn bỗng nhiên có dự cảm không tốt tâm thần anh chấn động tinh thần lực mạnh mẽ bắt đầu khởi động làm cho tâm thần thẩm minh hoa đối diện anh gần như thất thủ cho dù tinh thần pháp tướng này chỉ bằng một nửa của toàn bộ thực lực của Đường Tuấn, thậm chí còn chưa tới, nhưng Thẩm Minh Hoa cũng khó có thể chống cự. Trong lòng Thẩm Minh Hoa hoảng sợ, tinh thần lực của anh sao có thể cường đại như vậy, cũng gần bằng với Tôn Như Ngọc rồi. Nhưng làm sao có thể? Tôn Như Ngọc là thần dương chi thể, trời sinh tinh thần thuần dương, cả thế giới hiếm có. Theo tôi được biết, Đường Tuấn chỉ là hậu thiên đạo thể a. Trong thời đại võ đạo hưng thịnh, thể chất đặc thù cũng là đẳng cấp khác. Những loại thần dương chi thể, huyền hàn chi thể, mấy ngàn năm mới xuất ra một cái đều là nhất đẳng thể chất, nhị đẳng thể chất chính là thanh loan chi thể, mà tam đẳng là hậu thiên đạo thể. Nghe nói trên nhất đẳng còn có thể chất siêu phàm, vừa sinh ra đã phù hợp với đại đạo, tuy nhiên thể chất siêu phàm chỉ là truyền thuyết, đã mấy vạn năm không xuất hiện qua. Hậu thiên đạo thể của Đường Tuấn và thần dương chi thể của Tôn Như Ngọc kém nhau hai cấp bậc, làm sao mình lại có thể cảm nhận được uy thế của Tôn Như Ngọc trên người anh ta cơ chứ? Có thể là do tu vi của mình bị phong, cảm giác cũng không nhanh nhạy đi. Suy nghĩ Thẩm Minh Hoa xẹt qua trong lòng như tia chớp, cô nhìn vẻ mặt âm trầm của Đường Tuấn, lúc này mới vội vàng nói, "Đường Lệ chưa chết? Cô ấy bị nhốt trong Băng Tuyết Quốc Độ?" Băng Tuyết Quốc Độ, Đường Tuấn khẽ nhíu mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua nơi này. Thẩm Minh Hoa nhìn Đường Tuấn, thật cẩn thận giải thích, "Băng Tuyết Quốc Độ là nơi Hàn cung tôi đặc biệt dùng để giam giữ học sinh phạm sai lầm và kẻ thù cường đại." chương 1379 cô ấy có phải là một kẻ ngốc không vậy? Ồ, băng tuyết quốc độ ở đâu? Đường Tuấn búng ngón tay hỏi. Thẩm Minh Hoa lắc đầu nói, tôi cũng không biết, băng tuyết quốc độ tồn tại còn lâu hơn lịch sử của Hàn Cung. Sư tổ đời đầu tiên của Hàn Cung tạo dựng Hàn Cung ở chỗ này, lập tức đem băng tuyết quốc độ định làm cấm địa bậc nhất Hàn Cung, một ít học sinh phạm sai lầm lớn đều sẽ bị lưu đày bên trong chờ chết. Vị trí của băng tuyết quốc độ là một trong những bí mật lớn nhất của Hàn Cung, chỉ có các đời cung chủ mới biết. Đường Tuấn nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Theo lời Thẩm Minh Hoa nói, băng tuyết quốc độ là nơi giam giữ một ít tội nhân và kẻ thù, là nơi lưu đầy chân áp. Đường lệ cùng Hàn Cung không oán không hận, cư nhiên vô duyên vô cớ phải chịu sự đối xử như thế này. Đường Tuấn có thể tưởng tượng được, băng tuyết quốc độ tuyệt đối không đơn giản như Thẩm Minh Hoa nói, khẳng định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bằng không cũng sẽ không phải là cấm địa bậc nhất của Hàn Cung. Dám đối đãi với em gái tôi như vậy, xem tôi làm sao làm loạn Hàn Cung các người. Sát khí trong mắt Đường Tuấn tràn ra, hận không thể lập tức nổi giận giết người. Đường Tuấn, anh đừng làm bậy, anh cũng không muốn nhìn thấy em gái anh vĩnh viễn bị vây khốn ở băng tuyết quốc độ đi. Một câu nói của Thẩm Minh Hoa nhắc nhở Đường Tuấn. Lúc này Đường Tuấn mới khắc chế sát ý của mình. Đợi qua hai ngày, Ngọc Nhu cùng tôn như Ngọc Đại Hôn đến lúc đó sư tôn của tôi cùng các trưởng lão hàn cung đều sẽ xuất hiện tôi sẽ thỉnh cầu sư tôn thả đường lệ vẻ mặt thẩm minh hoa hòa hoãn nói ngọc nhu và tôn như ngọc đại hôn trong mắt đường tuấn như lóe ra mũi nhọn lạnh lùng trong một ngày ngắn ngủi cái tên tôn như ngọc anh đã nghe không biết bao nhiêu lần mẹ của ngọc nhu đâu bà ấy mang ngọc nhu về không phải là vì muốn bồi dưỡng cô ấy làm người thừa kế hàn cung sao sao cô không ngăn cản chuyện này trong giọng nói Đường Tuấn mang theo chút lạnh ý. Ngay từ khi rời khỏi thành phố, Đường Tuấn đã có định ý với mẹ Thẩm Ngọc Nhu. Lúc ấy, sau khi mẹ Thẩm Ngọc Nhu mang cô đi, còn muốn lợi dụng băng phách hàn châm giết chết Đường Tuấn. Có thể nói, từ đó về sau hai người kết oán. Tôi không có mẹ, Thẩm Ngọc Nhu bỗng nhiên cắn môi nói. Lâm phó cung chủ bà ta, ai? Thẩm Minh Hoa thở dài, nói tôn như ngọc hứa hẹn với lâm phó cung chủ rằng chỉ cần bà ta đồng ý gả ngọc nhu cho anh ta sẽ cho lâm phó cung chủ một quả tiên hàn quả tiên hàn là thần dược tu luyện đạo pháp cực hàn chỉ dựa vào một quả tiên hàn lâm phó cung chủ thậm chí có thể bước một chân vào cảnh giới bán nguyên đan đến lúc đó có thể có thêm trăm năm thọ nguyên quả tiên hàn cảnh giới bán nguyên đan trăm năm thọ nguyên điều này quan trọng hơn cuộc sống của con gái bà ta sao đường tuấn hỏi Tôn Như Ngọc đáp ứng Lâm phó cung chủ, chỉ lấy huyền hàn chi khí trong cơ thể Ngọc Nhu sẽ không tổn thương tính mạng của cô ấy. Thẩm Minh Hoa thần sắc ảm đạm nói: Loại lời quỷ quái này, cô ấy cũng tin sao? Cô ấy có phải là một kẻ ngốc không vậy? Đường Tuấn nhịn không được mắng. Chương 1382 người không ở cùng một cấp độ. Thẩm Minh Hoa trầm mặc. Thẩm Ngọc Nhu ở một bên cắn răng rơi lệ, loại chuyện này đối với cô ấy mà nói là khó chịu nhất. Yên tâm đi Ngọc Nhu, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra. Có tôi ở đây, không ai có thể động vào cô." Đường Tuấn ôn nhu nói. "Đường Tuấn, anh đừng làm cho Ngọc Nhu thêm hy vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều." Thẩm Minh Hoa lắc đầu, nói, "Anh căn bản không biết Tôn Như Ngọc cường đại như thế nào. Anh ta là Thần Dương chi thể, trời sinh tinh thần thuần dương. Anh nên biết điều đó có nghĩa là gì, phải không?" Nói cách khác, tinh thần lực của Tôn Như Ngọc đã là cấp bậc Nguyên Đan chỉ cần lần này có thể thành công mượn huyền hàn chi khí trong cơ thể của Ngọc Nhu, anh ta có thể lập tức bước vào cảnh giới nguyên đan. Tiềm lực hậu thiên đạo thể anh đã tiêu xài không sai biệt lắm, mà thần dương chi thể của anh ta mới vừa bắt đầu, tương lai có vô hạn khả năng. Ngoặc kép, anh Đường, anh nên mau rời đi đi, thẩm Ngọc Nhu bi thương vạn phần nói. Đường Tuấn hít mắt, thấp giọng nói tiềm lực của tôi đã hao hết, quả thực buồn cười. Nếu tôn như Ngọc muốn cướp lấy huyền hàn chi khí của Ngọc Nhu, vậy tôi sẽ phá thần dương chi thể của anh ta, đoạt thuần dương chi khí. Anh đã ngưng luyện ra hạt giống thuần dương, nếu có thể chiếm đoạt thần dương chi thể của tôn như ngọc, chỉ sợ tinh thần lập tức có thể bước vào cảnh giới thuần dương. Đường Tuấn, anh, thẩm minh hoa cơ hồ không thể tin được những gì mình nghe thấy. Một hậu thiên đạo thể tam đẳng lại muốn cướp lấy thần dương chi thể nhất đẳng, cái này giống như một tên ăn mày đầu đường muốn cùng tỷ phú so tài sản. Đường Tuấn không đi giải thích với thẩm minh hoa, mà tâm thần dần dần yên tĩnh, đắm chìm trong suy nghĩ. Cướp lấy thần dương chi thể đúng là rất khó, đường Tuấn phải mưu tính một chút. Hai ngày sau, gió và tuyết bên ngoài hàn cung bùng lên. Trong thiên địa trắng xóa một mảnh, vạn vật đều tịch mịch. Bên trong hàn cung lại náo nhiệt trước nay chưa từng có. Hôm nay là ngày tôn như ngọc, học sinh kiệt xuất nhất núi chứa chan cưới học sinh hàn cung thẩm ngọc nhu. Nếu như tin tức nhanh nhạy, cũng có thể đoán được hôm nay rất có thể là ngày Tôn Như Ngọc bước vào nguyên đan, trở thành tiên nhân. Nghe nói Tôn Như Ngọc là đệ tử kiệt xuất nhất chứa tràn tiên sơn đương thời, là thần dương chi thể mấy ngàn năm có một. Người này nhất định có tư chất thành tiên, sau khi là quách thiên lui xuống, sợ là người này sẽ chấp trưởng chứa tràn. Tôn Như Ngọc này xác thực cơ duyên thâm hậu trời sinh, ngay cả trời cao cũng sẽ chiếu cố hắn. Nghe nói hồi nhỏ hắn đi ra ngoài cũng có thể nhặt được bảo vật, là thiên chi kiêu tử chân chính vốn cho rằng hậu thiên đạo thể đã rất lợi hại, có thể là có một không hai trong cùng thế hệ, không nghĩ tới lại còn có loại siêu cấp thiên tài như tôn như ngọc này. Đúng vậy đó, so sánh hậu thiên đạo thể với tôn như ngọc một chút, không chỉ thua kém một bậc. Hậu thiên đạo thể ở thời kỳ luyện khí sĩ xuất hiện lớp lớp là thể chất tam đẳng, mà thần dương chi thể lại là thể chất nhất đẳng. Hai người không ở cùng một cấp độ. Thời kỳ luyện khí sĩ, vậy phải ngược dòng đến trước tiên tần mấy ngàn năm trước. Đến bây giờ, luyện khí sĩ đã rất hiếm thấy, gần như bị diệt sạch. Mà có lẽ thần dương chi thể sẽ là thể chất mạnh nhất đương thời. Audio điện tử võ tấn bền chương 1381 Coi như không phải, cũng có thể tranh lệch không xa. Dù cho ở thời kỳ luyện khí sĩ thần dương chi thể đều không phải là thể chất bình thường, chỉ có thể chất siêu phàm trong truyền thuyết mới có thể lấn át nó triệt đề. Ai, rất muốn kiến thức thời kỳ luyện khí sĩ kia một chút. Nghe nói, khi đó có thể thấy tiên nhân nguyên đan ở khắp nơi, càng có siêu việt nguyên đan luyện khí sĩ sinh ra, phi thiên độn địa rời núi lấp biển, đây mới thật sự là phong phạm của tiên nhân. Đáng tiếc thế gian bây giờ không có luyện khí sĩ thuần túy, cả chứa chan cũng không có loại nhân vật này. Phó đạo và thuật pháp chân nhân xuất hiện ở Hàn Cung lần này hầu như ở khắp mọi nơi, một đám người tụ tập lại cùng một chỗ thảo luận đủ loại bí mật và các nhân vật thiên tài. Lần này thiên địa đại biến, không biết có khả năng tái hiện lại thời đại huy hoàng kia hay không được rồi đừng thảo luận nữa tôn như ngọc tới luyện khí sĩ không ra chứa chan rất có thể chính là tiên cảnh duy nhất hiện thời không ai có thể trêu chọc nổi lúc một đám người thảo luận một đạo ánh sáng xanh dáng xuống từ trên trời xuất hiện ở chính giữa đại sảnh ánh sáng xanh tán đi xuất hiện một người chính là tôn như ngọc theo đạo lý hôm nay là hôn lễ của hắn hắn phải mặc đồ cưới đỏ tươi nhưng hắn lại mặc cả một thân màu trường bào máu trắng gió nhẹ thổi qua làm cho có một loại cảm giác hắn phiêu phiêu phảng phất như tiên nhân thuận gió mà đi mặc dù tôn như ngọc này là thiên tài nhưng cũng là người cực kỳ ích kỷ lần này phải đoạt huyền hàn chi khí của cô bé hàn cung kia cũng không mặc đồ cưới rõ ràng là sợ dính nhân quả hoặc là trong lòng hắn cho rằng nữ đệ tử kia không xứng với hắn người này cao ngạo e rằng trong mắt chỉ có bản thân mình thôi nhìn thấy trang phục của tôn như ngọc, hầu như trong lòng người ở đây đều nghĩ đến những thứ này. Chỉ là ngại mặt mũi của tôn như ngọc và hàn cung nên không dám nói thẳng. Tôn như ngọc ngẩng đầu, đột nhiên trong mắt hắn hiện ra cảnh tượng bão tuyết bên ngoài hàn cung. Ánh mắt hắn híp lại, trầm giọng nói, thời gian đến rồi, đưa thẩm ngọc nhu ra đây. Nhưng tôn sư huynh, cung chủ chúng ta có phân phó, nhất định phải đợi bà xuất quan mới có thể hành đại lễ. Lúc này, có vị đệ tử Hàn Cung lên tiếng nói hử tôn như ngọc khẽ nhíu mày không có chuyện gì phải đợi lâm thi tình có tới hay không đều như thế đi đưa thẩm ngọc nhu ra đây lúc hắn nói chuyện mang theo một loại ngữ khí không được phép nghi ngờ có chút cảm giác ra lệnh thế nhưng mà đệ tử hàn cung kia còn muốn nói tiếp không nhưng nhị gì hết các người chỉ cần làm theo lời tôi bảo là được rồi tôn như ngọc đánh gãy lời người đệ tử kia mà nói lời nói nặng tựa thái sơn thanh âm ầm ầm vang lên bên tai nữ đệ tử kia. Thất khiếu nữ đệ tử Hàn cung kia lập tức chảy ra vết máu. "Hừ, đây coi như là chút giáo huấn nhỏ cho cô. Trên đời này người dám phản kháng tôi đều đã chết." Tôn Như Ngọc lạnh nhạt nói. Mấy người đệ tử Hàn cung liếc nhau, chỉ có thể đi dẫn Thẩm Ngọc Nhu ra. Một lúc sau, Thẩm Ngọc Nhu và Mộc Thanh Lam bị dẫn ra. Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Ngọc Nhu hơi trắng, mắt to chớp chớp đáng yêu như em gái nhà bên khiến người thương tiếc. chương 1382, anh cho rằng anh là thượng đế sao? Đây là một cô gái nhỏ mới hơn 20 tuổi, tu vi miễn cưỡng đạt được thần hải. Có thể nói trước tu vi ấy ở trước mặt một đoàn thuật pháp chân nhân và võ giả cực cảnh nhỏ bé không đáng kể, nhưng nét mặt của cô cũng rất kiên nghị. Một đệ tử thần hải nho nhỏ như cô cũng dám chất vấn tôi. Chán sống sao? Sắc mặt tôn như ngọc lạnh lẽo. Hắn vung tay lên, cô bé kia lập tức bị đánh bay ra ngoài máu tươi chảy không ngừng tôn như ngọc trực tiếp đánh cô trọng thương chị thần thẩm ngọc nhu kêu khóc nói cô ấy vừa muốn đi qua xem thương thế chị thần như thế nào lại bị một luồng sức mạnh cách không giữ chặt không thể động đậy dù một tí tôn như ngọc cách không bắt lấy thanh âm lạnh lùng nói tôi cho cô động sao hôm nay sau khi cô gả cho tôi chính là người của tôi tôi muốn cô đi hướng đông cô tuyệt đối không thể đi hướng tây mọi thứ của cô đều là của tôi bao gồm cả tính mệnh của cô tôi muốn cô chết thì phải chết anh cho rằng anh là thượng đế sao nước mắt thẩm ngọc nhu chảy ròng ròng la lớn thượng đế chờ sau khi tôi tu thành nguyên đan lại khác gì thượng đế đâu tôn như ngọc khinh miệt liếc mắt nhìn thẩm ngọc nhu tôi còn tưởng rằng đường tuấn sẽ đến cứu cô không ngờ ngay cả đến hắn cũng không dám thực sự làm tôi thất vọng thể chất tam đẳng chính là thể chết tam đẳng thôi vậy chờ tôi bước vào nguyên đan lại đi thu thập hắn tôn như ngọc anh sẽ gặp báo ứng mộc thanh lam phun ra mấy chữ ha 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 mộc thanh lam không ngờ cô lại ngu xuẩn như vậy còn tin loại chuyện báo ứng này chúng ta chính là con cháu của luyện khí sĩ chờ tôi trở thành nguyên đan sẽ không dính nhân quả sợ báo ứng cái gì tôn như ngọc cất tiếng cười to tôn như ngọc giống như chúa tể của tất cả thần linh miệt thị mấy người mà nước mắt thầm ngọc nhu lặng lẽ chảy xuôi khuôn mặt Mộc Thanh Lam trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không nói một lời. Tình cảnh như vậy bị không ít khách mời nhìn thấy, dù cho bọn họ là người tu luyện, lúc này cũng không nhịn được thầm cao mày. Tôn Như Ngọc thực sự quá bừa bãi rồi, miệt thị thiên địa, trong mắt chỉ có bản thân, chúng sinh đối với hắn như sâu kiến. Độc cô phòng đăng trong khách mời, Tống Thiên Lăng thở dài trong lòng, khí phách Tôn Như Ngọc đã thành, cắn nuốt thiên địa, tung hoành dưới vòng trời. Chỉ sợ đường tuấn tới cũng là chịu chết chúng ta tính sai triệt để rồi đúng lúc này gió tuyết ở hàn cung cuồng bạo đến cực hạn cả thiên địa trắng lóa như tuyết nhiệt độ cực thấp thậm chí có thể đông chết tất cả sinh linh cùng lúc đó sắc mặt của thẩm ngọc nhu thay đổi rõ rệt trên mặt lộ ra vẻ đau khổ từng đợt xương lạnh phun trào khắp người cô ấy xương lạnh màu xám trắng không gian lại có khuynh hướng đông lạnh lại hàn khí trong cơ thể cô ấy khủng bố như vậy vài võ giả cực cảnh và thuật pháp chân nhân tới gần thẩm ngọc nhu đều lùi lại vài bước dường như sợ dính phải hàn khí không hổ là huyền hàn chi thể có thể đặt song song với thần dương chi thể đã vậy còn đáng sợ đến kỳ dị hơi đến gần một chút cảm thấy chân khí toàn thân cũng muốn bị đông lại luôn tống thiên lăng cũng hơi cách xa hơn một chút ha 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 quả nhiên giống như tôi nghĩ nhìn bộ dạng thống khổ của thẩm ngọc Nhu, trái lại tôn như ngọc lại cười lớn hôm nay là ngày tôi bước chân vào nguyên đan Chương 1383 tình hình chung đã được xác định. Khi giọng nói rơi xuống, trên người anh ta phát ra rất nhiều tia sáng, dường như giống với ánh hào quang của mặt trời. Nhiệt lượng và tia sáng lấy anh ta làm trung tâm tỏa ra bốn phía. Nghe kể lại, thần dương chi thể sau khi tu luyện đến cực hạn có thể thông với sức mạnh tăng trưởng của mặt trời. Thái dương soi sáng muôn đời, là nền tảng và nguồn gốc của sự sống. Mà thần dương chi thể lại giống như con của mặt trời, mặt trời không bị hủy diệt anh ta sẽ không chết. Có thể nói thần dương chi thể là một trong những loại có thể chất cường tráng nhất trên thế giới hiện nay. Giữa sân, thần dương chi thể của Tôn Như Ngọc và huyền hàn chi thể của Thẩm Mộc Nhu đang đối đầu với nhau. Nếu như có một người tu luyện có thị lực cao siêu ở đây, lập tức có thể phát hiện thần dương chi thể đang mạnh mẽ áp chế huyền hàn chi thể. Hai loại hình cơ thể này giống như âm và dương, không có sự phân chia mạnh yếu, cho nên gặp phải tình huống này chủ yếu là bởi vì tu vi của thẩm mộc nhu thấp hơn rất nhiều so với tu vi của tôn như ngọc. Hào quang từ từ thu lại sau đó biết mất hoàn toàn, nhưng nhiệt độ lại không giảm xuống chút nào. Đó là trái tim của thần dương, mọi người đều mở to mắt nhìn về phía tôn như ngọc, sắc mặt của mọi người đột một thay đổi thất thanh nói. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của tôn như ngọc xuất hiện một màu đỏ thắm giống như trái tim đang lơ lửng, nó khẽ chuyển động giống như trái tim đang đập mỗi lần nó chuyển động đều tỏa ra lượng nhiệt rất lớn, khiến cho người ta cảm giác giống như đang đứng trước một một lò luyện nóng chảy khổng lồ. Thật sự là thần dương chi tâm trong sách cổ có ghi chép, sau khi thần dương chi thể thu luyện tới một trình độ nhất định là có thể thu lại linh khí thuần dương, hoàn thành tinh thần thuần dương, có cơ hội ngưng tụ ra trái tim của thần dương. Không ngờ tới đó lại là sự thật, hơn nữa tôn như ngọc còn đã làm xong rồi thần dương chi tâm này đã là nguyên căn của anh ta có thể không ngừng cung cấp sức mạnh vì anh ta. Hèn chi anh ta dám nói hôm nay anh ta sẽ bước vào nguyên đan. Hầu như tất cả mọi người đều nghẹn ngào. Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt mọi người nhìn về phía thẩm Ngọc Nhu đều mang theo thương hại và đồng cảm. Tôn như Ngọc luyện ra thần dương chi tâm, trừ phi thẩm Ngọc Nhu cũng luyện ra huyền hàn chi tâm nếu không nhất định bị nuốt chừng. Thẩm Ngọc Nhu, tôi thật sự phải cảm ơn cô. Chỉ cần nuốt chừng toàn bộ huyền hàn khí của cô, tôi có thể luyện ra nửa viên vô cực chi tâm. Đáng tiếc cô quá vô dụng tu vi thấp như vậy, ngay cả huyền hàn khí cũng không thể luyện chế được. Nếu như cô luyện ra huyền hàn chi tâm, vậy khi tôi nuốt chừng cô là có thể hoàn toàn luyện thành vô cực chi tâm trở thành người đầu tiên từ xưa đến giờ. Tôn Như Ngọc nhìn Thẩm Ngọc Nhu lắc đầu, trong giọng nói có chút thất vọng. Nửa viên vô cực chi tâm, thì ra Tôn Như Ngọc có ý định này, người này tính toán thật sâu xa. Vô cực chi tâm là trái tim nguồn gốc của vô cực chi thể, mà vô cực chi thể là một trong những loại thể chất siêu phàm. Tuy rằng chỉ có một nửa khối cũng e rằng đã vượt qua tất cả những thể chất nhất đẳng. Tôn Như Ngọc cũng trở thành nhân vật quan trọng với thể chất đứng đầu. Tình hình chung đã được xác định, Tôn Như Ngọc đạt được nguyên đan đã là chuyện định trước. Trái tim của thần dương, một nửa trái tim của vô cực, không ngờ tới trên đời thật sự có thiên tài vô song như vậy. Tống Thiên Lăng và Độc Cô Phong đang nghe người xung quanh cảm thán sắc mặt chợt thay đổi. Nếu như Tôn Như Ngọc thực sự luyện ra trái tim vô cực giành được nguyên đan, đây không phải là vô địch, mọi kế hoạch của bọn họ đều sẽ thất bại. Tại sao có thể như vậy? Tâm cơ và thực lực của Tôn Như Ngọc này tại sao kinh khủng vậy? Trong lòng Tống Thiên Lăng dâng lên cảm giác vô lực. Chương 1384, Tôn Như Ngọc, anh bị tâm thần sao? Nhất thời bên trong quả tim thần dương dường như biến thành vòng xoáy. Thẩm Ngọc Nhu không điều khiển được bay về hướng đó, càng đến gần nhiệt độ càng cao, quần áo của Thẩm Ngọc Nhu tỏa ra khói đen, giống như đang bị đốt cháy. Nhìn thấy Thẩm Ngọc Nhu sắp bị nuốt chừng, đúng lúc này một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện lập tức nhảy lên bắt được thần dương chi tâm. Bàn tay kia không lớn làn da trắng nõn mềm mại dường như không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng cái nắm này lại nắm chặt được thần dương chi tâm, cái này có thể so sánh với nhiệt độ của dung nham núi lửa, cái tay này mà nói giống như không tồn tại ngay sau đó một người xuất hiện phía trước người thẩm ngọc nhu trong tay anh ta đang cầm lấy thần dương chi tâm mặc cho nó nhảy thế nào cũng không thoát ra được bàn tay của anh ta dường như có sức mạnh vô song đường tuấn tống thiên lăng và độc cô phong đang nhìn thấy người này không khỏi hô lên người xuất hiện chính là đường tuấn anh ta vẫn luôn ẩn núp bên người thẩm ngọc nhu chờ đợi giờ phút này trái tim thần dương bị nắm lại biểu cảm của tôn như ngọc thay đổi nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh trầm giọng nói, anh chính là thân thể đạo nhân Đường Tuấn, thực lực không tệ. Hiện tại tôi cho anh một cơ hội, lập tức buông thần dương chi tâm ra, tôi có thể không so đo lỗi sai của anh. Nếu anh khuất phục tôi còn có thể thuận tiện chỉ dạy một chút võ thuật. Tôn như ngọc, anh bị tâm thần sao? Thần dương chi tâm ở trong tay của tôi anh còn dám ngông cuồng. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn lướt qua tôn như ngọc, tên này thật sự là cuồng vọng cao ngạo, đến bây giờ còn nói với giọng điệu cao cao tại thượng. Phải không, thần dương chi tâm là tôi dùng căn nguyên ngưng tụ ra, trên đời này chỉ có tôi mới có năng lực nắm trong tay, mình anh thể chất tam đẳng cũng dám nói nắm trong tay. Thần dương chi tâm trở lại đây. Tôn như ngọc khẽ quát một tiếng, thần dương cai tâm vốn đang bị đường tuấn nắm trong tay nhất thời kịch liệt chấn động, nhiệt độ đáng sợ bộc phát ngay cả không gian xung quanh cũng bị đốt cháy, xuất hiện từng đợt sóng rung động. Cánh tay đường tuấn khẽ run, trong lòng có khuynh hướng không khống chế được thần dương chi tâm. Tôn Như Ngọc nói không sai, thần dương chi tâm là do bổn nguyên của anh ta biến thành, trừ khi tu vi của Đường Tuấn đạt nguyên đan, nếu không cũng không thể nắm trong tay. Hừ, thần dương chi tâm của tôi có thể kiểm soát được như vậy sao, chỉ có huyền hàn chi tâm mới có thể chống lại. Đáng tiếc Thẩm Ngọc nhu quá vô dụng, không có cơ hội luyện ra huyền hàn chi tâm. Anh đã không muốn phục tùng tôi vậy chỉ có thể chết. Trong giọng nói của anh ta tràn đầy tự tin. Vậy sao? Trên mặt đường Tuấn bỗng nhiên tươi cười, sau đó xoay người nói với Thẩm Ngọc Nhu, "Ngọc Nhu việc của cô." Thẩm Ngọc Nhu gật đầu, tâm tư vừa chuyển, sau đó thu lại hàn khí trong sân, một thứ như viên pha lê giống như trái tim ngưng tụ trước mặt cô, so với trái tim của Thẩm Ngọc Như thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng có xu hướng chống lại. Huyền Hàn chi tâm, cô vậy mà luyện ra Huyền Hàn chi tâm? Không thể nào, với tu vi của cô làm sao có thể luyện ra Huyền Hàn chi tâm? Tôn Như Ngọc có chút không tin la lên, trong lòng lần đầu tiên có cảm giác tính sai một bước. Chương 1385 nháy mắt cuộc chiến nổ ra. "Là anh Đường giúp tôi." Thẩm Ngọc nhu nhẹ giọng nói, lúc nói chuyện trên mặt cô xuất hiện chút vệt hồng ngượng ngùng. "Đường Tuấn giúp cho cô?" Biểu cảm trên mặt Tôn Như Ngọc biến đổi trong lòng vô cùng tức giận. Muốn ngưng luyện Huyền Hàn chi tâm chỉ có hai cách, thứ nhất là Huyền Hàn chi thể phải tu luyện tới trình độ nhất định. Có một phần vạn xác suất có thể tu luyện thành công. Cách thứ hai cũng là một người thực lực lớn có tu vi cao, tiêu hao năng lượng tinh thần tinh lực giúp ngưng tụ, đương nhiên phương pháp này có điều kiện tiên quyết, chính là người này phải cùng Huyền Hàn chi thể phải có quan hệ xác thịt, hai người thân mật gắn bó mới có thể luyện ra Huyền Hàn chi tâm. Tu vi của Thẩm Ngọc Nhu chưa đủ, muốn luyện ra Huyền Hàn chi tâm nhất định phải dựa vào cách thứ hai. Nói cách khác, Thẩm Ngọc Nhu hiện tại là người phụ nữ của Đường Tuấn, từ thân đến tâm anh ta bị đội nón xanh. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu của Tôn Như Ngọc, mặc dù anh ta không có tình cảm với Thẩm Ngọc Nhu, thậm chí anh muốn nuốt trừng huyền hàn chi thể của cô và giết chết cô. Nhưng trên danh nghĩa mà nói anh ta mới là chồng của Thẩm Ngọc Nhu. Những người có mặt ở đây đều là nhân vật lớn về thuật pháp và những võ giả đỉnh cao, người nào không có kiến thức rộng rãi cho dù không biết huyền hàn chi tâm ảo diệu, nhưng nhìn Thẩm Ngọc Nhu thẹn thùng như vậy cũng có thể đoán được 7, 8 phần Thoáng cái, ánh mắt của tất cả mọi người phức tạp nhìn Tôn Như Ngọc vừa diễu cợt vừa mỉa mai. Tôn Như Ngọc không phải vinh váo kiêu ngạo hò hét tự nhận là đệ nhất thiên hạ sao, bây giờ vợ chưa cưới của anh ta có quan hệ nam nữ với một người khác, chuyện này sẽ trở thành nỗi nhục cả đời. Con khốn, tôi muốn giết chết hai người, lời nói khó nghe ác độc từ trong miệng Tôn Như Ngọc nói ra. Tuy rằng trước kia anh ta bá đạo kiêu ngạo, không để ai vào mắt, nhưng cũng không thấp kém bây giờ lại không nhịn được nói ra những lời thô lỗ thấp kém như vậy, có thể thấy rằng trong lòng anh ta đã tức giận cực độ. Ngọc Nhu, cô lập tức bắt đầu chiếm đoạt thần dương chi tâm. Chỉ cần luyện ra vô cực chi tâm là có thể xây dựng tương lai võ đạo không gì so sánh được, thăng cấp cảnh giới nguyên đan cũng không phải là việc khó. Thẩm Minh Hoa, tôi đã thay anh giải trừ phong ấn của Tôn Như Ngọc, anh hãy bảo vệ Ngọc Nhu. Đường Tuấn phân chia công việc cho Thẩm Ngọc Nhu và Thẩm Minh Hoa những thứ này đều nằm trong kế hoạch của anh, cũng không lãng phí thời gian trong hai ngày này. Được, thẩm minh hoa nói. Hừ, còn muốn luyện hóa thần dương chi tâm của tôi, các người muốn chết. Huyền hàn chi tâm của cô cũng chỉ làm đồ trang sức cho tôi, tất cả đều là của tôi. Tôi phải đem các người hành hạ đến chết, giam cầm linh hồn các người, cho các người cảm nhận đau đớn tột cùng. Biểu cảm tôn như ngọc dữ tợn. Oanh! Nháy mắt cuộc chiến nổ ra. Tôn Như Ngọc không hổ là đệ tử ưu tú nhất của núi Chứa Chan, một thân tu vi đã vững vàng đứng trên đỉnh thần hải. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 1386, Chúng sinh và con kiến Tuy cảnh giới của Tôn Như Ngọc không tới một nửa nguyên đan nhưng thực lực thì đã đạt được. Tuy hạo thiên đạo thể của anh mạnh mẽ, nhưng trong mắt của tôi cũng không hơn gì. Một quyền của Tôn Như Ngọc đụng với quyền của Đường Tuấn, âm thanh trầm thấp vang ra giống như sấm mùa xuân hai quyền đụng nhau, dĩ nhiên không phân biệt được cao thấp. Tuy rằng thần dương chi thể không phải là loại thân thể thể chất, nhưng nếu xét riêng về thể lực thì không hề thua kém. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, dường như cũng không ngờ thần dương chi thể lại mạnh mẽ như vậy. Thần dương chi thể quá mạnh mẽ, đây còn là do thần dương chi tâm bị huyền hàn chi tâm áp chế sức mạnh bị giảm đi ba phần, nếu không ngay cả một quyền này cũng không chống đỡ nổ. Những người quan sát cuộc chiến trong lòng không khỏi suy nghĩ, Ánh mắt của bọn họ nhìn về hướng của Thẩm Ngọc Nhu, Thần Dương Chi Tâm và Huyền Hàn Chi Tâm đang khó khăn dung hợp, chỉ cần dung hợp thành công là có thể sinh ra Vô Cực Chi Tâm, đây là thần vật trong truyền thuyết. Nếu đạt được Vô Cực Chi Tâm thì bước vào cảnh giới Nguyên Đan có thể nói dễ như trở bàn tay. Vốn là mọi người ở đây còn muốn đục nước béo cò, chờ Đường Tuấn và Tôn Như Ngọc đánh nhau đến khi nào cả hai đều thiệt thì sẽ ra tay cướp đoạt Vô Cực Chi Tâm nhưng bây giờ nhìn thấy thực lực của tôn như ngọc ánh mắt nóng bỏng của bọn họ thu lại rất nhiều anh tính toán nhiều như vậy tiếc là tất cả đều vì tôi làm đồ trang sức tôi sớm đã đạt được tinh thần thuần dương thân thể vô cấu linh hồn hợp nhất với xác thịt anh làm sao có thể làm đối thủ của tôi tôn như ngọc đánh ra một quyền quyền này mang theo một sức mạnh huyền diệu đường tuấn giống như con thuyền đơn độc trong cơn sóng dữ dội thân hình lảo đảo sắp ngã cái này, đây là quyền pháp thuộc về luyện khí sĩ. Có người thất thanh kêu lên, mặc dù bọn họ không tự mình đối diện một quyền này, nhưng vẫn có thể cảm giác được một quyền này hung ác nham hiểm, không chỉ có thể gây tổn hại cho thân thể, hơn nữa còn gây tổn thương tinh thần. Chỉ có luyện khí sĩ trong truyền thuyết mới có loại công pháp đáng sợ này. Đúng vậy, công pháp mà tôi đang tu luyện được gọi là thương sinh linh đại pháp, tôi tình cờ lấy được bên trong di tích của một luyện khí sĩ thời tần đường Tuấn Anh có thể khiến ta phát ra chiêu này cũng đủ để tự hào. Tôn như ngọc ngạo nghễ nói. Cái gì, thương sinh linh đại pháp, tôn như ngọc lại có phúc duyên thâm hậu ngay cả công pháp luyện khí sĩ thất truyền từ lâu cũng có thể đạt được. Tống Thiên Lăng hoàn toàn kinh ngạc. Truyền thuyết kể rằng luyện khí sĩ có thể bay lên trời chui xuống đất rời non lấp biển. Hiện nay luyện khí sĩ hầu như đều đã không còn, vậy mà công pháp luyện khí sĩ còn tồn tại. Chúng sinh và con kiến, chương 1387, tiếp anh một quyền. Tôn như ngọc khẽ quát, một quyền này cũng đánh ra một tia sáng đáng sợ, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể đường Tuấn. Lồng ngực đường Tuấn xuất hiện một cái lỗ cực lớn. Thậm chí ngay cả đường Tuấn cũng không thể phản ứng với một quyền này. Thương sinh linh đại pháp, công pháp luyện khí sĩ đúng là lớn mạnh, lồng ngực bị đánh thành một cái lỗ lớn, trên mặt đường Tuấn không có bất kỳ biểu cảm gì, ngược lại thở dài nói. Anh, anh là tinh thần pháp tướng vốn là trên mặt tôn như ngọc là một nụ cười đắc ý nhưng khi thấy thân thể đường tuấn loãng ra thì nụ cười trên mặt anh ta có chút cứng đờ cái gì thân thể của anh lại là tinh thần pháp tướng tinh thần pháp tướng làm sao có thể ngưng tụ thành mức độ này ngay cả tôi cũng không phân biệt được ánh mắt tống thiên lăng hoảng sợ có lẽ không chỉ mình ông ngay cả tống như ngọc cũng không phát hiện tinh thần pháp tướng có thể ngưng tụ đến mức độ như vậy hơn nữa có thể đấu với tôn như ngọc lâu như vậy mà không thua. Chết tiệt, không phải là anh ta vừa mới ngưng tụ ra hạt giống thuần dương sao, tại sao tinh thần lực còn mạnh mẽ như vậy? Độc cô Phong đang oán hận nói. Xem ra tinh thần pháp tướng này còn chưa đủ mạnh, đường tuấn khẽ thở dài. Được, anh được lắm, xem ra tôi đã coi thường anh, thân thể của anh đang ở đâu, nếu như không xuất hiện. Thẩm Ngọc Nhu và Thẩm Minh Hoa nhất định sẽ chết. Tôn Như Ngọc không có động tính gì nữa, Bây giờ thân thể Đường Tuấn là tinh thần pháp tướng, trừ khi anh ta có thể lập tức đánh chết Đường Tuấn, nếu không sẽ không có ích lợi gì. Như anh mong muốn, suy nghĩ Đường Tuấn khẽ chuyển, một tia sáng từ hàn cung bay vút tới, tia sáng kia và Đường Tuấn mạnh mẽ đụng vào nhau hợp lại làm một. Thân thể nặng chiếu, Đường Tuấn cảm thấy sức lực của anh mạnh hơn trước kia gấp mấy lần. Hai ngày nay anh giúp Thẩm Ngọc Nhu ngưng tụ huyền hàn chi tâm anh cũng đạt được rất nhiều. Anh nắm chặt quả đấm, trong nháy mắt sức mạnh xuyên qua toàn thân. Trong đầu anh có ánh sáng phóng đại giống như có một mặt trời nhỏ giấu ở trong đó. Tinh thần thuần dương. Vốn là Đường Tuấn cũng đã ngưng luyện ra hạt giống thuần dương, lần này giúp Thẩm Ngọc Nhu cô động huyền hàn chi tâm, cuối cùng đã có được tinh thần thuần dương. Còn thiếu chút nữa, Đường Tuấn lẩm bẩm nói. Hắn có thể cảm giác được mình chỉ còn thiếu một chút cảnh giới bí ẩn nào đó. Cơ thể của anh trong sạch, tinh thần thuần dương hai điều kiện để hoàn thành nguyên đan đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể độ kiếp. Nhưng trong bóng tối đường Tuấn có cảm giác vẫn chưa đến lúc đó. Trở lại, đường Tuấn nhanh chóng thu lại tinh thần nhìn về phía thẩm Ngọc Nhu, khóe miệng nở nụ cười, tiếp anh một quyền. chương 1388, Phút Dây Dương Oanh! Một quyền của đường Tuấn nháy mắt đánh vào ngực tôn như ngọc, đầu tiên tình hình trở nên im lặng, sau nó một tiếng nổ cực lớn vang lên cả người tôn như ngọc bay ra như sao băng, phá vỡ tòa nhà hàn cung. Trong lúc nhất thời bụi mù tràn ngập, nhìn không thấy thân thể của anh ta. Toàn bộ yên lặng như tờ, tất cả mọi người im lặng nhìn theo thân ảnh kia, có mấy người không nhịn được nuốt nước bọt. Thần dương chi thể được xưng là không thể đánh bại lại bị một quyền đánh lùi. Hậu thiên đạo thể là thể chất tam đẳng, vậy mà đánh lùi thể chất nhất đẳng của thần dương chi thể. Tình hình này không ai có thể tưởng tượng được ngay từ đầu anh ta thật sự là hậu thiên đạo thể sao? không chỉ có một người tự hỏi trong lòng như vậy. a, à, bên trong nơi đầy bụi bặm vang lên âm thanh tràn ngập lạnh lẽo và tức giận điên cuồng hét lên, thương sinh linh câu diệt. ầm, bên trong khói bụi, một bóng dáng dương cao lên, cao đến 10 mét. bóng dáng này có gương mặt của tôn như ngọc, hai tròng mắt lóe ra âm trầm, xuất hiện cảnh tượng đáng sợ của sự chìm đắm của thiên hà và cái chết của vạn vật. anh đã hoàn toàn chọc giận tôi. Giọng nói của Tôn Như Ngọc từ trong người khổng lồ vang lên. Tiếng nói phát ra, bàn tay to lớn của anh ta hướng về phía Đường Tuấn chụp lấy. Một cỗ khí thế khiếp người phát ra từ trong lòng bàn tay, làm cho người ta kinh hãi. Phút giây dương, Đường Tuấn cũng vỗ ra một quyền. Một bên là bàn tay của người khổng lồ, một bên là bàn tay của Đường Tuấn. Xét về kích thước thì lòng bàn tay của hai người chênh lệch nhau gần 10 lần, nhưng tay của Đường Tuấn lại bắt được tay của tay của người khổng lồ. Không chỉ có vậy, bàn tay của người khổng lồ dưới tay của Đường Tuấn bị bật ra từng tắc. Vào lúc này, một bóng người bắn ra từ chính giữa lông mày của người khổng lồ, nhắm vào Thẩm Mộc Nhu cùng với Huyền Hàn Chi Tâm và Thần Dương Chi Tâm đang hợp nhất. Một hậu thiên đạo thể thể chất tam đẳng sao lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả tôi cũng không phải là địch thủ. Tiếc là, Thương Sinh Linh Đại Pháp này tôi lấy được không đầy đủ, chỉ có hai chiêu, nếu không anh ta sao có thể là đối thủ của tôi. Nhưng mà không sao, chỉ cần tôi lấy được Thần Dương chi tâm và Huyền Hàn chi tâm là có thể chuyển bại thành thắng. Trong lòng Tôn Như Ngọc nghĩ như vậy, đồng thời nói với Tống Thiên Lăng và Độc Cô Phong Đăng, Đường Tuấn cũng là kẻ thù của các người, chỉ cần hai người giúp tôi ngăn cản anh ta trong phút chốc. Tôi sở hữu toàn bộ công pháp côn luôn có thể mở ra cho các người có thể xem tùy ý. Tống Thiên Lăng và Độc Cô Phong Đăng chỉ do dự trong phút chốc, sau đó liền đánh nhau cùng với Đường Tuấn. Bởi vì Tôn Như Ngọc nói đúng. Đường Tuấn cũng là kẻ thù của bọn họ, mà còn là loại không chết không ngừng. Có Tống Thiên Lăng và Độc Cô Phong đang tham gia vào cũng phối hợp với người khổng lồ, trong thời gian ngắn hiển nhiên Đường Tuấn không thoát ra được. Rất tốt, Tôn Như Ngọc nhìn thoáng qua, trong lòng hơi bình tĩnh. Hắn đáp xuống trước người Thẩm Ngọc Nhu, Thẩm Minh Hoa ngăn cô lại. Cút ngay, Tôn Như Ngọc nhíu mày vung tay áo, Thẩm Minh Hoa nhất thời té trên mặt đất trong miệng phun ra máu tươi. Anh ta lạnh lùng nhìn Thẩm Minh Hoa, ngay cả anh cũng dám ngăn cản tôi. Chờ tôi dung hợp vô cực chi tâm, đến lúc đó toàn bộ hàn cung các người đều phải quy phục tôi. Anh đừng mơ, các sư phụ của tôi sẽ xuất quan. Thẩm Minh Hoa cắn răng nói. chương 1389, anh dám đánh tôi. Lâm thì tình sao, cô ta cũng không phải là đối thủ của tôi xuất quan cũng có ích gì. Nhưng mà nhan sắc của cô ta không tệ. 50 năm trước là nữ thần của rất nhiều người ở tu luyện giới, nghe nói cô ấy cũng chưa từng có người đàn ông nào ha ha tôn như ngọc nhìn lướt qua thẩm minh hoa cười âm trầm nói hàm ý trong nụ cười không cần nói cũng biết thần dương chi tâm và huyền hàn chi tâm đều là của tôi tay anh ta chụp vào hai viên đang hợp nhất lại khai hỗn độn đúng lúc này một âm thanh tức giận vang lên sau đó một tia sáng trắng xám lan ra ở trong sân phía sau tôn như ngọc vang lên tiếng la hét thê thảm anh ta quay đầu nhìn lại chỉ thấy đầu của độc cô Phong Đăng và Tống Thiên Lăng bị chùm ánh sáng trắng xám cắt đứt, chết không thể chết nữa. Người khổng lồ cũng bị cắt thành mấy khúc ngã trên mặt đất. Lúc này, từ vị trí hai tay của anh ta truyền đến một cơn đau nhói, tôn như ngọc cúi đầu xuống, nhìn thấy hai tay mình đã bị cắt đứt cổ tay, máu chảy ròng ròng. Đây là công pháp gì? Còn mạnh hơn so với thương sinh linh đại pháp, tôn như ngọc kêu lên. Không phải bởi vì đau đớn, mà là bởi vì tâm hồn chấn động những chùm ánh sáng trắng xám vừa rồi quá kinh khủng, nếu là đầu của anh ta, e rằng số phận cũng giống như hai người độc cô phong đăng. Đây là công pháp tôi tự nghĩ ra, đường Tuấn thản nhiên lên tiếng, anh đi tới bên người Thẩm Ngọc Nhu đồng thời vẻ mặt đầy sát ý nhìn tôn như ngọc. Hai ngày nay trợ giúp Thẩm Ngọc Nhu ngưng tụ huyền hàn chi tâm, cuối cùng anh tìm ra chiêu thứ hai tên là khai hỗn độn. Tự nghĩ ra công pháp, tôn như ngọc sắc mặt trắng bệch giận dữ nói tôi không tin. Loại công pháp này chưa bao giờ nghe thấy, chỉ sợ có thể so sánh với thương sinh linh đại pháp hoàn chỉnh, tại sao có thể là anh tự nghĩ ra? Nhất định là anh gạt tôi, muốn phá hủy trái tim của tôi, mơ tưởng. Chào ôi, đường Tuấn than nhẹ một tiếng không giải thích, tâm cảnh tu vi của tôn như ngọc quá thấp, ngay cả một chút đả kích cũng không chịu nổi. Lúc này nguyên khí trời đất biến đổi mạnh. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước người thầm ngọc nhu huyền hàn chi tâm và thần dương chi tâm đã biến mất, chỉ còn lại một viên tinh thạch hình tròn bảy màu rực rỡ trong suốt sáng long lanh không gì sánh được. Khối tinh thạch hình lăng này làm cho người ta cảm thấy cao xa và bí ẩn khó lường có một không hai, như thể nó là nguồn gốc của tất cả mọi thứ trên thế giới. Vô cực chi tâm, ánh mắt của tất cả mọi người nóng rực nhìn về phía khối tinh thạch hình lăng này. Khối tinh thạch này là sự hợp nhất của huyền hàn chi tâm và thần dương chi tâm, vô cực chi tâm, chỉ cần bản thân có vô cực chi tâm, là có thể đem thể chất biến thành thân thể siêu phàm đẳng cấp vô cực. Vô cực chi tâm là của tôi." Ánh mắt Tôn Như Ngọc nóng rực, há miệng muốn đem viên trứng mới tạo ra này nuốt vào. "Chát!" Một cái tát đánh vào mặt của anh ta, một vả này sức lực không nhỏ, gò má của Tôn Như Ngọc nhất thời sưng đỏ lên. Hơn nữa anh ta cũng mất đi cơ hội cướp đoạt vô cực chi tâm. "Anh dám đánh tôi?" Tôn Như Ngọc ác độc nhìn về phía Đường Tuấn. Chương 1390, từ khi nào lại đến lượt cô đứng ra nói chuyện? Tình hình hoàn toàn bị đảo ngược, một tay của Đường Tuấn nắm tính mạng của Tôn Như Ngọc, tay kia cầm lấy vô cực chi tâm. Anh không thể giết tôi, tôi là học trò lớn nhất của Côn Lôn Tiên Sơn, sư phụ của ta là Lạc Quách Thiên. Cuối cùng Tôn Như Ngọc cũng luống cuống. Vô ích thôi, chờ thêm một khoảng thời gian nữa tôi độ kiếp xong, tôi liền phá vỡ Côn Lôn. Trong giọng nói Đường Tuấn lạnh lẽo. Cuồng vọng tự đại Côn Lôn chính là vùng đất tiên cảnh truyền thừa mấy ngàn năm, ngay cả cảnh giới Nguyên Đan anh còn chưa đạt được, còn dám mạnh miệng nói khoác, không sợ người ta chê cười đến rụng răng sao? Lúc này một giọng nói mang theo châm chọc vang lên. Sứt lời, bốn bóng người từ trong Hàn cung bay vút ra ngoài, tốc độ của họ nhanh như sao băng xẹt qua, trong nháy mắt đã đáp xuống trước mắt mọi người. Bốn người đều mặc quần áo trong cung đình kiểu cổ, người cầm đầu là một người phụ nữ xinh đẹp thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi bà ta tựa như một người phụ nữ sang trọng nhàn nhã bước từ mấy bức tranh mỹ nữ. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, rất khó nhìn ra dấu vết năm tháng trên người bà ta, mặt mày lại có bốn năm phần tương tự thẩm ngọc nhu. Khí tức của cả bốn người vô cùng mạnh, họ không hề che giấu khí tức của mình, tất cả đều đạt cực cảnh. Phó cung chủ, thẩm minh hoa cùng các đệ tử hàn cung đồng thời khom lưng trước người phụ nữ đứng đầu. Thẩm Ngọc Nhu nhìn người phụ nữ kia, cô khẽ run rẩy, nước mắt chầm chậm chảy xuống đường tuấn cũng đoán ra thân phận của người phụ nữ này phó cung chủ hàn cung cũng là mẹ của thẩm ngọc nhu lâm thanh thiên lập tức thả tôn như ngọc ra lâm thanh thiên khẽ gật đầu sau đó nói với đường tuấn nếu tôi không làm thì sao đường tuấn nhìn lâm thanh thiên chiêu tức vậy thì chết đừng tưởng rằng thắng được tôn như ngọc là giỏi rồi ở hàn cung cho dù có đạt đến cảnh giới nguyên đan thì tôi cũng có thể xử lý cậu dễ như trở bàn tay Lâm Thanh Thiên lạnh giọng, giọng nói của bà ta vừa cất lên thì Hàn cung cũng đồng thời vang lên những tiếng ẩm vang, pháp trận bảo vệ Hàn cung có xu thế bị kích phát. "Phó cung chủ, chuyện này không phải lỗi của Đường Tuấn, là do Tôn Như Ngọc." Thẩm Minh Hoa giải thích. Lâm Thanh Thiên là phó cung chủ của Hàn cung, bản thân cũng là cường giả cực cảnh, nếu lợi dụng trận pháp của Hàn cung thì thực lực của bà ta có thể tăng lên gấp mấy chục lần, trấn áp người tu luyện cực cảnh là chuyện rất dễ dàng, thậm chí có thể chống lại cả cảnh giới nguyên đan. Từ khi nào lại đến lượt cô đứng ra nói chuyện? Lâm Thanh Thiên quát một tiếng, tung một chiêu cách không đẩy Thẩm Minh Hoa ra. Bà đúng là kẻ không rõ phải trái, chuyện này có liên quan gì tới anh Đường Đâu cơ chứ? Thẩm Ngọc Nhu nghẹn ngào, cô đã quá thất vọng về người mẹ này rồi. Sao, cô dám chống lại mẹ mình ư? Ừ, Lâm Thanh Thiên nhướng mày, tôi đã gả cô cho Tôn Như Ngọc thì cô phải đứng về phe cậu ta mới đúng, tại sao lại đứng ra bênh vực người ngoài như vậy? xem ra người làm mẹ như tôi phải dạy cho cô biết thế nào là đúng sai mới được. Nói xong, Lâm Thanh Thiên giơ tay lên, định cách không tát lên mặt Thẩm Ngọc Nhu. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1391, ầm ý muốn chết. Lâm Thanh Thiên, vì bà là mẹ của Ngọc Nhu nên tôi không muốn phải ra tay với bà. Nhưng không ngờ bà lại không phân biệt phải trái trắng đen, làm ra những hành động không giống một người mẹ, vì chuyện tu luyện của bản thân mà ép gả ngọc nhu không hề lo lắng đến sống chết của cô ấy bà không xứng đáng là mẹ của ngọc nhu đường tuấn chắn trước mặt thẩm ngọc nhu nghiêm nghị nói khí tức của anh chấn động chặn lấy đòn vừa rồi của lâm thanh thiên hừ lần trước dùng băng phách hàn châm mà không thể giết chết cậu mới dẫn đến cục diện hôm nay chuyện này là trách nhiệm của tôi nếu lúc ấy đích thân tôi ra mặt đánh chết cậu thì đâu dây dưa ra những chuyện sau này Lâm Thanh Thiên ra tay không thành công liền sầm mặt, giọng điệu khi nói chuyện với Đường Tuấn tràn ngập sát khí, nể tình cậu là bạn của Ngọc Nhu nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội, lập tức thả tôn như Ngọc đồng thời giao ra vô cực chi tâm, ngoan ngoãn nhận lấy sự trừng phạt của Hàn Cung. Nếu không tôi không ngại trấn áp cậu ở Hàn Cung cho đến chết đâu. Đường Tuấn, mày không nghe thấy sao, còn không mau thả tao ra, nếu không tao sẽ tiến cả nhà mày đi chết theo, mày phải trả giá cho hành động hôm nay của mày. Tôn như ngọc điên cuồng quát. Ẩm ý muốn chết, đường tuấn nhướng mày, anh dùng bàn tay làm đao, tay anh vung lên, trong nháy mắt chém nứt lìa hai chân của tôn như ngọc. Á, à, tôn như ngọc kêu lên đau đớn. Hai tay hai chân bị chặt đứt, tôn như ngọc đã hoàn toàn trở thành một đống thịt nát. Tuy chứa chăn có loại thuốc có thể chữa khỏi vết thương của anh ta, nhưng cảm giác bị sỉ nhục này lại khắc sâu trong đáy lòng tôn như ngọc. Trừ khi có thể giết đường tuấn, nếu không anh ta không thể rửa sạch nỗi nhục hôm nay. Đường Tuấn nhìn Lâm Thanh Thiên, cất giọng trêu chọc, "Bà tưởng tôi không dám giết Tôn Như Ngọc thật sao?" "Cậu dám?" Chữ "sao" của Lâm Thanh Thiên còn chưa nói ra thì đã không còn cơ hội cất lời nữa. Dưới ánh nhìn chăm chú của biết bao nhiêu người, Đường Tuấn nắm lấy tay Tôn Như Ngọc, sau đó dồn sức, đầu Tôn Như Ngọc trực tiếp nổ tung, chất lỏng màu đỏ lẫn trắng trong nháy mắt văng khắp mặt đất, trông vô cùng máu me. Tôn Như Ngọc đã chết như vậy, cả thân thể và linh hồn đều tan biến. Trong khi mọi người đều nghĩ rằng Đường Tuấn không dám giết người, ngay cả Tôn Như Ngọc cũng không cảm thấy bản thân phải sợ hãi điều gì thì Đường Tuấn lại ngang nhiên giết chết Tôn Như Ngọc. Cạch cạch, có ai đó sợ đến mức hai hàm răng va vào nhau liên hồi. Đại đệ tử kiệt xuất nhất núi tiên chứa chan hiện giờ lại bị giết, đây chắc chắn sẽ là chuyện lớn gây chấn động trong giới tu luyện. Bọn họ có mặt ở đây nói không chừng đều sẽ bị liên lụy. Điên rồi, anh ta điên rồi, ngay cả Tôn Như Ngọc mà cũng dám giết Lần này, dù tìm khắp trên trời dưới đất cũng không có ai cứu được anh ta. Đám người vây xem nhau nhau bàn tán. Anh đã gây ra chuyện lớn rồi. Thẩm Minh Hoa khiếp sợ một lúc lâu, vẫn cảm thấy không thể tin nổi nhìn sang Đường Tuấn. Tuy rằng cô bất mãn với Tôn Như Ngọc, nhưng cũng chỉ muốn Đường Tuấn dạy cho anh ta một bài học mà thôi, không ngờ Đường Tuấn lại to gan mà giết luôn anh ta. Hắn ta chính là đệ tử hàng đầu của trưởng giáo chứa Chan Lạc Quách Thiên đó, cũng là tương lai của cả núi tiên chứa Chan còn là một người có cơ thể thần dương nữa. Giờ anh ta chết rồi, cô thậm chí có thể tưởng tượng được sau khi là Quách Thiên biết chuyện này sẽ tức giận đến thế nào, chỉ sợ toàn bộ giới tu luyện sẽ vì chuyện này mà nổi sóng. Người đầu tiên khôi phục bình tĩnh lại là Lâm Thanh Thiên, bà ta dùng một ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, giống như lại nhìn một người chết đúng là kẻ vô tri không sợ gì hết. Ban đầu tôi có ý định sẽ giết cậu, nhưng hiện tại chỉ có thể bắt sống cậu, phế bỏ tu vi, sau đó giao cho núi tiên chứa chan để lạc quách thiên tự mình trừng phạt cậu. chương 1392, đóng băng vạn dặm. Lạc quách thiên dựa vào đâu mà đòi xử phạt tôi, người có tội là chứa chan mới phải, đường tuấn nói. Hừ, hạng ngu muội ngoan cố, tôi không muốn phải nói thêm với cậu. Trên mặt lâm thanh thiên càng lạnh lùng. Bày trận, lâm thanh thiên quát khẽ, cả hàn cung phát ra tiếng vàng ầm ầm như có động đất. Hơn 10 tia sáng từ hàn cung bắn ra, sau đó đồng loạt chui vào trong cơ thể Lâm Thanh Thiên. Mỗi một luồng khí tức xuyên qua lại giúp khí tức của Lâm Thanh Thiên mạnh thêm một phần, khi luồng khí tức cuối cùng hòa tan vào cơ thể bà ta thì cũng là lúc khí tức của cá nhân Lâm Thanh Thiên đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ dù Tôn Như Ngọc có tái sinh cũng không mạnh đến như vậy. Một hạt châu hình tròn xám xịt dần dần ngưng tụ ngay trên đỉnh đầu Lâm Thanh Thiên, bà ta kết nối với trận pháp của Hàn cung, để tu vi của mình trong thời gian ngắn vượt qua cực cảnh, đạt tới nguyên đan. Loại lực lượng này, bàn tay Lâm Thanh Thiên nắm chặt, cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ trong thân thể đang chảy cuồn cuộn liền mơ màng. Đây là lực lượng bà ta vẫn luôn tha thiết ước mơ, đáng lẽ sau khi bà ta và Tôn Như Ngọc hoàn thành giáo hẹn cũng có thể nắm giữ loại lực lượng này. Tôn Như Ngọc đã cho bà ta một nửa quả tiên hàn, nếu được ăn nốt nửa quả nữa, bà ta có thể đạt tới cảnh giới nguyên đan. Nhưng bây giờ Tôn Như Ngọc đã chết, tất cả những toan tính đều thất bại nỗi hận trong lòng bà ta đối với Đường Tuấn không thể dùng cách nào hình dung nổi. Không, mình còn có cơ hội, chỉ cần bắt Đường Tuấn mình sẽ có thể đạt được vô cực chi tâm. Đây mới là báu vật thật sự, vạn năm khó gặp, còn quý giá hơn vô cực chi tâm mấy chục lần. Trong nháy mắt, Lâm Thanh Thiên liền có kế hoạch. Lâm Thanh Thiên nghĩ thầm trong lòng như vậy, lập tức ra tay. Đóng băng vạn giảm, Lâm Thanh Thiên khẽ quát một tiếng, một dòng khí màu lam lạnh lẽo phóng ra từ trong tay Lâm Thanh Thiên, ngay cả không gian mà dòng khí ấy đi qua cũng có loại xu thế bị đóng băng. Mà mục tiêu của luồng khí cực lạnh này đang nhắm tới là đường Tuấn. Mọi người đều biến sắc, đặc biệt là Thẩm Minh Hoa và mấy đệ tử Hàn Cung. Bản thân Lâm Thanh Thiên chính là cường giả cực cảnh, bây giờ lại dẫn động Hàn Cung trận pháp gia trì trên người mình khiến thực lực của bà ta lập tức đạt tới cảnh giới nguyên đan, hẳn là còn mạnh hơn cả tôn như Ngọc lúc trước tu vi của tổ sư Hàn Cung năm đó còn đạt tới cảnh giới nguyên đan đỉnh phong, sau đó đã dùng vô số bảo vật cũng phải bỏ ra không biết bao nhiêu sức lực để chế tạo trận pháp vĩ đại này. Chính là vì lo lắng có một ngày Hàn Cung sẽ đối mặt với kẻ địch nhưng lại không thể chiến thắng. Lâm phó cung chủ tu vi có hạn, chỉ có thể phát huy được một phần năm sự đáng sợ của trận pháp nhưng cũng đạt tới trình độ nguyên đan sơ cấp. Nếu do sư tôn tự tay khởi động, hẳn là có thể phát huy một phần tư đến một phần ba uy lực. Nghe nói nếu như hoàn toàn kích phát trận pháp thì có thể phát huy ngang với một đòn dùng toàn lực của tổ sư đời thứ nhất. Đây chính là một đòn tấn công của nguyên đan đỉnh phong đấy, thế gian này có ai có thể ngăn cản được. Có trận pháp này rồi, lâm phó cung chủ có thể đạt được năng lượng ủng hộ liên tục. Lực lượng không ngừng kéo dài hay là đột nhiên bùng phát, đều sẽ có biến hóa về chất. Đường Tuấn có thể ngăn cản được không? chương 1393, thứ ăn trộm. Luồng khí tức cực lạnh này là đòn đánh của cảnh giới Nguyên Đan sơ cấp, chỉ sợ có là cả một ngọn núi lửa cũng sẽ bị nó làm cho đông cứng. Nhưng rơi xuống người Đường Tuấn lại giống như ném một viên đá nhỏ xuống biển, biến mất không gây ra một chút thay đổi nào. Đây là Vô Cực Chi Tâm, sắc mặt Lâm Thanh Thiên biến đổi, ánh mắt của bà ta nóng rực nhìn Vô Cực Chi Tâm trong tay Đường Tuấn. Bà ta có thể cảm giác được, sau khi luồng khí cực lạnh kia tiếp xúc với cơ thể Đường Tuấn đã bị Vô Cực Chi Tâm hấp thu toàn bộ. Nói cách khác, đòn vừa rồi của bà ta không làm Đường Tuấn bị thương mảy may. Sắc mặt Đường Tuấn hơi đổi, anh nhìn Vô Cực Chi Tâm với ánh mắt nóng rực. Vô Cực Chi Tâm vốn không cân bằng mà thiên về thuần dương, nếu so sánh giữa thần dương chi tâm của Tôn Như Ngọc với Huyền Hàn chi tâm thì thần dương chi tâm mạnh hơn nhiều. Nhưng sau khi hấp thu luồng khí lạnh kia thì Đường Tuấn lại cảm nhận được hàn khí trong Vô Cực Chi Tâm này đang lớn dần, nó đang khôi phục lại sự cân bằng từng chút một. Nếu để vô cực chi tâm hấp thu càng nhiều huyền hàn chi khí, nói không chừng có thể làm cho nó khôi phục cân bằng, biến thành vô cực chi tâm thật sự." Đường Tuấn nghĩ thầm trong lòng, "Vô cực chi tâm hiện tại không phải bản hoàn chỉnh, chỉ khi nó khôi phục cân bằng mới được coi là vô cực chi tâm thật sự." "Giao vô cực chi tâm ra đây, đó là đồ của Hàn cung." Lâm Thanh Thiên đưa tay ra lệnh. Đường Tuấn lắc đầu, thậm chí còn nắm chặt vô cực chi tâm hơn nữa, "Đừng mơ tưởng." Lâm Thanh Thiên khởi động hàn cung đại trận, thực lực của nó khiến cả đường Tuấn cũng phải kiêng rè. Là anh quá xem thường hàn cung rồi, có vô cực chi tâm tương đương với việc anh có một lá bài mạnh để khắc chế huyền hàn chi lực của hàn cung. Có thể nói, cho dù vị tổ sư đầu tiên của hàn cung có tái sinh cũng chưa chắc đã làm gì được anh. Thứ ăn trộm, Lâm Thanh Thiên nghiến răng nghiến lợi. Phó cung chủ, hiện giờ chúng ta nên làm sao đây? Một người phụ nữ đi theo Lâm Thanh Thiên truyền âm hỏi phó cung chủ, trong tay người này có vô cực chi tâm. E là cung chủ đích thân ra tay, cũng không chắc có thể trấn áp cậu ta. Một người khác cũng truyền âm đến nói. Sắc mặt Lâm Thanh Thiên vô cùng khó coi, hiện tại đúng là bà ta không có cách gì để đối phó Đường Tuấn. Được rồi, Thanh Thiên, trò cười hôm nay nên kết thúc rồi. Đúng lúc này, từ nơi sâu nhất của Hàn Cung vọng ra một giọng nói. Giọng nói này có vẻ lười biếng, tựa hồ mang theo vô hạn quyến rũ. Cung chủ, cung chủ. Sắc mặt của mọi người thuộc hàn cung đồng thời thay đổi, sau đó tất cả khom lưng về phía nguồn gốc của giọng nói ấy. Sâu trong hàn cung, một bóng người thướt tha bước ra. Người đó rất đẹp, ngay cả thẩm minh hoa cũng kém xa. Bà ta có khí chất dịu dàng như tiên nữ sống trên cung trăng, mang theo cảm giác có một không hai trên đời. Bà ta đạp chân lên hư không, trong chớp mắt liền đi tới trước mắt mọi người. Người này chính là Lâm Thi Tình, Cung chủ hiện tại của Hàn cung cũng là người mạnh nhất Hàn cung hiện giờ. Lâm Thi Tình vừa xuất hiện đã làm Đường Tuấn cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, như thể tất cả thủ đoạn của anh đều bị nhìn thấu vậy. Chương 1394, tôi cho phép cậu được lựa chọn. Người này có lẽ đã bước vào Nguyên Đan đỉnh phong được một nửa rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đón nhận lôi kiếp và bước vào Nguyên Đan. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Cái gọi là bước vào Nguyên Đan một nửa là nói về người tu luyện có thân thể sạch khiết và tinh thần thuần dương, đồng thời có cơ may lĩnh ngộ ra một chút ý cảnh của cảnh giới Nguyên Đan, nhờ vậy mà có thể phát huy được 120% thực lực vốn có. Cậu là Đường Tuấn phải không? Lâm Thi Tình nhìn Đường Tuấn, giọng điệu vô cùng thản nhiên. "Cung chủ, cậu ta đã giết Tôn Như Ngọc, mà vô cực chi tâm cũng ở trong tay cậu ta." Lâm Thanh Thiên nhắc nhở. Sắc mặt Lâm Thi Tình vẫn giữ nguyên như cũ vẫn vô cùng bình tĩnh, như thể tính mạng Tôn Như Ngọc và vô cực chi tâm chỉ là thứ không quan trọng. "Tôi cho phép cậu được lựa chọn." Lâm Thi Tình nói, "Cậu đưa vô cực chi tâm cho tôi, tôi cho phép cậu tiến vào Băng Tuyết Quốc độ, vậy thì cậu có thể dẫn em gái của mình về." Băng Tuyết Quốc độ, sắc mặt Đường Tuấn hơi lạnh, khí tức bắt đầu tỏa ra. Lâm Thi Tình giả như không nhìn thấy sự tức giận trong mắt Đường Tuấn, hoặc là nói cảm xúc của Đường Tuấn không thể ảnh hưởng đến bà ta. Bà ta từ từ nói, em gái của cậu vẫn còn sống. Đương nhiên, có thể chờ cậu ra khỏi băng tuyết quốc độ đi ra rồi đưa vô cực chi tâm cho tôi sau cũng được. Tôi sẽ để nó hòa vào trong cơ thể Ngọc Nhu, tương lai chờ tôi thoái vị, Ngọc Nhu chính là cung chủ Hàn Cung. Đây cũng coi như sự bồi thường cho cô ấy. Đường Tuấn, thẩm minh hoa muốn nói cái gì đó, lại bị đường Tuấn cắt ngang. Được rồi, tôi đồng ý, chỉ cần tôi ra khỏi băng tuyết quốc độ sẽ lập tức đưa vô cực chi tâm cho Ngọc Nhu. Đường Tuấn khẳng khái. Rất tốt, Lâm Thi Tình nhìn Đường Tuấn với vẻ tán thưởng, nói cậu là người thông minh, con đường thành công sau này thanh thang không đo đếm nổi, tôn như ngọc so với cậu thì không là gì cả. Nếu đã chuẩn bị xong thì tôi sẽ đưa cậu vào băng tuyết quốc độ. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Một cột sáng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ khắp cơ thể Đường Tuấn. Một lát sau, cột sáng tản đi, Đường Tuấn cũng biến mất. Cung chủ, người muốn làm như vậy thật sao? Cậu ta đã giết Tôn Như Ngọc, nếu chúng ta không giải thích thỏa đáng với chứa chăn chỉ sợ là Quách Thiên sẽ quay lại rồi xuống tay chúng ta. Lâm Thanh Thiên không cam lòng nói, tuy trong tay cậu ta có vô cực chi tâm, nhưng đâu phải Hàn Cung không có cách để dạy dỗ cậu ta. Lâm Thi Tình ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt lạnh lùng, băng tuyết quốc độ há lại tốt như vậy. Năm xưa, cung chủ đời thứ nhất của chúng ta đã đạt đến tu vi nguyên đan đỉnh phong mạnh như vậy nhưng cũng chẳng thể khám phá hết băng tuyết quốc độ, cuối cùng lại trọng thương trở về. Mấy ngàn năm đã trôi qua, không biết bao nhiêu cường giả đã bị băng tuyết quốc độ nuốt chừng, trong đó còn có mấy người đã bước nửa chân vào cảnh giới nguyên đan. Lâm Thanh Thiên dùng mình, chợt khẽ nhíu mày nói, nhưng vô cực chi tâm vẫn còn ở trên người cậu ta. Lâm Thi tình liếc đến chỗ thẩm Ngọc Nhu, trong vô cực chi tâm có một nửa là huyền hàn chi tâm, chờ cậu ta chết trong băng tuyết quốc độ, tôi sẽ thúc giục trận pháp, lợi dụng bổn nguyên chi lực của Ngọc Nhu lấy vô cực chi tâm ra là được. Lâm Thi Tình, suy nghĩ của bà thế nào tôi lại không rõ ư. Muốn lợi dụng băng tuyết quốc độ giết tôi, sau đó lợi dụng Ngọc Nhu lấy lại vô cực chi tâm. Hừ, chỉ sợ vừa rồi bà nói tương lai sẽ cho Ngọc Nhu kế thừa vị trí cung chủ cũng là giả thôi. Đường Tuấn thầm nghĩ, chương 1395, Thạch Ma Nữ là ai? Nhưng biết thì sao, anh không có sự lựa chọn nào khác. Như lời Thẩm Minh Hoa đã nói, trong Hàn cung chỉ có mình cung chủ mới biết được lối vào băng tuyết quốc độ, nếu như anh không đồng ý thì đường lệ phải làm sao bây giờ? Cất hết những suy nghĩ trong lòng, bấy giờ Đường Tuấn mới nghiêm túc đánh giá cảnh tượng trước mắt. Hiện tại anh đang đứng trên một tảng băng, cách đó không xa là vô số ngọn núi được dựng lên từ băng tuyết, gió lạnh thấu xương gầm thét. Đập vào mắt anh là một mảnh trắng xóa, chỉ có băng và tuyết. Nơi này đúng là một quốc gia ngập tràn băng tuyết. Biểu cảm trên gương mặt Đường Tuấn hơi đổi, trong băng tuyết quốc độ, tốc độ vận chuyển khí lưu của anh bị chậm lại không ít, thực lực bị áp xuống chỉ còn 3/4. Mà đây là tình huống thân thể và linh hồn anh đều mạnh mẽ và tinh thần thuần dương, nếu là người thuộc cảnh giới Thần Hải bình thường tiến vào, chỉ sợ sẽ bị áp xuống nhiều hơn nữa. Nhưng càng như vậy, trong lòng anh lại càng lo lắng, tu vi của Đường Lệ không đủ mạnh. A, à, lúc này Đường Tuấn khẽ giật mình, anh nhìn vô cực chi tâm trong tay. Vô cực chi tâm tỏa ra một luồng ánh sáng trong suốt, khí lạnh vây quanh cơ thể Đường Tuấn như bị nó hấp dẫn vội vàng thấm vào trong vô cực chi tâm, huyền hàn chi khí trong vô cực chi tâm lớn mạnh từng chút một, dần dần khôi phục cân bằng. Vừa nãy anh đã nhận một chiêu, đóng băng vạn dặm của Lâm Thanh Thiên khiến huyền hàn chi khí của vô cực chi tâm đã tăng lên một chút, nhưng tốc độ khôi phục của hiện tại còn gấp gần 10 lần vừa rồi. Sự biến động của Vô Cực Chi Tâm cũng khiến chân khí vốn bị áp chế của Đường Tuấn có thể vận hành trở lại. Khí lạnh trong Băng Tuyết Quốc Độ đối với anh không còn gây ra ảnh hưởng gì nữa. "Chà, nếu Vô Cực Chi Tâm cứ tiếp tục hấp thu như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ lột xác. Băng Tuyết Quốc Độ này đối với Vô Cực Chi Tâm đúng là vùng đất lành khó có được." Đường Tuấn thầm nghĩ. Nhưng Băng Tuyết Quốc Độ quá lớn, muốn tìm được tiểu lệ thì không đơn giản. Lúc này một luồng ánh sáng từ băng nguyên trước mặt vọt tới. Khi luồng ánh sáng này dừng lại trước mặt đường Tuấn liền lộ ra một người. Đó là một người đàn ông 4-50 tuổi, dáng người thấp bé, có đôi mắt tam giác mang cho người ta có một loại cảm giác gian trá âm hiểm. Từ khí tức trên người thì biết tu vi của ông ta đã đạt tới cực cảnh. Hóa ra là người mới, người đàn ông nhỏ bé bật cười âm trầm. Ánh mắt của ông ta bị hấp dẫn bởi vô cực chi tâm đang tỏa ra ánh hào quang trong tay đường Tuấn, trong mắt ông ta lóe lên sự khiếp sợ cùng tham lam người mới đưa thứ trên tay mày cho tao mau mày vừa mới đi vào băng tuyết quốc độ thực lực ít nhất sẽ bị đè xuống ba phần mày không đấu lại tao đâu nếu muốn sống thì đưa nó cho tao mau hừ thời gian trước khó lắm mới có một con nhóc vào đây lại bị thạch ma nữ bắt đi bây giờ cũng đến lúc tao gặp may rồi tên đàn ông thấp bé đột nhiên tỏa ra sát khí rồi nói hừ đường tuấn hừ lạnh một tiếng thân hình anh khẽ động, trong nháy mắt đã vào tới trước mặt tên đàn ông lùn. Dám đánh lén tao, danh con mày còn non nớt lắm. Người đàn ông lùn lập tức tung một cái tát, hắn ra tay không chút vội vàng, tức là dù đường Tuấn có chịu đưa vô cực chi tâm ra thì ông ta cũng không có ý định buông tha đường Tuấn, thậm chí đã âm thầm dồn lực. Quỳnh! Đường Tuấn không thèm nhìn lấy một cái, anh tung một nắm đấm liền cắt đứt một cánh tay của tên đàn ông lùn đó, sau đó bóp cổ ông ta, Thạch ma nữ là ai? Đường Tuấn hỏi. Anh có thể cảm giác được cô gái mới vào mà người đàn ông thấp bé vừa nhắc đến là đường lệ. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1396, yêu vũ cơ. Sao mày còn mạnh như vậy? Người đàn ông nhỏ bé vô cùng khiếp sợ. Dù gì ông ta cũng là người có thực lực cực cảnh, nhưng rơi vào tay đường Tuấn thì lại không đỡ nổi một đòn. Sự tranh lệch thực lực này làm cho ông ta khó chịu muốn hộp máu trả lời tôi. Bàn tay đường Tuấn khẽ xiết lại, người đàn ông lùn kia cảm nhận được cảm giác áp bách kinh hoàng truyền đến của mình, cũng hiểu được lúc này mình đang phải đối mặt với khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết. Ban đầu ông ta chỉ muốn bắt nạt người mới một chút, thuận tiện vớt chút lợi lộc, không ngờ bản thân lại chọc đến một con hổ. Tôi nói, người đàn ông thấp bé không dám suy nghĩ lung tung nữa, vội vàng nói hết tất cả những gì mình biết. Thạch ma nữ trong miệng người đàn ông thấp bé là người tu luyện với thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu trong băng tuyết quốc độ, hơn 10 năm trước bởi vì sông vào hàn cung định trộm bảo vật trấn cung băng sơn tuyết liên ngàn năm mà bị bắt, lâm thi tình không giết cô ta mà quyết định nhốt cô ta vào băng tuyết quốc độ. Sông vào hàn cung trộm tuyết liên ngàn năm mà không giết, chỉ bị nhốt vào băng tuyết quốc độ. Ánh mắt đường tuấn hiện lên sự khó hiểu. Anh đã nghe thẩm minh hoa đề cập đến tuyết liên ngàn năm của hàn cung, đó là vật báu của võ đạo không chỉ có thể củng cố cảnh giới, củng cố cơ thể và bồi dưỡng nguyên đan, còn có thể cứu mạng, cho dù là cường giả cực cảnh, chỉ cần còn một hơi thở cũng có thể cứu sống. Cho tới nay, người có âm mưu với thánh dược của Hàn Cung đều chết cả, không nghĩ tới lại có thạch ma nữ còn sống. Cô gái mà ông vừa nói đã xảy chuyện gì? Đường Tuấn hỏi. Đó là người mới bị nhốt vào băng tuyết quốc độ cách đây không lâu, đáng nhẽ tên biến thái huyền linh kia chuẩn bị biến cô gái kia thành đồ chơi của mình, không ngờ là Thạch Ma nữ lại đột nhiên ra tay đánh một trận lớn với Huyền Linh. Cuối cùng Thạch Ma nữ mang cô gái kia đi, đến nay vẫn chưa xuất hiện lại. Người đàn ông thấp bé kia lại nói, thực lực của Huyền Linh cao hơn Thạch Ma nữ, nhưng lần này Thạch Ma nữ vì muốn dẫn đi cô gái kia nên đã dùng lại bí pháp. Sau khi dùng bí pháp này, Thạch Ma nữ sẽ bị suy yếu trong một khoảng thời gian. Cho nên chuyện sôi động nhất của Băng Tuyết Quốc độ trong thời gian này chính là tìm kiếm Thạch Ma nữ. Chậc chậc thạch ma nữ vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, nếu có thể tóm được ả ta, sung sướng đó. Hừ, đường tuấn cắt đứt ảo tưởng của người đàn ông, anh lạnh giọng trong băng tuyết quốc độ có bao nhiêu người. Người đàn ông thấp bé nói, chỉ có khoảng 20 người, tu vi phần lớn đều đạt đến cực cảnh, cũng có mấy người ở cảnh giới thần hải. Trừ thạch ma nữ và huyền linh ra thì kẻ có thực lực cao nhất chính là yêu vũ cơ, kẻ này năm xưa đã thất bại trong cuộc cạnh tranh vị trí cung chủ Hàn Cung với Lâm Thi Tình, sợ bị lâm thi tình sát hại nên đã lén chạy vào băng tuyết quốc độ. Bà ta cũng là người tu luyện mạnh nhất trong băng tuyết quốc độ, thuật võ kiêm tu, tu vi phải gọi là trên trời dưới đất không gì địch nổi. Yêu vũ cơ, đường tuấn thầm nhầm. Còn thạch ma nữ thì sao? Ông có tin tức gì về cô ấy không? Đường Tuấn hỏi. Sâu trong đáy mắt người đàn ông thấp bé hiện lên tia sáng lạnh của âm mưu và tàn độc. Sau đó liền cung kính nói với Đường Tuấn, tôi nghe người ta bảo lần cuối thấy thạch ma nữ xuất hiện là ở khu vực gần rãnh băng. Gần đây đã có không ít người đi tới rãnh băng, nghe nói ngay cả yêu vũ cơ cũng đi tới đó. Rãnh băng, được rồi, ông dẫn đường đi. Đường Tuấn tóm chặt người đàn ông lùn rồi nói, nếu ông ngoan ngoãn nghe lời thì tôi có thể tha mạng cho ông. Chương 1398, băng tuyết quốc độ có vật báu gì sao? Phụt phụt cô gái mặc áo đen tóc đen bỗng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng tái hơn trước nhiều. Ánh mắt cô ta chợt lóe lên sự lạnh lẽo, nhỏ giọng nói, thực lực của tên biến thái huyền linh càng ngày càng mạnh, nếu còn ở bên ngoài chắc chắn đã đi được nửa đường đến nguyên đan đỉnh phong. Đến bây giờ tôi cũng không thể loại bỏ hoàn toàn lực lượng trong cú đánh hôm nọ của huyền linh, thực lực lại bị áp xuống còn 3 phần 10. Hiện tại còn rơi vào thời gian suy yếu vì sử dụng bí pháp bổ thiên nữa chứ nếu giờ phải xông trận thì tôi không thể phát huy được đến một nửa thực lực bình thường cô ta nhìn đường lệ rồi lạnh lùng nói sớm biết như vậy đã không cứu cô rồi hiện giờ còn đẩy mình vào tình thế nguy hiểm tột cùng bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng không có chuyện đó đâu chị thạch là người tốt bụng nhất mà đường lệ mỉm cười cô không giận mà hỏi lại chị thạch vết thương của chị sao rồi thạch ma nữ không giữ được gương mặt lạnh tanh mình vừa cố bày ra nữa cô ta sờ đầu đường lệ đầy chiều chuộng, ôi, chị cũng không ngờ em lại là cháu gái của ông đường. Khi xưa ông đường đã ra tay cứu chị, bây giờ coi như chị báo ân thôi. Vết thương của chị cần ba ngày nữa mới khỏi hẳn được, nên chúng ta mới phải trốn tạm trong rãnh băng. Rãnh băng là khu vực nguy hiểm nhất băng tuyết quốc độ, cho dù là yêu vũ cơ cũng không dám đi vào, hy vọng có thể bình yên vượt qua ba ngày này. Lúc này, hai người đang trú trong một hang động thuộc rãnh băng, hang động này là nơi tránh nạn do thạch ma nữ chế tạo từ mấy năm nay có thể tránh được điều tra của người ngoài chị thạch chị yên tâm đi anh trai em rất giỏi anh ấy sẽ đến cứu chúng ta đường lệ vung nắm đấm nói bằng giọng rất chắc chắn thạch ma nữ cười gượng nói nơi này chính là băng tuyết quốc độ không phải là nơi muốn vào là vào được như em nói thì hiện tại anh em chỉ có cảnh giới thần hải là cảnh giới mới lĩnh mộ thiên địa huyền quan ngay cả cực cảnh cũng chưa tới nữa cho dù vào được băng tuyết quốc độ thì đến cả ô đạo nhân yếu nhất anh ta cũng không thắng nổi, vào đây rồi có tác dụng gì? Trong băng tuyết quốc độ có mấy tên quái vật có thể chiến đấu với người ở cảnh giới cao hơn mình, có người thuộc cảnh giới thần hải chiến đấu với cực cảnh, không biết vì sao những người này lại bị nhốt vào băng tuyết quốc độ nữa. Lúc Đường Lệ nhìn thấy Đường Tuấn trên biển, đúng là khi đó Đường Tuấn đang ở cảnh giới thần hải lĩnh ngộ thiên địa huyền quan. Thạch Ma nữ không đoán sai, chẳng qua cô không tưởng tượng nổi đường tuấn tiến bộ nhanh đến mức nào hơn nữa vùng băng tuyết quốc độ này cũng không đơn giản như vậy thạch ma nữ nhìn ra ngoài hang động ánh mắt hơi ngưng tụ lâm thi tình và mỗi một đời cung chủ hàn cung giam giữ nhiều cường giả ở băng tuyết quốc độ như vậy là muốn mượn tay chúng ta khai phá băng tuyết quốc độ băng tuyết quốc độ có vật báu gì sao đường lệ hỏi thạch ma nữ chậm rãi kể lại nghe nói băng tuyết quốc độ đã tồn tại từ thời thượng cổ lịch sử của nó còn xa xôi hơn cả hàn cung tổ sư đầu tiên của hàn cung thành lập hàn cung là vì muốn che giấu và có mưu đồ chậm rãi khai phá băng tuyết quốc độ bao nhiêu năm đã trôi qua đa số các khu vực của băng tuyết quốc độ đều đã bị mọi người thăm dò hết chỉ còn lại rãnh băng nếu như có vật báu thật thì chắc chắn sẽ ở chỗ này nhưng càng đi sâu vào trong rãnh băng thì hàn khí càng nhiều ngay cả yêu vũ cơ cũng không thể đi vào nơi sâu nhất đúng lúc này sắc mặt thạch ma nữ đột nhiên sầm lại cùng lúc đó một giọng nói lạnh như băng đồng thời tràn ngập sát ý từ bên ngoài huyệt động vọng vào thạch ma nữ cô tưởng trốn vào rãnh băng thì tôi không phát hiện được sao ngoan ngoãn nộp đứa con gái kia ra đây để nó hầu hạ tôi nói không chừng tôi còn có thể tha mạng cho cả hai chị thạch tên đó phát hiện ra chúng ta rồi đường lệ hét lên thất thanh đừng nói nữa thạch ma nữ vội vàng che miệng đường lệ lại đáng tiếc đã muộn chương 1399 mắt nhìn của anh không tệ. Thạch ma nữ, hóa ra cô ở chỗ này thật. Ha ha ha, câu nói ấy vừa chấm dứt, toàn bộ hang động liền rung lên thật mạnh. Đường Tuấn và người đàn ông lùn đang vội vã chạy tới rãnh băng. Người đàn ông đó tên là ô đạo nhân, bởi vì treo gẹo một phó cung chủ của Hàn Cung mới bị nhốt vào băng tuyết quốc độ. Phần lớn những người bị nhốt vào băng tuyết quốc độ, chỉ cần không phát điên thì đều có thể tu luyện lên một tầng cao hơn. Cái nơi quái đản này, không liều mạng tu luyện thì không sống nổi đâu." Giọng nói của Ô đạo nhân xen lẫn chua xót, lúc ở bên ngoài, tôi cũng không nghĩ tới lại có một ngày mình đạt tới cực cảnh. Nhưng nếu được lựa chọn, tôi vẫn muốn võ đạo của mình trì trệ không tiến nhưng lại được tự do ở bên ngoài. Tôi đã không nhìn thấy bầu trời bên ngoài một thời gian dài rồi. Mặc kệ lời nói của Ô đạo nhân là thật hay giả, Đường Tuấn đều cảm thấy xúc động. Trên con đường tu luyện, những người như giống như Chu Hoa Kiệt Tôn như Ngọc và Lâm Thanh Thiên rất nhiều. Vì tu luyện mà không màng tất cả, cũng sẵn sàng buông tha tất cả. Nhưng cũng có vài người đến tận khi tu luyện thành công rồi, mới phát hiện rất nhiều thứ càng quan trọng hơn việc tu luyện, ví dụ như tự do. Nếu được thì mình sẽ đưa toàn bộ người trong băng tuyết quốc độ ra ngoài. Mười mấy cao thủ cực cảnh và nửa nguyên đan, nếu có thể ra bên ngoài đủ để tung hoành khắp trốn. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng dù dưới Trương anh đã có ba con yêu thú cực cảnh được mang ra từ trong bí cảnh bồng lai, nhưng vẫn chưa đủ. Hai người dần dần đến gần rãnh băng. Đạp vào mắt đường Tuấn là một sơn cốc trắng xóa bị băng tuyết bao phủ. Sâu trong sơn cốc bị khí lạnh bao bọc tầng tầng lớp lớp, nhiệt độ giảm xuống cực thấp, phảng phất như một con hung thú đáng sợ đang hô hấp. Càng đi vào bên trong hàn khí càng dày nặng. Trong mắt ô đạo nhân có vẻ rất kiêng kỵ. Ông ta nói, bí mật của rãnh băng đến nay vẫn chưa một ai rõ, ngay cả yêu vũ cơ cũng không biết hết. Bà ta từng thăm dò rãnh băng một lần, nhưng chưa tới một nửa đã bị ép phải ra ngoài, thậm chí còn bị thương. Yêu vũ cơ đã bước vào hàng nửa nguyên đan từ lâu. Cô ta tu luyện pháp môn của Hàn Cung, ở trong băng tuyết quốc độ có thể phát huy ra 120% thực lực. Nhưng muốn thăm dò tường tận rãnh băng e rằng thực lực phải đạt đến nguyên đan đã rồi mới nói. Ánh mắt đường tuấn quét vào sâu trong rãnh băng, anh giật mình ngọc trụ phục ma trong thức hải của anh đang rung động. Chẳng lẽ trong rãnh băng có một phần của ngọc trụ phục ma? Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng, sau chuyến đi con tum, anh cũng biết ngọc trụ phục ma vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng lại không có manh mối gì, không ngờ lại thấy manh mối ở chỗ này. Ô đạo nhân, người cũng dám đến rãnh băng, đúng lúc này, một đạo giọng điệu trêu tức vang lên cạnh hai người. Đường Tuấn lập tức tập trung nhìn người vừa tới, một đường kiếm đột một lao đến chỗ ô đạo nhân, ô đạo nhân vội vàng giơ hai tay lên đỡ, cánh tay bị đâm thủng một vết, máu tươi từ đó chảy ra dòng dòng. Ô đạo nhân, ông vẫn là bất tài như vậy, kiếm quang tản đi, một thanh niên hiện ra trước mặt hai người. Thanh niên này có đôi mặt đạm và đôi mắt sáng ngời, ánh mắt lạnh và sắc như băng, kiếm ý trên người ngút trời, có dáng vẻ của kẻ bế nghế thiên hạ. Càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là tu vi người này chỉ đạt tới thần hải, còn chưa bước vào cực cảnh. Chỉ bằng tu vi thần hải mà có thể chém một nhát đánh bại Ô đạo nhân thuộc cực cảnh. Đây là khiêu chiến với người có cảnh giới cao hơn, thực lực cùng thiên phú của người này có thể nói là vô cùng đáng sợ. Người này tên là Chu Tiêu Ân, thuộc số ít những người tu luyện không thuộc cảnh giới cảnh trong Băng Tuyết Quốc độ. Thực lực của lão ta ở trong Băng Tuyết Quốc độ này cũng có thể xếp ở trình độ trung bình. Sắc mặt Ô đạo nhân có vẻ khá khó coi, một người đã đến cực cảnh lại bị một kẻ ở cảnh giới thần hải đánh bị thương đương nhiên tâm trạng của ông ta sẽ không tốt đẹp rồi. chương 1400 Chu Tiêu Ân thật ngông cuồng. Chu Tiêu Ân thực ra muốn học thượng cổ luyện khí, trực tiếp vượt qua cực cảnh để đạt được nguyên đan. Người như thế cho dù ở thời luyện khí được xem như thiên tài. Hạ trùng không thể ngữ băng, nói chuyện với những kẻ yếu như các cậu cũng vô dụng. Trong băng tuyết quốc độ, người duy nhất có thể là đối thủ của tôi chỉ có 3 người yêu vũ cơ, huyền linh cùng thạch ma nữ. Chu Tiêu Ân nói với Đường Tuấn, cậu hẳn là mới được cử đến. Không nghĩ tới cậu lại đi theo phế vật phế vật ô đạo nhân này, tôi vừa vặn thiếu một người hầu, cậu đi theo tôi đi. Ô đạo nhân biến sắc, nhưng không nói lời nào nhắc nhở. Ông rất muốn nhìn xem cảnh Đường Tuấn và Chu Tiêu đánh nhau, ông ta đứng ngoài quan sát là được. Đúng lúc này, sâu trong vết nứt bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Còn có một tiếng khe kêu, huyền linh lão quỷ, ông muốn chết. Thạch ma nữ, cô đã bị thương nặng căn bản không phải đối thủ của tôi cùng với cô gái kia làm gái ấm giường cho tôi đi một giọng nói âm trầm vang lên chu tiêu n biến sắc hóa thành một thanh kiếm bay về phía sâu trong động băng thanh âm xa xa truyền đến cho ông thời gian suy nghĩ một chút huyền linh với thạch ma nữ chiến đấu tôi vừa vận nhân cơ hội đánh bại hai người bọn họ kết quả là thành tựu của tôi hừ chu tiêu ân thật ngung cuồng ô đạo nhân trầm giọng nói Đường Tuấn có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua ô đạo nhân, nói thu hồi tâm tư của ông đi, nếu không tôi không ngại giết ông đầu tiên. Ô đạo nhân dùng mình, vội vàng gật đầu. Đi thôi. Đường Tuấn cũng bay đến chỗ sâu trong động băng, anh đang điên cuồng mà hấp thu hàn khí, khôi phục từng chút một. Khi đường Tuấn với ô đạo nhân đuổi tới vực sâu của động băng, ở trước mắt bọn họ, ba thân ảnh đang chiến đấu cùng nhau, trong đó còn có Chu Tiêu Ân. Hai người còn lại, một là cô gái mặc quần áo đen và tóc đen còn lại là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt tái nhợt giống như một thây ma ở bên cạnh còn có mấy người đang vây xem vẻ mặt như hổ rình mồi người đàn ông giống cương thi chính là huyền linh người phụ nữ kia là thạch ma nữ ô đạo nhân nói với đường tuấn đường tuấn khẽ gật đầu ánh mắt có chút kinh ngạc huyền linh với thạch ma nữ tu vi đều là bán nguyên đan nhưng thạch ma nữ vốn dĩ bị thương nên bị huyền linh đánh trúng mà Chu Tiêu Ân sử dụng phương pháp đánh du kích, tấn công hai bên. Kiếm pháp lẫn tu vi ông ta vô cùng lợi hại, kiếm khí bổ xuống như sông dài, tràn đầy bầu trời. Thạch Ma nữ cùng Huyền Linh tuy rằng có cảnh giới cao hơn nhưng vẫn phải thận trọng. Kiếm pháp mà Chu Tiêu Ân luyện có tên là Hoàng Hà Đông Lưu, nghe nói lúc ông ta ở Băng Tuyết Quốc độ vô ý học được, ông ta cũng là dựa vào Hoàng Hà Đông Lưu mới có thể vượt biên mà chiến đấu. Loại luyện công này có thể so sánh với phương pháp luyện khí ở thượng cổ. Ô đạo nhân từ từ nói, trong giọng nói mang theo một chút hâm mộ. Ô, băng tuyết quốc độ còn có loại may mắn gặp phải này sao? Vẻ mặt đường Tuấn khẽ biến. Đương nhiên, những người bị giam cầm trong băng tuyết quốc độ sau khi chết đi sẽ ít nhiều để lại một thứ gì đó, có bí tịch có công pháp, mấy thứ này thế hệ sau có được, khi họ chết đi sẽ để lại, hình thành một vòng tuần hoàn. Chào ôi, có thực lực mà không thoát ra được thì có ích gì đâu. Ô đạo nhân phiền muộn nói. Đúng lúc này, giữa sân cuối cùng đã xảy ra biến hóa. Chu Tiêu Ân cùng Huyền Linh đồng thời liên thủ ra tay với Thạch Ma nữ, Thạch Ma nữ lập tức có chút chống đỡ hết nổi. Kiếm khí Chu Tiêu Ân xé toạc quần áo cô ta, lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng hút mắt người nhìn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1400.